Hàn lập sờ lên trên cổ tay đang đeo thêm một chiếc vòng tròn sáu màu, sau đó cũng bình tĩnh nhìn qua. Chiếc vòng tròn trông như vòng tay chữ vật này, đúng là Điền Phi Nhi biến ảo thành. Các vị đạo hiếu, truyền tống pháp trận này trong vòng trăm năm chỉ có thể sử dụng một lần, riêng lần này lão phu tự mình tới kiểm tra, để đảm bảo sẽ không có sai sót gì trong quá trình truyền tống. Minh Tôn cười nói với vài tên tu sĩ đại thừa, ánh mắt đảo tới người Hàn Lập thì thoáng dừng lại một chút rồi mới chuyển tới chỗ khác. Ha ha, có minh huynh tự mình ra tay kiểm tra tin rằng lần truyền tống này sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì một gã dị tộc dáng người cao gầy như cây gậy trúc vừa cười vừa nói trên mặt những người khác cũng đầy vẻ tươi cười nói một vài lời cảm ơn đối mặt với vị tổng chấp sự tiếng tăm lừng lẫy này của thương minh bọn hắn cũng không dám có chút lạnh nhạt nào minh tôn cũng chào hỏi từng người bọn họ một phen cuối cùng mới ôm quyền chào hàn lập hàn huynh lão phu kính ngưỡng đại danh của đạo hữu từ lâu Lần này nếu không phải đấu giá hội xảy ra nhiễu loạn, Lão Phu vốn định ngay khi đấu giá hội kết thúc sẽ tự mình đến bái phòng đạo hữu một phen. Hôm nay mới có thể tương kiến, mong đạo hữu thứ lỗi. Minh Huynh quá khách khí rồi. Lần này Hàn Mỗ gặp được nhiều đạo hữu cùng giai trong đấu giá hội của Quý Minh như vậy đã là một việc rất đối vui mừng. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng đáp lễ lại. Những đại thừa dị tộc khác trông thấy thái độ khách khí của Minh Tôn đối với Hàn Lập thì không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng bản thân vị minh tôn này cũng là một trong số những cường giả đại thừa tiếng tăm lừng lẫy nhất phong nguyên đại lục, có thể khiến cho lão đối đãi ngang hàng như thế, tự nhiên không thể nào là tồn tại đại thừa bình thường được. Minh huynh, vị hàn đạo hữu này là, tên gì tộc dáng người cao gầy kia nhịn không được hỏi một câu. Tại hạ nhân tộc Hàn Lập bái kiến chư vị đạo hiếu. Không chờ Minh Tôn nói tiếp, Hàn Lập đã chủ động lên tiếng tự giới thiệu bản thân. Cái gì, chính là vị đại thừa nhân tộc xông vào ma giới chém giết Minh Trùng mẫu sao? Tên dị tộc dáng người cao gầy nghe được lời ấy, sắc mặt thoáng chốc đại biến. Vài tên đại thừa khác bên cạnh cũng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thoáng chốc có thêm vài phần khác thường. Lúc này bọn họ còn chưa biết, Minh tồn tới đây quá nửa là vì Hàn Lập mà tới, nếu không chỉ bằng thân phận của bọn họ thì tuyệt đối không thể khiến lão tự mình chạy tới đây một chuyến được. Tại hạ đích xác có tham dự hành trình ở ma giới. Nhưng chém giết Minh Trùng Mỗ thì chẳng phải công sức của một mình tại hạ, lời đồn đã có chút khoa trương rồi. Hàn Lập trả lời, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định toàn bộ lời của gã cao gầy. Thái độ của những gã đại thừa dị tộc này thoáng chốc trở nên nhiệt tình hơn nhiều, cũng tự mình giới thiệu bản thân một phen rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Minh Tôn ở một bên quan sát hết thảy, thỉnh thoảng cũng xen vào đôi ba câu. Nhưng không lâu sau, từ trong đại điện truyền đến âm thanh rõ ràng. Việc lắp đặt linh thạch vào pháp trận khổng lồ đã hoàn tất, thoáng chốc pháp trận lóe sáng lên, hiển hiện vô số phù văn năm màu. Pháp trận đã được lắp ráp đủ linh thạch các vị đạo hữu có thể tiến vào rồi. Ánh mắt Minh Tôn quét qua một lượt, rồi nói với đám người Hàn Lập. Minh huynh bảo trọng, Hàn Mỗ cáo từ. Hàn Lập chắp tay chào Minh Tôn, sau đó mang theo nhị nữ đi về phía pháp trận khổng lồ. Những vị đại thừa dị tộc khác cũng đồng dạng hành lễ. Trong nháy mắt, toàn bộ hơn 10 người đều tiến nhập vào trong pháp trận khổng lồ. Hào quang trên pháp trận khổng lồ tỏa ra rực rỡ, sau đó thân ảnh của đám người Hàn Lập mơ hồ rồi cứ thế biến mất tại chỗ. Cuối cùng cũng rời đi. Minh đại nhân, vị long tộc kia thực sự trà trộn trong đó sao? Phi vân tiên tử thở dài một hơi, sau đó quay đầu hỏi Minh Tôn. Có phải thật hay không, kiểm tra một chút là biết ngay. Minh Tôn nhàn nhạt trả lời, sau đó tùy ý phất một chảo vào hư không. Lập tức một khối trận bàn hình tròn bay ra, lóe lên rồi rơi vào trong tay. Chỉ thấy trận bàn óng ánh trong suốt kia, ngoài viền có khắc một vòng linh văn chỉ dấu, hơn nữa hơn nửa vòng đều chấp động ánh sáng nhàn nhạt. 57 chỉ dấu, quả nhiên tiêu hao năng lượng truyền tống nhiều thêm một người. Không biết tên kia làm thế nào mà lẫn được vào trong số những người này, cấm chế bố trí trong đại điện vậy mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Phi vân tiên tử ở bên cạnh nhìn rõ biểu hiện bên trong trận bàn, lúc này cũng vui vẻ nói. Thần thông của chân long tộc sâu không lường được, có vài công pháp có thể lừa gạt qua mắt chúng ta cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hắn muốn trở lại long tộc thì lần truyền tống này chính là cơ hội duy nhất rồi. Tuy nhiên, có thể tống khứ đại phiền toái máu yểm long này đi, chúng ta cũng có thể thở ra một hơi dài rồi. Minh Tôn rút cuộc lộ ra vẻ tươi cười trả lời, việc này cũng may mắn nhờ vị long tộc chi kỷ của Minh Đại Nhân báo tin, chúng ta mới biết được vật kia không phải máu tổ long mà là máu yểm long gì đó, mới để cho người của long tộc cướp đi vật đó tại đấu giá hội. Nếu không, dù là bán được vật đó hay là dùng thủ đoạn lợi hại làm tổn thương tới người của long tộc, bản Minh cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Phi Vân Tiên Tử cười khổ nói máu yểm long này tà môn như vậy có thể dơ bẩn chân nguyên của người tế luyện nếu thực bán đấu giá đi đúng là hậu hoạn vô cùng từ đầu trực tiếp giao vật ấy cho long tộc cũng không phải không được nhưng hành động như thế lại có vẻ quá mềm yếu có thể ảnh hưởng lớn tới uy tín của bản minh cũng không dễ giải thích cho kẻ dưới tin phục cho nên cứ mặc cho long tộc mang đi vẫn là giải pháp tốt hơn tuy rằng có chút tổn hại tới danh tiếng nhưng cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ như vậy thôi minh tôn thản nhiên nói đúng thế ngay cả có muốn dùng cách thương lượng với long tộc để trao đổi vật đó thì cũng không còn thời gian nữa rồi. Chỉ có thể lựa dùng kế sách chiết chung như vậy thôi. Phi vân tiên tử cung kính trả lời, tốt rồi, việc này đến đây là chấm dứt, chuyện treo thưởng chỉ cần ngoài chặt trong lỏng là được, có lẽ vài năm nữa thì người ta cũng quên đi vụ việc này rồi. Về thôi, việc của đấu giá hội tuy đã xử lý xong, nhưng trong mình còn có vài việc phải giải quyết nữa. Minh tôn gật đầu nhẹ, tay áo run lên, rồi xoay người bước đi. Phi Vân cũng cười, rồi tự nhiên theo sát sau lão ra khỏi đại điện. Chấm chấm, Hàn Lập tất nhiên là không biết việc máu hiểm Long bị cướp đi lại là do Hách Liên Thương mình cố ý mở một cửa ra cho Long tộc, nhưng dù có thì chắc cũng sẽ im lặng biết vậy, rồi chẳng để tâm thêm làm gì. Sau khi Bạch Quang trước mắt thu về, hắn vừa chóng mặt một chút đã liền tỉnh táo lại, lập tức nhìn rõ hết thảy mọi vật chung quanh. Bên dưới cũng là một pháp trận khổng lồ tương tự, nhưng chung quanh là một vùng trống trải dị thường chỉ có toàn đá xanh. Ngoài cửa pháp trận, trừ hai kẻ lạ mặt một nam một nữ sóng vai đứng chờ thì không còn bóng người nào khác. Hoan nghênh chư vị tiền bối, đạo hữu đã đến huyết thiên đại lục, tại hạ phương tiến, là người phụ trách của hách liên thương minh ở đây. Các vị có gì cần hỏi, nếu tại hạ biết thì nhất định sẽ hết sức trả lời. Nam tử kia nhìn chưa quá 30 tuổi, nhưng khuôn mặt béo tròn núc ních, sau khi ôm quyền mở miệng chào hỏi, đều khiến cho người ta có cảm giác khá buồn cười và hết sức thân thiện. Nhưng nữ tử trẻ đẹp bên cạnh lại hết sức lạnh lùng, trừ đưa mắt đánh giá mọi người trong pháp trận thì không nói một lời nào. Thì ra là phương đạo hiếu, tại hạ cần địa đồ khu vực chung quanh, có đánh dấu các thế lực cần phải chú ý. Hai người này cũng có tu vi hợp thể kỳ, vì vậy hơn nửa số người được truyền tống đến cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đáp lễ, cũng có một người lập tức dò hỏi. Cái này đương nhiên phải chuẩn bị rồi, đạo hữu nào cần, xin mời tới lấy mỗi người một bản. Nam tử mặt tròn nói không cần nghĩ, tay áo run lên, lập tức mấy chục ngọc giản màu sắc khác nhau lóe hiện. Mọi người trong pháp trận thấy vậy đều vui mừng, nhao nhao bước tới, mỗi người nhận lấy một cái. Có người vội vàng dùng thần niệm quét qua ngọc giản, mặt liền lộ ra nét mừng, rồi phát động độn quang bay đi ngay. Số người còn lại hỏi thăm thêm một số chuyện khác, rồi cũng rời đi. Trong số đó có cả bốn gã đại thừa cùng tùy tùng. Trong nháy mắt, chung quanh pháp trận chỉ còn lại hàn lập có tu vi đại thừa cùng năm sáu tên dị tộc nhân khác mấy tên dị tộc nhân này tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán dường như đang thương lượng chuyện gì đó chúng ta cũng đi thôi sau khi xem xong ngọc giản hàn lập liền nhàn nhạt, nhạt nói ngọc giản này tất nhiên không phải do hắn tự đi lấy mà là hoa thạch lão tổ đi lấy về cho cả bọn nghe hàn lập nói vậy bọn huyết phách tất nhiên không có ý kiến khác đều vâng dạ rồi muốn cùng nhau bay khỏi nơi đây ngài có phải là hàn tiền bối xin chờ một chút vãn bối phụng mệnh đặc biệt tới đón tiếp tiền bối hy vọng tiền bối có thể đi cùng vãn bối tới một chỗ. Nữ tử đẹp lạnh kia vậy mà bỗng tiến tới vài bước rồi mở miệng, cất lên giọng nói ngọt ngào êm tai ngoài dữ liệu. Phụng mệnh nghênh đón ta, phụng mệnh ai vậy, người cũng là người của hách liên thương minh, hàn lập có chút ngoài dữ liệu, liền dừng bước rồi quay đầu hỏi. chương 2337, bát quỷ phệ Phật Đồ. Vãn bối có thể đứng ở đây, dĩ nhiên cũng là người trong thương minh phụng theo mệnh lệnh của tổng chấp sự huyết thiên bích ảnh đại nhân đến đây mời hàn tiền bối ghé qua một lần nữ tử lạnh lùng cung kính trả lời bích ảnh tuy là lần đâu nghe đến cái tên này nhưng nếu là tổng chấp sự ở đại lục này của quý minh thì xem ra cũng là một đời thanh danh hiển hách ở huyết thiên rồi bích đạo hữu tìm ta có chuyện gì quan trọng sao sau khi ánh mắt lóe lên một chút hàn lập hỏi lại một câu đến giờ hắn làm sao không biết tin tức mình đến đây nhất định là do minh tôn tiết lộ cho bên này nếu không đối phương làm sao có thể vừa vặn mà chặn mình lại như thế chuyện này thì vãn bối không biết vãn bối chỉ là phụng mệnh đến đây mời tiền bối ghé qua mà thôi hàn tiền bối nếu có thắc mắc gì đến lúc gặp bích ảnh đại nhân thì trực tiếp hỏi ngài vậy nữ tử lạnh lùng trả lời không chút lưỡng lự hắc hắc bích đạo hữu cho ngươi đến mời ta mà cũng không nhắn thêm chuyện gì khác ư chẳng lẽ khẳng định hàn mỗ sẽ đáp ứng chuyện gặp gỡ này hàn lập nghe thế cười lạnh một tiếng khi Bích Đại nhân giao mệnh lệnh cho Vãn Bối, người có đưa một vật cho Vãn Bối, căn dặn là phải giao đến tận tay Tiền Bối. Sau khi gương mặt nữ tử lạnh lùng thoáng hiện dị sắc, liền nói như vậy. "Một vật, lấy ra ta xem thử một chút." Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, "Vâng, mời Tiền Bối xem thử." Nữ tử lạnh lùng không chút do dự, tay áo run lên lập tức bắt được một quyển trục đỏ tươi như máu. Hai tay cung kính đưa lên, một tay Hàn Lập khẽ vẫy, quyển trục đỏ như máu kia lóe lên một cái đã rơi vào tay hắn sau khi thần niệm lướt qua, khẽ trao mày, nhưng không chút do dự mà đánh một pháp quyết mở ra. Sau khi quyển trục mở ra, bên trong thình lình minh ấn một bộ bát quỷ phệ Phật đồ sơn thủy đen như mực. Tám ác quỷ mặt xanh nanh vàng, hoặc dương nanh múa vuốt hoặc cầm cốt xiên cốt bổng bao quanh lấy một tăng nhân có gương mặt mờ ảo, giống như một khắc sau có thể phân thây nuốt sống tăng nhân kia. Có thể nói cực kỳ sống động, Hàn Lập cầm hai đầu quyển trục mà xem ác quỷ đồ, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái không biết vị bích ảnh kia cho mình xem bức tranh này, cuối cùng là có ý gì. Đúng lúc này, phốc một tiếng, mặt ngoài quyển trục đột nhiên bay ra một vòng sáng như máu cuốn thẳng đến chỗ Hàn Lập. Hàn Lập nao nao, lập tức, thần niệm quét qua vòng sáng máu này. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng không né tránh, để mặc cho nó đem thân mình kéo vào bên trong bức tranh. Bọn người huyết phách, chu quả nhi đứng bên cạnh thấy chuyện như vậy, tất cả đều giật mình. Hoa thạch lão tổ càng biến sắc hơn, đầu vai nhoáng lên một cái lập tức mấy đạo hắc khí sau lưng túa ra, trực tiếp huyễn hóa thành một cự mãng đen thui cao vài chục trượng, hùng dữ nhìn nữ tử lạnh lùng kia. Bộ dáng như, chỉ cần đối phương có động tác lạ là lập tức sai cự mãng công kích. Chư vị đạo hữu không nên kinh hoàng, hàn tiền bối không có chuyện gì cả. Đây là vì bích ảnh đại nhân có ý muốn che giấu thôi. Đặc biệt dùng một đám phân thần để vào trong tranh, khoảng chừng nửa khắc sẽ trở ra lại. Nữ tử lạnh lùng khoát tay chặn hoa thạch lão tổ lại, vô cùng chấn định giải thích. Quả thực như vậy sao? Nếu hàn sư bên trong có chuyện gì không tốt, đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Hoa thạch lão tổ bán tín bán nghi, nghiêm nghị nói. Nếu lát nữa hàn tiền bối không ra được, các vị đạo hữu có thể tìm đến thiếp thân mà giải quyết cũng được. Nữ tử lạnh lùng cười cười nói. Hoa huynh, đối phương không giống đang nói dối. Chúng ta tạm thời chờ thêm một chút, với thần thông của hàn tiền bối, dù gặp sự tình gì cũng không có nguy hiểm đâu. Sau khi ánh mắt huyết phách chấp động vài cái, chậm rãi nói ra. Hoa Thạch lão tổ thấy chuyện đó cũng có lý, lúc này mới thu hồi cự mãng lại. Sắc mặt âm trầm đứng một bên không nói gì, Chu Quả Nhi một bên thì có chút lo lắng nhìn ác quỷ đồ đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này đây, bức tranh quỷ dị sớm đã được ánh sáng như máu bao phủ bên ngoài. Người khác dùng thần niệm hơi tiếp xúc một chút đã bị bắn ngược trở ra, căn bản không thể thăm dò chút nào. Thậm chí bên trong bức tranh quỷ dị này còn phiêu tán ra trùng trùng khí tức huyết tinh. Vài dị tộc nhân cách đó không xa thấy tình hình thế này, trong lòng đều chung một tâm sự. Sau khi nói vội vàng vài câu với nhau, ao ao mà bay khỏi nơi này, dáng vẻ như sợ bị kéo vào chuyện kia. Ngược lại, vị nam tử mặt tròn tự xưng là phương tiến kia vẫn mỉm cười đứng một bên quan sát. Cùng lúc đó, một không gian thần bí bên trong ác quỷ đồ, hàn lập nhíu mày nhìn gã tăng nhân áo xám đang nhắm mắt đả tỏa phía trước. Dựa vào quần áo, phục sức trên người thì đúng là tăng nhân được vẽ trong ác quỷ đồ bị tám con quỷ vây quanh. Chỉ là tăng nhân này hiện tại không hề nhúc nhích, giống như một bức tượng được điêu khắc từ gỗ. Tăng nhân chỗ này, vậy đám ác quỷ kia đâu? Tâm niệm hàn lập chuyển động, mắt quét nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía xung quanh, trong bán kính mười trượng đều bao phủ bởi một màn xương đỏ như máu dày đặc. Bên trong huyết khí bắt đầu chuyển động, mơ hồ lộ ra chút khí tức âm sát. Thần niệm vừa tiếp xúc vào như gặp phải một vật vô cùng băng giá không chịu được phải trầm xuống. Trên mặt hàn lập không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc đúng lúc này trong màn xương máu kia truyền đến một tiếng giống to. Phân tách xương mù ra, rồi bỗng xuất hiện tám con ác quỷ cao vài chục trường. Tám ác quỷ này trên người để trần, phía dưới mang những tấm da thú. Ngoài thân trải đầy quỷ văn quỷ dị, trên đầu có một cái sừng quái dị. Vừa ra khỏi sương mù, lập tức bao vây hàn lập. Bích ảnh đạo hiểu, đây là ý gì? Sắc mặt hàn lập trầm xuống bỗng nhiên quay đầu về phía tăng nhân lạnh lùng hỏi một câu. Ô, hàn đạo hữu làm sao biết được bích mỗ nơi đây thân hình tăng nhân khẽ run lên đôi mắt mở ra con mắt đục ngầu lạ thường giống như còn chưa tỉnh ngủ đạo hữu nói đùa hàn mỗ tuy tiến dài đại thừa chưa bao lâu nhưng loại bí thuật ký gửi thần niệm này làm sao mà chưa từng thấy chứ ta còn tưởng rằng đạo hữu đưa pháp khí ra là muốn che giấu chuyện cần thương lượng nào đó mới để đạo hữu tùy ý thi pháp kéo vào trong này bây giờ nhìn bộ dáng mấy ác quỷ này xem ra có chút không giống như vậy rồi hàn lập thản nhiên nói Hàn đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ đưa đạo hữu đến đây quả thực có việc cần nói. Nhưng việc này trọng đại, lão hủ cần kiểm chứng xem đạo hữu có tư cách hay không để biết rõ chuyện này. Đây là tám biến ảo từ Hoàng Tuyền Quỷ Vương mà ra, tuy rằng thực lực không thật sự cao, nhưng Hoàng Tuyền Minh Phong được thao túng lại là hàng thật giá thật. Tu chân giả bình thường chúng phải một tia lập tức thịt giữa, xương tiêu biến thành âm thủy. Dù một số đại thừa bình thường gặp phải vật này cũng phải một mực tránh lui, không dám tiến vào đấy chỉ cần đạo hữu ở trong hoàng tuyền minh phong này dễ dàng lại không dùng bất cứ bảo vật pháp khí gì kiên trì trong thời gian một phút là đã thông qua khảo nghiệm rồi sau đó lão hủ chắc chắn dâng trà bội tội đem chi tiết tất cả chuyện này mà báo lại còn nếu không qua được lão hủ chỉ còn cách đưa đạo hữu ra khỏi họa độ xem như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh gương mặt tăng nhân không chút biểu tình nói dường như cùng lúc tám ác quỷ gầm nhẹ lên mở to cái miệng gió lạnh sơn thủy đen như mực từ đó mà tuôn ra thoáng cái tạo thành một bức tường gió đem không gian xung quanh khóa lại chặt chẽ rồi cuốn đến chỗ hàn lập hoàng tuyền minh phong không dùng bất cứ pháp khí nào ở trong này một phút có chút thú vị đấy nhưng cũng hơi xem thường tại hạ rồi hàn lập nhìn minh phong đang cuồn cuộn kéo tới trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn điềm nhiên như không nói oanh một tiếng không thấy hàn lập bấm niệm pháp quyết nào khi đám gió đen kia cuồn cuộn kéo trước người lập tức bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang màu vàng mờ mờ đám gió đen kia đến chỗ cách hàn lập một trượng bỗng nhiên khựng lại đã bị những ánh sáng vàng kia giữ lại tại chỗ không thể tiếp cận thêm chút nào quả nhiên là hảo thần thông nhưng đạo hữu quá chủ quan rồi hoàng tuyền minh phong này gặp mạnh càng mạnh gặp yếu lại yếu đi không chỉ có chừng đó uy năng đâu tăng nhân thấy tình huống này đồng từ co rụt lại nhưng miệng vẫn nói không chút biểu tình vậy sao hoàng tuyền minh phong này lại quỷ dị như thế hàn mỗ thực sự mong muốn thưởng thức nhiều hơn uy năng của nó đấy hàn lập nhìn minh phong đằng xa nhàn nhạt nói khi hắn vừa dứt lời minh phong đột nhiên bùng phát một luồng sức lực làm người khác khó tin thoáng cái đã tuôn ra trong gió sau khi kim quang từ trong cơ thể hàn lập thả ra vừa tiếp xúc với lực lượng to lớn này liên tục vang lên một hồi những tiếng răng rắc quái dị ở bên trong bị ép lui về sau mặc dù chỉ lui tầm nửa thước đã bị hào quang màu vàng chặn lại một lần nữa nhưng điều đó khiến ánh mắt hàn lập lóe lên những hoàng tuyền minh phong này quả nhiên thú vị Tại hạ muốn dùng một ít để nghiên cứu, đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Hàn lập bỗng nhiên nói, a à, đạo hữu đã có thần thông lớn như vậy, những minh phong này cứ thu lấy đi. Vật này lão phu có rất nhiều, tăng nhân nghe xong có chút bất ngờ, nhưng lập tức cười nhẹ trả lời một tiếng. Phốc, một tiếng, phần sáng sau lưng hàn lập lóe lên, ngưng kết thành một pháp tướng ba đầu sáu tay trên không trung. Pháp tướng này cao chừng vài mươi trượng, toàn thân bao bọc bởi phù văn màu vàng rất rõ, tỏa ra hào quang màu vàng trói mắt kinh người vừa hiện thân ra sáu đầu cánh tay nhấc lên miệng niệm chú ngữ oanh một tiếng sáu đoàn quang cầu màu vàng thoáng cái đã hiện ra trong lòng bàn tay sau đó bành trướng ra rồi lập tức tụ thành một đoàn trước mặt hàn lập biến thành một vòng xoáy màu vàng vô cùng lớn thu ngón tay hàn lập chỉ vào vòng xoáy trên không một cái trong miệng hô lên một tiếng hơi ngưng trọng bên trong vòng xoáy đột nhiên nổi lên những tiếng oanh minh vô số phù văn màu vàng theo đó mà tuôn trào Đồng thời, vài luồng lực hấp dẫn cuốn ra, một màn kinh người xuất hiện, những đợt minh phong cương mãnh không gì bị kịp bên ngoài kia, sau khi tiếp xúc với dòng xoáy hấp lực, giống như gặp phải khắc tinh, cũng hóa thành dòng xoáy mà bị hút vào. Những dòng xoáy màu đen cuồn cuộn chui vào dòng xoáy màu vàng, giống như vạn sông cùng đổ, đi không trở lại. Vách tường được tạo từ gió đen kia trước mắt đã bị hút đến thất tinh bát lạc, còn dư lại không bao nhiêu. Thậm chí tám con quỷ đang liều mạng phun ra gió đen kia cũng bị lực hấp dẫn kéo đến, không cách nào trụ vững dưới dòng xoáy màu vàng đang kéo tới. Bộ dáng không thể dãy ruộng, chương 2338, 10 âm ti vương. Xin hàn đạo hữu hạ thủ lưu tình, đạo hữu đã thông qua khảo nghiệm, nhưng lão hủ còn có chỗ dùng tới tám đầu hoàng tuyền quỷ vương này nên mong đạo hữu hãy nương tay. Tăng nhân thấy tình hình này thì tỏ vẻ giật mình, nhưng tay áo lập tức run lên tạo ra một cỗ ba động quỷ dị chặn ngay hấp lực kia. Sau khi tám con ác quỷ khôi phục tự do thì phát ra một tiếng gầm, nhanh chóng hóa thành hắc khí biến mất không thấy. Đạo hữu hiền tâm, tại hạ cũng không định ra tay với chúng, chỉ là có chút tò mò nên muốn thử xem thực lực bọn họ ra sao thôi. Hàn lập phát ra tiếng cười hắc hắc, pháp tướng sau lưng cùng xoáy nước màu vàng lập tức biến mất. Nhưng mà trong tay hắn bỗng có thêm một viên cầu đen như mực, Hàn lập cầm lên xem xét tỏ vẻ rất hứng thú. Đây chính là âm phong hoàng tuyền hắn thu được lúc trước, nhưng mà âm phong lúc này đã bị pháp lực áp lại thành một đoàn nên mới có hình dạng viên cầu như vậy thần thông hàn huynh thật mạnh mẽ thật sự vượt xa sự tưởng tượng của ta xem ra tin đồn thật không có phòng đại đâu lần khảo nghiệm này của lão hủ đúng là vẽ rắn thêm chân làm điều thừa rồi tăng nhân thở dài một hơi nói chẳng qua là biểu hiện trên mặt vẫn là vẻ đờ đẫn như trước bích huynh đã kiểm tra xong thì có hay không nên nói đến chuyện chính đi hàn lập không để ý tới lời nói của tăng nhân mà trực tiếp nói tới vấn đề chính tốt đạo hữu đương nhiên có tư cách biết chuyện này thân phận tại hạ chắc hàn huynh đã rõ ràng tăng nhân nói nếu lời nói của nhà đầu bên ngoài kia là thật thì đạo hữu hẳn phải là người phụ trách của hách liên thương minh tại huyết thiên đại lục rồi thân phận địa vị đạo hữu chắc cũng không kém bao nhiêu so với minh tôn đạo hữu đâu hàn lập nhàn nhạt nói tại hạ đúng là có thân phận đó nhưng đạo hữu đã biết bao nhiêu về thực lực của hách liên thương minh tăng nhân hỏi ngược lại một câu tại hạ biết không nhiều chỉ biết thế lực quý minh rất lớn có thể được tính là một trong ba đại thế lực đứng đầu ba đại lục. Sau khi Hàn Lập nhíu mày thì chậm rãi trả lời, bổn minh thực ra là một tổ chức rời rạc thôi, trừ ba đại lục tại linh giới thì liên hệ với những nơi khác cũng rất tiện lợi, đối với việc trao đổi tài nguyên và tin tức rất có lợi, ngoài ra thì không có quy định hay nghĩa vụ gì mang tính cưỡng chế hết. Nếu như gặp phải chuyện tranh chấp thì cũng đã có các đại thừa thuộc trưởng lão hội quyết định. Lão Hủ chính là được trưởng lão hội để cử tới huyết thiên đảm nhiệm sự vụ tại đây. Như những đạo hữu đại thừa tình nguyện gia nhập bổn minh thì bình thường cũng sẽ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão, đối với việc tu luyện và đại vị bản thân trong tộc đều không ảnh hưởng một chút nào, ngược lại còn có thể thu được những ưu đãi không ngờ. Nghĩa vụ duy nhất, ví dụ như trong lúc bổn minh gặp phải nguy cơ thì ra tay tương trợ một chút thôi. Tăng nhân không chút hoang mang, mở miệng nói, đạo hữu nói như vậy là có ý gì? Hàn lập nhìn tăng nhân, nhàn nhạt hỏi, ta muốn chính thức mời đạo hữu gia nhập bổn minh, không biết hàn đạo hữu có hứng thú không? tăng nhân lộ vẻ tươi cười nói khảo nghiệm vừa rồi cùng lời mời ta lưu lại chẳng lẽ là vì chuyện này hàn lập bình tĩnh hỏi dĩ nhiên không phải chẳng qua là nếu đạo hữu có thể trở thành một thành viên của bổn minh thì sự việc tiếp theo càng dễ nói chuyện rồi tăng nhân thản nhiên trả lời mặc dù ta rất có hứng thú với hách liên thương minh nhưng ta nghĩ hay là cứ nghe đạo hữu nói chuyện chính đã sau đó mới nói những chuyện khác hàn lập bất động thanh sắc nói được nếu đạo hữu đã nói như vậy thì bích mỗ cũng không miễn cưỡng không biết đạo hữu biết được bao nhiêu về âm ti minh giới. Sau khi tăng nhân gật đầu thì bỗng nhiên hỏi một câu. Minh giới, dù thường xuyên nghe được từ người khác, nhưng nghe nói cũng chỉ là nghe nói mà chưa một lần được chứng kiến. Về tồn tại âm ti thì lại càng là đồ vật trong truyền thuyết, nó có thật sự tồn tại hay không thì không thể nào biết được. Tối thiểu thì tại hạ không thể nào xác định được. Sao vậy? Sự tình đạo hữu muốn nói tới có liên quan tới chúng sao? Hàn lập hơi bất ngờ hỏi. Đương nhiên có liên quan, đại khái ở hơn trăm năm trước trong lúc bổn minh đi thăm dò các khe hở không gian tại huyết thiên đại lục đã vô tình phát hiện cửa vào của tiểu thế giới mới sinh ra tiểu thế giới mới sinh ra chuyện này là thật sao hàn lập cả kinh đương nhiên không thể giả được mặc dù là tiểu thế giới mới sinh ra nhưng hẳn là đã tồn tại từ rất lâu rồi chẳng qua bên trong không hề có sinh linh bậc cao nào được sinh ra nên chưa được phát hiện ra mà thôi tiểu thế giới cũng không lớn lắm nhưng tài nguyên bên trong lại cực kỳ phong phú đa dạng nhưng đúng lúc bổn minh đang vui mừng chuẩn bị đưa một lượng lớn tài lực vật lực nhân lực vào để khai thác thì lại bị một tồn tại ở giới diện khác cạnh đó cũng đồng dạng xâm nhập vào trong đó tăng nhân nói tới đây thì ngừng lại một chút đôi mắt xoay chuyển như đang nhớ lại giới diện khác chẳng lẽ chính là hàn lập như nghĩ tới điều gì đó đúng vậy vừa mới cùng bọn chúng giao thủ mà người của bổn minh đã bị dọa cho ngơ ngẩn nhưng tất cả các đạo hữu đó đều lầm tưởng bọn người kia là tồn tại như quỷ vật thực lực bọn chúng có mạnh có yếu nhưng cũng không chịu nổi một kích nếu so sánh cùng bản giới thì cũng không khác gì tu sĩ ở luyện khí kỳ nhưng những cường giả thì cũng đủ so sánh với tồn tại đại thừa tại linh giới chúng ta âm khí hoàng tuyền kia cũng là do ta cùng đối phương giao thủ mà thu lấy bát quỷ kia cũng là từ khí tức những quỷ vật kia mà lấy ra được sau đó biến ảo mà thành dĩ nhiên bọn họ chỉ giống nhau thôi chứ thực lực thì không thể nào so sánh cùng quỷ vương chân chính rồi nếu là Hoàng Tiền Quỷ Vương chân chính thì chính là những tồn tại cực kỳ kinh khủng. Mà căn cứ theo lời những quỷ vật này thì ở mình giới tồn tại 10 âm ti vương. Thương minh chúng ta cùng sau khi cùng những quỷ vật này đại chiến mấy trận thì không phân thắng bại nên cuối cùng phải lập nên thể ước, theo đó thì cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến của các cường giả. Lão Hồ tới gặp Đạo Hữu là muốn mời Hàn Đạo Hữu thay mặt bổn minh trong cuộc chiến tranh đoạt. Dĩ nhiên, nếu như Hàn huynh đồng ý gia nhập bổn minh thì dĩ nhiên càng danh chính ngôn thuận rồi. Trận chiến này bất kể thắng bại ra sao, chỉ cần đạo hữu ra tay thì nhất định bổn minh vẫn sẽ cảm tạ đạo hữu thật nồng hậu. Sau khi tăng nhân do dự một chút thì đem toàn bộ sự việc nói ra. Thì ra là như vậy, không biết minh giới này cùng minh giới trong truyền thuyết có phải là một hay không? Mà cái gọi là mười âm ti vương là tồn tại như thế nào, có tham gia cuộc chiến của những cường giả hay không? Hàn lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có phần hơi đổi. Bổn minh dĩ nhiên đã chuẩn bị từ lâu cho việc lần này. Mặc dù không có bao nhiêu thông tin nhưng ta tin giới này cùng Minh giới trong truyền thuyết kia không có chút quan hệ nào, chẳng qua là do trùng hợp nên mới có quỷ vật cường đại như Hoàng Tuyền ở mặt biên mà thôi. Cái gọi là 10 âm ti vương cũng chỉ là mạnh hơn chút so với quỷ vương bình thường thôi. Nếu không như vậy thì dù thực lực bổn minh mặc dù không kém nhưng cũng tuyệt đối không thể nào cùng đối phương giao phong lâu như vậy. Về phần cuộc chiến lần này thì rất có khả năng 10 âm ti vương cũng sẽ tham gia. Tăng Nhân sau khi suy nghĩ một chút thì trả lời: không phải là minh giới chân chính thật đáng tiếc vậy mà ta còn đang tưởng có thể tìm hiểu bí mật chân chính của luân hồi cơ đấy hàn lập sờ sờ cằm con mắt chuyển động tỏ vẻ tiếc nuối mặc dù không phải là minh giới chân chính nhưng những thần thông bọn chúng tu luyện thật sự khác rất nhiều so với chúng ta bên trong đó mơ hồ lộ ra đại đạo về sinh linh đạo hữu nếu cùng bọn họ giao thủ vài lần dưới cơ duyên xảo hợp chưa biết chừng có thể tìm hiểu được một chút sự thần bí của luân hồi chi đạo tăng nhân nở nụ cười nói Hàn lập nghe nhưng không nói. Sau một hồi lau hắn mới ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi. Thời gian ước định thi đấu của quý minh với những quỷ vật này ra sao, ở địa phương nào, có mấy trận. Ngoài ta ra thì quý minh còn có những đạo hữu nào tham chiến nữa. Thấy Hàn lập cẩn thận hỏi như vậy, tăng nhân không những không tỏ ra bất mãn, mà ngược lại tinh thần càng vui vẻ trả lời. Thời gian định ước là 3 năm sau, địa điểm là bên trong tiểu thế giới. Trong cuộc chiến của những cường giả này sẽ đấu 5 trận trừ lão hủ ra còn có một vị đạo hữu ở lôi minh đại lục cùng một vị khách khanh trưởng lão khác ngoài ra ta còn mời một cường giả khác tại huyết thiên là huyết sát nếu tính thêm cả đạo hữu là vừa vặn năm người hàn đạo hữu yên tâm tỉ thí lần này là một đấu một nên dù không địch lại địch thủ thì cũng sẽ không lo lắng đến tính mạng nếu đạo hữu có thể thủ thắng một trận thì trừ những gì lão phu đã hứa còn tặng thêm một chút lễ vật khác lão phu có thể làm chủ cho đạo hữu tiến vào đăng thiên các lựa chọn một môn bí thuật tiên giới Bí thuật tiên giới, tại hạ không nghe lầm chứ. Hàn lập nghe xong có chút giật mình, chính là bí thuật tiên giới. Thật ra chuyện bổn minh có giấu nhiều loại bí thuật tiên giới, mặc dù người biết không nhiều lắm nhưng cũng không tính là chuyện bí mật gì. Bởi vì các vị tiền bối sáng lập thương minh vốn dĩ là hậu duệ của các vị tiên nhân ở linh giới. Thương minh trước kia vốn là một tổ chức giám sát do tiên giới thiết lập, những người bên trong tổ chức này đều là hậu duệ trực hệ của tiên nhân nên việc có vài môn bí thuật tiên giới cũng là chuyện thường tình nhưng sau khi thiên địa đại biến tất cả các giới đều mất liên lạc với tiên giới vì vậy những tiền bối này mới bất đắc dĩ chiêu nạp thêm một số người tiến vào tổ chức trải qua nhiều năm phát triển như vậy mới có thể tạo thành thương minh như hiện nay cho nên bổn minh trở thành một trong ba siêu cấp thế lực của ba đại lục bên ngoài chỉ coi như là tổ chức giao dịch nhưng thực tế bên trong lại ngầm duy trì an ổn giới này âm thầm loại bỏ một số một số thế lực quấy nhiễu đối với bản giới như chuyện minh trùng ngẫu khi trước Bổn minh cũng đã phái một số đạo hữu đại thừa tiến vào ma giới, chẳng qua bọn họ chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị minh trùng mẫu vây vào trong cấm chế. Cũng may mà có đạo hữu cùng những người khác tới tương trợ mới có thể một lần nữa thoát thân. Vì vậy mà nói, không ít trưởng lão bổn minh nợ đạo hữu một chút ân huệ rồi. Tăng nhân cười giải thích một hồi, ánh mắt Hàn lập lóe lên khi nghe những lời này, một lần nữa sắc mặt lại tỏ vẻ suy nghĩ. Chương 2339 Thành huyết hạc. Đối với những thượng cổ tế đàn trên các đại lục, không rõ quý minh biết nhiều ít ra sao. Cuối cùng, Hàn Lập cất tiếng hỏi, biết nhiều ít, ý đạo hữu là, tăng nhân lộ vẻ bị bất ngờ, không hiểu ý, chính là vị trí của các tế đàn, không biết quý minh biết rõ đến đâu. Hàn Lập nói, trên các đại lục khác thì lão hủ không rõ lắm, nhưng nếu trên huyết thiên đại lục này thì vị trí những thượng cổ tế đàn này bổn minh nắm giữ cũng kha khá, có lẽ cũng biết tới 7-8 phần 10. Hàn Huynh có hứng thú với những tế đàn này sao? tăng nhân lấy làm lạ hỏi điều này cũng khó trách mấy thượng cổ tế đàn này về căn bản đều là những vật đã hết tác dụng trong mắt những đại thừa như bọn họ những thứ này thật sự không phải là chuyện đáng chú ý tới chuyện có gia nhập quý minh hay không hàn mỗ còn phải cân nhắc lại không thể chỉ vì những lời đạo hữu vừa nói mà đã dễ dàng gia nhập ngay được nhưng còn chuyện tham gia cuộc chiến giữa các cường giả thì tại hạ lại có thể đáp ứng tuy nhiên ngoài những thù lao như đã nói ta còn có một điều kiện nữa Hàn Lập nói, điều kiện gì? Tăng Nhân hỏi, vẻ mặt hơi chút ngưng trọng. Trong lúc còn ở huyết thiên đại lục, Hàn Mỗ hy vọng có thể cậy nhờ vào một số đường dây thông tin của Quý Minh để có được những tin tức kịp thời mà ta mong muốn. Tỷ như những tư liệu về thượng cổ tế đàn chẳng hạn, hiện tại ta cũng muốn có được một tấm bản đồ phân bố chi tiết của chúng. Hàn Lập trả lời, vẻ mặt thản nhiên, chuyện này thì đơn giản, lão hủ đáp ứng. Về phần các tin tức có liên quan đến thượng cổ tế đàn, ngay khi đạo hữu rời khỏi nơi đây, ta sẽ sai người đưa cho đạo hữu một phần. Tăng nhân nghe vậy thì thần sắc buông lỏng, cất tiếng ưng thuận ngay. Tốt lắm, chỉ cần quý minh tuân thủ ước định này, ba năm sau, hàn mỗ nhất định sẽ tham gia cuộc chiến cường giả đúng hẹn. Hàn lập khẽ cười, nói, với thân phận của đạo hữu, nếu đã đáp ứng, bích mỗ hiển nhiên 10 phần tin tưởng. Tín vật này, xin đạo hữu thu nhận cho, khi cuộc chiến cường giả bắt đầu tiến hành, nó sẽ thông chi đến cho đạo hữu. Lúc đó, Hàn Huynh chỉ cần tìm đến bất kỳ một phân bộ nào trực thuộc bổn minh, họ sẽ sắp xếp để đưa đạo hữu đến lối vào của tiểu thế giới kia. Tăng nhân lật tay, đưa ra một khối pháp bàn, rồi nói. Tín vật này Hàn mỗ nhận, đến lúc đó, tại hạ sẽ lại gặp gỡ chư vị đạo hữu. Hàn lập cũng không khách sáo gì nữa, giơ tay thu lấy pháp bàn cất vào vòng tay chữ vật. Sau đó, tăng nhân còn lưu ý thêm một ít việc cần chú ý về cuộc chiến cường giả, rồi lại giao ra một bản đồ còn chi tiết hơn nữa của huyết thiên đại lục xong mới thi pháp đưa Hàn Lập ra khỏi không gian của bức họa đồ. Ở bên ngoài bức tranh, nữ tử lãnh diễm đột nhiên thấy hoa cả mắt. Một vầng huyết quang đột ngột xuất hiện, rồi Hàn Lập từ đó hiện ra. Hàn sư tổ, tiền bối, mọi người đều kêu lên kích động, vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội vội vàng vàng tiến tới thi lễ. Đứng lên đi, khiến các ngươi lo lắng rồi. Hàn Lập khẽ cười, phất tay áo, kêu mọi người đứng dậy. Lúc này, nữ tử lãnh diễm kia dường như cũng đã nhận được lời phân phó từ bích ảnh, nàng tiến tới cung kính nói. Hàn tiền bối, vạn bối cũng vừa đưa tin, những tư liệu mà lão nhân ra người muốn, không bao lâu nữa sẽ có người đưa tới ngay. Kính xin tiền bối chờ đợi một lát, ta đã lưu lại đây lâu như vậy, giờ có phải chờ thêm một chốc lát nữa thì cũng không là gì. Hàn lập bình thản trả lời, thiếu nữ xinh đẹp nghe thế cũng không dám nói gì nhiều thêm, chỉ cúi người thi lễ rồi thi pháp thu bức họa bát quỷ vệ Phật đồ lại, sau đó bước qua một bên đứng chờ. Còn về phần vị thanh niên mặt tròn kia, từ lúc Hàn Lập từ bức họa đồ trở ra, hắn vẫn luôn giữ vẻ kính cẩn đứng một bên, không nói một lời. Hơn một canh giờ sau, nơi chân trời hiện lên một quầng sáng, ngay lập tức một đạo cầu vồng đỏ thẫm đã xẹt đến, tốc độ nhanh khôn tả, chỉ chớp lóe mấy lần đã tới ngay phía trên mọi người, xoay chuyển bay múa không ngừng. Nữ tử lãnh diễm bấm niệm pháp quyết, vẫy tay về phía ánh cầu vồng. Cầu vồng lập tức hóa thành một thanh phi kiếm đỏ thẫm bay xuống trên thân kiếm có một khối ngọc giản màu vàng nhạt bẩm tiền bối tư liệu về thượng cổ tế đàn đã đến thiếu nữ tháo ngọc giản ra rồi vội vàng đưa cho hàn lập hàn lập đưa tay tiếp lấy ngọc giản rồi dùng thần niệm quét vào trong xem xét qua một lát mặt hắn lộ vẻ hài lòng đúng là rất tường tận chi tiết việc này ít nhiều cũng làm phiền quý minh rồi trời cũng không còn sớm nữa ta cũng sẽ lên đường đây hàn lập không nói gì thêm thu cất ngọc giản xong liền giơ tay phất một luồng hắc quang bắn ra, một tiếng nổ ầm vang, bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một chiếc thuyền màu đen lớn như một tòa núi đột ngột hiện ra, chính là Mạc Linh Thánh thuyền, thanh niên mặt tròn cùng thiếu nữ xinh đẹp thấy chiếc thuyền to lớn khổng lồ như thế thì không khỏi cả kinh. Trong lúc đó, Hàn Lập đã mang theo đám người huyết phách, hóa thạch lão tổ vút thẳng lên không. Một lát sau, chiếc thuyền lớn vang lên âm thanh vù vù, rồi hóa thành một đạo hắc quang như xé không trung bay vút đi. Trong nháy mắt, ở chỗ cũng chỉ còn lại hai người thanh niên mặt tròn và nữ tử lạnh lùng kia. Ngay khi chiếc thuyền lớn lóe lên biến mất sau đường chân trời, thiếu nữ xinh đẹp chợt quay qua người thanh niên mặt tròn thi lễ thật sâu, cực kỳ cung kính nói. Bích ảnh đại nhân, xem chừng hàn tiền bối đã đồng ý xuất thủ. Xin chúc mừng đại nhân. Như vậy, trong cuộc chiến cường giả này, phần thắng của bổn minh lại hơn thêm được một phần. Ha ha, Vị Hàn Đạo hữu này tuy rằng thần thông bất phàm nhưng đối địch với những quỷ vương hùng mạnh như Âm Ti thập vương thì thắng bại cũng chỉ năm năm mà thôi. Nhưng hiện tại ngoài người này ra, trong lúc nhất thời bổn minh cũng không thể tìm được ngoại viện nào khác thích hợp hơn hắn. Chỉ hy vọng rằng thành phần tham chiến không phải đều là những nhân vật trong Âm Ti thập vương. Người thanh niên mặt tròn cười ha hả trả lời, thân hình hắn đột một cao lớn lên, mặt mũi biến chuyển rồi hóa thành một lão già có khuôn mặt nhăn nheo khô héo, hai mắt đục ngầu, mặc áo xanh lục Vị thanh niên mặt tròn này hóa ra chính là bản thể của vị bích ảnh đại nhân kia, vốn đã đích thân đến đây từ trước. Không biết hắn sử dụng phương pháp nào để ẩn nặc, vậy mà có thể thay đổi dung nhan, cũng như áp chế tu vi ở tại cảnh giới hợp thể. Cũng không rõ hắn có giấu giếm qua được ánh mắt của Hàn Lập hay không. Tiền bối, không biết đám người thương minh tìm đến tiền bối là có chuyện gì quan trọng vậy. Sẽ không ảnh hưởng đến mục đích chuyến đi này của chúng ta chứ. Đứng nơi mũi thuyền, huyết phách lo lắng hỏi. Đạo hữu yên tâm, hách liên thương minh chỉ nhờ ta giúp đỡ một chuyện nhỏ mà thôi cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch đã định trước của chúng ta hàn lập cười đáp nghe tiền bối nói thế vãn bối thật an tâm vẻ mặt của huyết phách giãn ra hàn lập mỉm cười khẽ lắc cổ tay và nói điền tiên tử người có thể hiện thân được rồi những lời ta trao đổi cùng bích ảnh đạo hữu vốn không muốn người ngoài biết được rất mong tiên tử gìn giữ bí mật giúp không đem chuyện đó tiết lộ ra ngoài khanh khách hàn huynh yên tâm Tiểu muội vốn không phải là hạng nhiều chuyện, huống hồ đó chỉ là một tiểu thế giới thôi, thực sự còn chưa đáng để bổn tộc đặt vào mắt. Tộc chúng ta nếu muốn lấy thì muốn bao nhiêu liền có thể kiếm được bấy nhiêu. Ta lấy tâm ma để thề, tuyệt sẽ không đem việc này nói cho bất kỳ ai khác. Từ mũi tàu, một tiếng cười nhẹ cùng thanh âm dễ nghe bỗng vang lên. Tiếp đó, trên cổ tay Hàn Lập, ánh xanh lóe lên, một bóng hình thướt tha hiện ra trước mắt mọi người. Rõ ràng là một đại mỹ nữ, nàng vận trường bào màu xanh lục nhạt, Da thịt nõn nà trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, mái tóc dài đen nhánh, toàn thân phát ra linh khí bức người. Chỉ có điểm khác thường là giữa mái tóc đen của nàng lộ ra một cặp sừng ngắn xanh biếc lấp lánh. Chính là Điền Phi Nhi đã khôi phục tướng mạo chân thực của nàng. Đám người huyết phách, hóa thạch lão tổ đều bị bất ngờ, kinh dị bật thốt thành tiếng. Cũng nhờ những lời Hàn Lập vừa nói, bọn họ cũng biết đối phương không phải là địch nhân. Cho nên tuy trong nội tâm kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi hiểu lầm mà lộ vẻ đối địch. Xét sự giàu có của quý tộc, ta cũng tin tưởng tiên tử sẽ không tự mua dây buộc mình, vi phạm lời thề tâm ma. Ta cũng không đòi hỏi gì thêm." Hàn Lập khẽ gật đầu, dáng vẻ mười phần yên tâm đối với lời nói của nàng. Lần này nhờ có Hàn huynh giúp đỡ, tiểu muội mới có thể thoát thân bình yên. Đợi đến lúc đại hội đạo quả khai mở, ta sẽ nhất định báo đáp, còn giờ, ta cũng không tiện lưu lại nơi đây nữa, mà phải rời khỏi giới này để quay về trong tộc thôi." Điền Phi Nhi cười khẽ, nói xong hai câu, liền nhanh gọn đứng dậy cáo từ hàn lập dĩ nhiên cũng không có ý lưu nàng lại làm gì sau khi hai bên nói nhau mấy câu bảo trọng điền phi nhi liền biến thành một luồng sáng màu xanh rời khỏi thuyền lớn theo một hướng khác bay đi về phần nàng sẽ rời khỏi linh giới như thế nào hàn lập cũng không quá quan tâm đi thôi ta đã có được vị trí phân bố đại khái của các thượng cổ tế đàn gần đây dường như có một tòa chúng ta hãy tới chỗ đó trước xem rồi sẽ tính sau Hàn Lập đợi khi Điền Phi Nhi đã đi xa, mới cất tiếng phân phó. Hoa Thạch Lão Tổ lập tức cúi người tuân mệnh, sau đó, hắn thúc giục mấy con khôi lỗi, thay đổi hướng bay của chiếc thuyền trách đi một chút, rồi gia tăng tốc độ phi hành. Huyết phách đạo hiếu, hãy theo ta đến đại sảnh, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Hàn Lập lại quay qua huyết phách phân phó, huyết phách cũng chẳng lộ vẻ kinh ngạc gì, lập tức ứng tiếng, bước theo Hàn Lập. Chỉ một lát sau, hai người đã một mình vào đến đại sảnh, người ngồi người đứng. Hiện tại huyết đạo hiếu đã đến được huyết thiên đại lục, không biết ngươi đã có dự định gì chưa? Trước đây, khi cùng ngươi ước định, ta chỉ đáp ứng rằng nếu ngươi gặp cường địch, ta sẽ che chở giúp, nhưng bằng cách nào để tìm kiếm bản thể thì vẫn còn phải dựa vào bản lĩnh của chính ngươi rồi. Hàn Lập Bình thản nói, bầm tiền bối, vãn bối đã sớm suy tính kỹ. Ý định của vãn bối là muốn quay lại nơi mà lần trước đã phát hiện ra manh mối là thành huyết hạc trước. Lúc đó, tuy tại nơi này vãn bối đã tìm thấy dấu hiệu bản thể lưu lại, nhưng đáng tiếc lại bị địch nhân đuổi giết nên hoàn toàn không thể đi tra xét rõ ràng những khu vực phụ cận mà chỉ có thể vội vội vàng vàng trốn về phong nguyên đại lục vãn bối tin tưởng nếu có đủ thời gian để tìm hiểu kỹ càng nhất định vãn bối có thể tìm ra thêm nhiều manh mối khác huyết phách trả lời không lưỡng lự thành huyết hạc chờ một chút để ta tìm xem vị trí của thành này trước đã thần sắc hàn lập hơi động hắn lật tay lấy khối ngọc giản đã thu nhận trước đây đem ra rồi dùng thần niệm quét vào trong xem xét thành đó thế mà lại ở cách đây khá xa nếu không có truyền tống trận mà chỉ bay thôi muốn đến được thành này e rằng cũng phải mất nửa năm đấy tuy nhiên trên con đường đến thành này cũng có không ít thượng cổ tế đàn xem như cũng không làm trễ nãi chuyện của ta vậy đi chúng ta cứ đến thành huyết hạc nhưng dọc theo đường đi ta phải xem xét qua những thượng cổ tế đàn ở phụ cận vì vậy đến được thành huyết hạc sẽ muộn trễ hơn một chút đấy hàn lập sau khi xem kỹ ngọc giản thì nói ra quyết định chuyện này không sao cả vãn bối tuyệt đối không làm chậm chế việc quan trọng của tiền bối. Chỉ có điều, thành huyết hạc kia thuộc về phạm vi thế lực của huyết đạo Đại Tông, vốn dĩ có oán cử với vãn bối. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút, huyết phách mừng rỡ, vội vàng thi lễ thật sâu nói. mươi 2340, huyết cốt môn, được, đạo hữu đã không có ý kiến gì, vậy thì hãy đi xuống nghỉ ngơi cho tốt đi, hy vọng trên đường có thể thuận lợi một chút. Hàn lập khoát tay áo với nàng, than nhẹ một tiếng nói huyết phách tự nhiên không dám cãi lời, thối lui ra khỏi đại sảnh. Hàn lập lẳng lặng ngồi trên mặt ghế, trầm ngâm không nói. Mấy ngày sau, thân ảnh của Mạc Linh cự thuyền xuất hiện tại trên không một hồ nước màu xanh lục bích, sau đó đáp xuống một hòn đảo nhỏ trông vô cùng hoang vu. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa ngày sau, cự thuyền lại một lần nữa bay lên trời, dọc theo lộ tuyến trước kia bay vút đi. Một tháng sau, trên không trung một dãy núi có phần danh tiếng của huyết thiên đại lục, hơn 10 dị tộc nhân của Đại Lục Huyết Thiên đang chia làm hai phe tranh đấu với nhau. Trong đó có một đám da màu đỏ như lửa, hai gò má có thể mơ hồ nhìn thấy được lân phiến nhàn nhạt, nhạt. Đám còn lại thì có cặp mắt to lớn và lông mày rậm rạp, trên người mơ hồ có thể thấy được những luồng sát khí quanh thân. Ngay phía dưới chúng, trong một mảng rừng rậm kín đáo dị thường, vài cây linh dược phát ra mùi hương kỳ dị đang đón gió mà đung đưa. Mà ngay ở hai bên của vài cây linh dược này, có một lão giả mặc áo bảo đỏ và một nam tử mặc áo bảo xám đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Tướng mạo của hai người tương tự với những người của hai nhóm đang tranh đấu với nhau trên không trung, nhưng tu vi thì hơn xa những người đang giao thủ kia. Lúc này một người thì đang thúc giục một bảo vật có hình dáng như lãng hoa, một người thì đang thúc giục một kiện pháp khí hình dáng như chiếc mâm tròn triền miên tranh đấu, bộ dáng rằng co không phân hơn kém. Hiển nhiên hai người này chính là hai kẻ cầm đầu của hai nhóm, cũng vì đám linh dược hiếm có này mà tranh giành nhau kịch liệt. Bỗng nhiên từ phía chân trời xa vang lên tiếng nổ lớn, một chiếc thuyền lớn màu đen trông như một ngọn núi cao lóe lên mà hiện ra, sau đó dùng tốc độ nhanh kinh người mau chóng bay đến phía rừng rậm. Cự thuyền chưa thực sự bay đến trước mặt mọi người mà một cỗ khí thế kinh người minh mông cuồn cuộn đã kéo tới. Những tộc nhân của hai phe đang giao chiến trên bầu trời chẳng qua chỉ có tu vi cỡ kim đan nguyên anh, bị cỗ khí thế này bước tới, nhao nhao kinh hãi mà dừng tay lùi về phía sau. Hai gã thủ lĩnh có tu vi luyện hư ở dưới rừng rậm, sắc mặt cũng đại biến, cuống quyết nhìn lại về phía cự thuyền trên không trung. Kết quả cự thuyền màu đen chỉ hơi trầm xuống, lập tức như một luồng gió lốc lóe lên đã lướt qua khu rừng. Hai đám dị tộc nhân chỉ thấy như bị vòi rồng cuốn đi, thân hình không tự chủ được mà đều quay cuồng liên hồi ngay tại chỗ. Tiếp đó âm thanh lớn bang bang vang lên, thân hình bọn chúng nhao nhao bay ngược về phía sau mấy chục trượng, mới có thể một lần nữa miễn cưỡng đứng vững. Rừng rậm phía dưới lại càng như bị cửa thú man hoang chạy qua, từ giữa khu rừng bỗng lăng không mà hiện ra một cái rãnh khổng lồ rộng tới vài chục trượng, cây cối hai bên đều đổ sụp xuống đất. Sắc mặt của cả hai nhóm người nhao nhao mà cùng tỏ ra cực kỳ hoảng sợ. Giờ phút này, cự thuyền màu đen đã cách đó hơn 10 dặm, cũng chấp động một cái, nhoáng lên liền bỗng hóa thành một luồng gió đen mà biến mất. Hai gã thủ lĩnh dị tộc bên cạnh linh dược, tuy rằng thân thể đứng ngay hai bên cái rãnh nhưng lại bị một luồng sức mạnh cực lớn khiến cho người ta hít thở không thông mạnh mẽ đẩy ngã nhào sang hai bên phía sau cả hai tên cuốn quyết đứng lên, khuôn mặt đều tái nhợt cắt không ra chút máu, ánh mắt nhìn về cự thuyền phía xa càng trở nên kinh hoàng như ban ngày thấy ma vậy. Là lão tổ đại thừa, chỉ có phi thuyền của tiền bối đại thừa mới có thể có uy năng kinh người như vậy. Lão giả áo bào đỏ lầm bẩm nói, không biết là vị lão tổ nào đi ngang qua đây, a không tốt, linh dược của chúng ta. Nam tử áo bào xám giống như hồn vía chưa trở lại, lầm nhầm hai câu bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, thoáng chốc nhảy vọt về phía trước, vội vàng nhìn về chính giữa cái rãnh lớn, kết quả khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Vài cây linh dược kia vậy mà bình yên vô sự ở trong rãnh, thật là kỳ tích, cứ như luồng sức mạnh vừa rồi cố ý tránh khỏi khu vực này vậy. Chẳng qua là chỉ một khắc sau, lão giả áo đỏ cùng với nam tử áo xám liếc nhìn nhau, sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, đem bảo vơ thúc dục ra tiếp tục tranh đấu với nhau. Về phần thủ hạ của hai người ở trên không trung, vừa thấy cự thuyền khí thế kinh người không để ý tới mình, do dự một chút lập tức cùng hò hét rồi lao vào giao tranh. Ba tháng sau, trên không trung vùng cấm địa của một tông môn hạng trung, chiếc thuyền lớn đen kịt đang lẳng lặng đứng ở đó, đồng thời hơn ngàn khôi lỗi đẳng cấp cao đứng chẳng chịt ở trên không dường như đã che lấp toàn bộ khu vực này lại. Ở phía dưới đám khôi lỗi, gần vạn tên tu sĩ si ăn mặc khác nhau của huyết thiên đại lục bất kể là tu vi cao hay thấp, tất cả đều nơm nớp run sợ đứng yên dưới mặt đất không dám tùy ý cử động một chút nào. trọn vẹn một lúc lâu sau, một chỗ bên trong cấm địa chấn động, từ đó một đạo thanh hồng mạnh mẽ phá tan cấm chế mà ra, sau mấy cái chấp động, hai bóng người đã xuất hiện ở trên chiếc thuyền lớn. Rõ ràng là hai người Hàn Lập và Chu Quả Nhi, tiền bối, có manh mối gì hay không? Huyết phách vốn đã đứng chờ ở đó từ lâu vội vã tiến lên một bước hỏi. Không có, tế đàn ở đây cũng không phải là tòa mà ta đang muốn tìm. Tiếp tục lên đường thôi, Hàn Lập nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng, hóa thạch lão tổ đáp ứng một tiếng, sau đó lấy ra một kiện pháp khí hình lệnh bài hướng về phía cự thuyền rung lên vài cái, lập tức khôi lỗi đầy trời bỗng nhoáng lên rồi tất cả đều không một tiếng động mà bay trở về thuyền lớn. Sau một khắc, bên ngoài thân của Mạc Linh Thánh thuyền tuôn ra vô số phù văn màu đen, nổ vang lên một tiếng liền phá không mà bay đi. Chỉ còn lại một đám người của tông môn kia đang đứng dưới mặt đất. Trong số những người này, vài tên có tu vi hợp thể kỳ trông thấy chiếc thuyền thực sự bay đi mà không quay lại, thần sắc mới trở nên buông lỏng hơn. Nhưng một gã đại hán mặt mũi xanh lè trong đó có vẻ không cam lòng hướng về phía những người khác nói. Tông chủ, các vị trưởng lão, chúng ta cứ để đối phương nghênh ngang rời đi như vậy à? Nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của ly hỏa tông chúng ta chẳng phải sẽ triệt để mất đi hay sao? Không để đối phương đi thì có thể làm gì? Không cần nói tới kẻ cầm đầu tu vi sâu không lường được kia, quá nửa là một lão tổ đại thừa, mà chỉ riêng đám khôi lỗi này cũng đủ để tiêu diệt bổn tông mấy lần rồi chẳng lẽ trừ trưởng lão muốn để bổn tông lấy trứng trọi đá hay sao? Một lão giả khác lưng hơi còng nhưng khuôn mặt trông khá giữ tơn hừ một tiếng nói. Những người khác ngơ xong cũng liền tỏ ra đồng ý, cho dù bổn tông không phải đối thủ của đối phương, nhưng có thể nhờ thượng tông ra mặt mà. Hàng năm bổn tông nộp lên trên nhiều linh thạch như vậy chẳng phải là để vào những thời điểm như vậy bọn họ có thể che chở cho chúng ta một chút hay sao? Chỉ cần thượng tông ra mặt làm khó dễ với đối phương, thể diện của bổn tông đã có thể bao tồn hơn nửa rồi đại hán lại không đồng ý nói thượng tông chẳng qua cũng chỉ có một lão tổ đại thừa mà thôi làm sao có thể vì sự tình loại này mà gây khó dễ với một tồn tại đại thừa cùng giai cơ chứ huống hồ đối phương cũng chỉ xông vào cấm địa của bổn tông chứ chưa hề đả thương một tên môn hạ đệ tử nào bổn tông ngoại trừ danh dự hơi chút hao tổn ra thì thực chất không hề có chút tổn thương nào với tình huống này thượng tông khẳng định sẽ càng không phản ứng gì cả lão giả lưng còng cười lạnh nói điều này cũng không nhất định nếu bổn tông nguyện ý chịu trả một cái giá lớn nhất định. Con mắt đại hán chuyển động vài cái nói, được rồi, việc này liền dừng ở đây thôi, chỉ vì chút mặt mũi mà đi đắc tội với một tồn tại đại thừa, trừ trưởng lão là váng đầu hay là có ý kiến gì khác hay ho hơn sao. Một gã trung niên mặc nhau bào vẫn một mực im lặng nãy giờ bỗng nhiên cắt đứt lời của đại hán. Tông chủ, trừ mẫu nào có ý kiến gì, chỉ là không cam lòng để mất mặt mũi của ly hỏa tông chúng ta mà thôi nếu tông chủ cùng các vị trưởng lão đều không để ý tới việc này ta cần gì phải làm gì khác hơn nữa đại hán hừ hừ giải thích đôi câu lập tức không mở miệng nói gì thêm nữa phí trưởng lão khung trưởng lão tới cấm địa điều tra xem có thiếu đi bảo vật gì không thuận tiện điều tra một chút dấu vết xem tiền bối đại thừa cai rốt cuộc là đi đến nơi nào trung niêm mặc nhau bào không để ý tới đại hán mà quay lại phân phó với lão giả lương còng và một người khác nữa vâng chúng ta đi qua xem xét một chút trong lòng hai người lão giả chợt dùng mình vội vã bước lên một bước đáp ứng tiếp đó hai đạo độn quang cùng một chỗ thoáng chốc chui vào bên trong cấm địa không thấy bong dáng về phần những môn nhân đệ tử khác dưới mệnh lệnh của vị tông chủ này cũng nhao nhao quay trở về các nơi trong tông môn tế đàn thượng cổ nửa ngày sau trong một gian mật thất được che giấu nào đó trung niên mặc nhau bảo có vẻ giật mình thốt lên đúng vậy chính xác là vị tiền bối này chỉ đi tới một nơi đó hơn nữa còn lưu lại một chút dấu vết thi pháp ở đó Lão giả lưng còng cười khổ trả lời, tế đàn thượng cổ ở trong cấm địa có lẽ đã sớm bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm thánh, bọn họ lại đặc biệt chạy tới cấm địa để vào tế đàn thi pháp một phen, đây là ý gì? Trung niên mặc nho bà thì thào hai câu, sau đó mặt mũi khó che giấu thần sắc nghi ngờ thắc mắc. Việc này thì ai biết, có lẽ bên trong cái tế đàn thượng cổ kia còn che giấu bí mật gì đó cũng nên. Trưởng lão lưng còng sờ sờ lên cằm, sau đó nói ra suy đoán của mình. Được rồi, cho dù bên trong có bí mật to lớn gì, nhưng ngay cả lão tổ đại thừa cũng đều ra mặt thì cũng không phải là việc bổn tông có thể nhúng tay vào được. Ngoại trừ số lượng nhân thủ bên ngoài cấm địa cần tăng lên gấp đôi, thì việc này cứ xem như không biết gì đi. Sắc mặt trung niên mặc nhau bảo biến hóa mấy lần, sau đó mới quyết định nói. "Đã rõ, ngày mai ta sẽ phân phó xuống dưới ngay." Lão giả Lưng còng gật đầu, không hề có chút ý phản đối nào. Cùng một thời gian, bên trong đại sảnh của chiếc thuyền lớn màu đen Hàn Lập Chính đang ngồi ngay ngắn ngắm nhìn một màn sáng mở đang lơ lửng trước mặt. Ở bên trong màn sáng này, rõ ràng là một bộ địa đồ cực kỳ khổng lồ đang lẳng lặng bày ra ở trên hư không. Ở bên trong địa đồ không chỉ ghi rõ một vài dãy núi, hồ nước, mà còn có những đốm sáng màu xanh nhạt chất động, chúng nằm ở những nơi hẻo lánh của địa đồ và chất động liên tục. Hàn tiền bối, những tế đàn ở gần đây chúng ta đã dò xét tới 7-8 phần rồi, chỗ tế đàn tiếp theo có lẽ nửa tháng sau sẽ tới. Nhưng khu vực này đã tiến vào phạm vi thế lực của đại tông phái Huyết Đạo là Huyết Cốt môn rồi. Huyết Phách đứng ở bên cạnh màn sáng, chỉ vào một đốm sáng màu xanh giải thích. Huyết Cốt môn chính là thế lực lớn mà ngươi đã đắc tội trước kia sao? Xem ra tiến vào khu vực này chúng ta cần thu liễm một chút rồi. Tuy rằng ta không sợ những tồn tại đại thừa khác, nhưng tránh được những tranh đấu vô vị vẫn là tốt nhất. Hàn Lập nhàn nhạt gật đầu, bẩm tiền bối, số lượng đại thừa của Huyết Cốt môn có lẽ khoảng 5 6 người là một trong những thế lực lớn hàng thật giá thật của huyết thiên đại lục. Tuy rằng số lượng đại thừa không bằng những thế lực lớn khác, nhưng công pháp huyết đạo của tông này cực kỳ bá đạo. Mỗi gã đại thừa ở đây, những đại thừa bình thường không thể so sánh được. Việc của chúng ta nếu không muốn để tông này chú ý tới, chỉ sợ là không thể tiếp tục ngồi trên mặt linh thánh thuyền này nữa rồi. Huyết phách có vài phần ngưng trọng nói. mươi 2341, Nam Tử đeo mặt nạ. Mạc Linh Thánh thuyền quả thật dễ làm người khác chú ý, đến khi bắt đầu tiến vào địa phận huyết cốt môn thì ta sẽ thu hồi nó lại sau khi đến huyết hạc thành thì ngươi hãy tạm thời tách ra để điều tra manh mối bản thể của mình đi đến lúc đó ta sẽ giao cho ngươi hai con khôi lỗi cấp hợp thể làm hộ vệ chỉ cần không gặp phải tồn tại đại thừa kỳ thiết nghĩ cũng đủ để bảo vệ ngươi bình an vô sự hàn lập sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu nói đa tả tiền bối ban ơn thiếp thân nhất định sẽ mau chóng tìm được manh mối liên quan huyết phách nghe thấy vậy thì vui vẻ nói ta và đạo hữu xem như rất có duyên phận, chuyện nhỏ như vậy cũng không tính toán làm gì. Hàn Lập khoát tay áo nói, hơn một tháng sau, đám người Hàn Lập cuối cùng cũng tiến vào phạm vi thế lực của huyết cốt môn. Bọn hắn liền thu mặc linh thánh thuyền lại, sau đó thay đổi một chiếc phi sa màu đen tầm thường, dùng vài con khôi lỗi soi kéo ở phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Hành trình kế tiếp bình an vô sự, hai tháng sau đám người Hàn Lập rốt cuộc xuất hiện trước một tòa thành lớn màu đỏ như máu. Kiến trúc tòa thành vô cùng kỳ lạ, hai bên thành chỉ có hai hồ nước màu lam nhạt, phía trước mặt đám người Hàn Lập là một bức tường thành lồi ra một mảng lớn thật dài cùng hướng với cổng thành, hình thành một cái trấn nhỏ trông giống như ủng thành. Tại phía trên tường thành, mơ hồ có một ít vệ sĩ mặc áo giáp đỏ như máu tuần tra qua lại. Ở gần cửa thành, một số dị tộc nhân của huyết thiên đại lục đều dừng độn quang lại một cách trật tự trước cổng thành, sau đó giao cho vệ sĩ ở cửa thành một ít linh thạch rồi mới tiến vào trong. Hàn tiền bối, huyết hạc thành đối với huyết cốt môn cũng được xem là một trong những thành trì quan trọng thành này có vài loại sản vật đặc trưng đối với tu luyện giả cấp trung và cấp cao có tác dụng lớn cho nên huyết cốt môn quanh năm đều cho đóng một lực lượng quân tinh nhuệ tại đây còn có một gã thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ thường xuyên ẩn cư tại trong thành người bình thường căn bản không dám gây sự ở tại đây cho nên thành này cũng tương đối yên ổn nhưng tiêu dùng ở đây lại đắt đỏ hơn hẳn những thành trì bình thường nếu như muốn ở lại lâu dài trong thành này thì buộc phải nộp mốt số lượng linh thạch nhất định ở trên phi sa huyết phách đang cung kính giải thích một chút về thành này cho hàn lập dọc đường đi ta cũng thấy một số đệ tử huyết cốt môn tu vi thì không nói đến nhưng trên người mấy tên đệ tử của tông này đều toát ra một loại hung sát khí công pháp tu luyện quả nhiên là bá đạo dị thường không trách tông này có thể bài danh trong mấy tông lớn của huyết đạo tông môn tại huyết thiên đại lục còn có thể xây dựng thành chỉ thật lớn như thế này hơn nữa huyết hạc thành này lại nằm trong mấy mảnh sơn mạch khổng lồ lại là một nút giao thông trọng yếu nên trong thành chắc hẳn cũng không ít người ngoại lai đâu hàn lập sớm đem thần niệm quét qua khu vực xung quanh của huyết hạc thành trong lòng hiểu rõ nói tiền bối minh giám nếu như không có thay đổi quá lớn thành này đúng là do tu luyện giả đến từ bên ngoài làm chủ chẳng qua những sản nghiệp cỡ lớn trong thành hơn phân nửa đều thuộc về huyết cốt môn những người khác có khả năng xây dựng sản nghiệp tại thành này đa số cũng là có những thế lực lớn chống lưng thành này còn thường xuyên xuất hiện một số người có thân phận quỷ dị cũng ẩn cư quanh năm trong thành. Huyết Phách sau khi lo nghĩ một chút thì trả lời, thành này quả thật là rồng rắn lẫn lộn, Huyết Cốt môn cứ mặc kệ không hỏi đến những người có lai lịch không rõ này sao? Hàn Lập cười nhẹ, hỏi, Huyết Hạc thành được xem như là một trong những thành trì lớn tương đối tự do tại Huyết Thiên Đại Lục, trừ khi thực sự có người ở trong thành mạnh mẽ ra tay, ảnh hưởng đến những người khác, hoặc đến đúng kỳ hạn thu linh thạch, còn bình thường thì Huyết Cốt môn sẽ không quản bất cứ chuyện gì cũng vì nguyên do này mà huyết hạc thành mới có thể thịnh vượng trong nhiều năm như vậy. Mặt khác, trong thành cũng có thiết lập mấy cái đấu trường, một số người có ân oán muốn giải quyết đều có thể phân cao thấp hoặc sinh tử chiến tại những đấu trường này. Huyết phách cười khổ một tiếng, nói, thì ra là thế, ta đại khái hiểu được huyết hạc thành là một chỗ như thế nào rồi. Huyết đạo hiểu, người có muốn cùng ta tiến vào thành không? Hàn lập suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hỏi ngược lại một câu. Vãn bối sẽ không vào. Dựa theo dấu hiệu bản thể lưu lại trước kia, hẳn là nàng đã tiến vào khu vực phụ cận vạn nguyệt sơn mạch rồi, ta muốn trực tiếp đi đến sơn mạch này tìm kiếm manh mối còn lưu lại. Huyết phách hơi không người nghiêm nghị nói, người đã có ý định như vậy thì trước tiên cứ hành động một mình đi. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ tìm kiếm hai nơi khác có tế đàn thượng cổ xung quanh thành. Người hãy cầm lấy cái truyền âm phù này, nếu là có phát hiện gì hoặc gặp nguy hiểm thì đốt tấm phù này, ta sẽ cảm ứng được và đến ngay lập tức cánh tay hàn lập đảo một vòng liền xuất hiện một tấm phù lục màu vàng kim nhạt rồi ném qua đa tạ tiền bối có tấm phù này thì vãn bối có thể hoàn toàn yên tâm rồi huyết phách hai mắt sáng ngời vội vàng cầm chắc tấm phù rồi cảm kích nói sau đó nàng này vén áo thi lễ với hàn lập rồi hóa thành một đoàn ánh sáng bay ra khỏi phi xa hàn lập ngồi trên phi xa nhìn theo đoàn ánh sáng cho đến khi biến mất hoàn toàn một tay nhẹ nhàng điểm một cái thúc giục phi xa bay thật nhanh thẳng đến đại thành Trước cửa thành lúc này đã có 7-8 tên dị tộc huyết thiên đang xếp hàng giao linh thạch để vào trong thành. Nhưng trong lúc tiến vào thành thì đều bị những tên vệ sĩ hỏi han ít nhiều một số vấn đề về lai lịch của những người này cùng ý định lưu lại bao lâu ở huyết hạc thành. Những người huyết thiên muốn tiến vào trong thành đều thành thật trả lời nhưng mà thật giả thì chắc chỉ có trời mới biết. Những vệ sĩ huyết cốt môn cũng không để ý lắm, ghi chép lại những tin tức này rồi giao cho mỗi người một cái thiết bài, sau đó cho bọn họ vào thành. Đến phiên hàn lập, Hoa thạch lão tổ không đổi sắc mặt tiến lên một bước, thả ra một chút khí tức hợp thể kỳ, tay cầm một khối linh thạch bậc trung vứt qua, lạnh lùng nói. Ba người, linh thạch còn thừa không cần thối lại, hơn 10 tên vệ sĩ huyết giáp trước cổng tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ, bị linh áp của hoa thạch lão tổ áp xuống, liền cảm thấy hô hấp không thông, bị bước lùi lại liên tiếp vài bước, trên mặt tức thì biểu lộ ra sự hoảng sợ. Tên vệ sĩ cầm đầu sau khi nhận lấy linh thạch cũng không còn dám mở miệng ra hỏi gì nữa, vội vàng đưa ra ba cái thiết bài giao cho ba người hàn lập sau đó cung kính lùi qua một bên. Ba người hàn lập ngông nghênh tiêu sái tiến vào cửa thành. Khí tức mạnh như thế, chắc chắn là tiền bối hợp thể kỳ. Kỳ quái thật, tính cả vị này nữa thì trong tháng này tồn tại hợp thể kỳ tiến vào thành cũng sắp hơn 30 người rồi. Tên vệ sĩ cầm đầu sau khi thấy đám người hàn lập đi xa rồi, mới thở dài ra một hơi, đưa tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nói. Thật là có chút kỳ quái, những cường giả hợp thể kỳ này hình như chỉ có vào chứ không có ra chẳng lẽ trong thành gần đây có chuyện lớn phát sinh sao một người bên cạnh hồ nghi nói tiếp một câu cũng có khả năng lắm các ngươi không thấy trong mấy tháng này cấp trên của chúng ta cũng xuất hiện một ít người lạ sao những người này cực kỳ tâm cao khí ngạo bộ dáng giống như đều là những người có địa vị không giống nội môn đệ tử của tông ta một người thấp giọng lẩm bẩm nói được rồi không nên nghị luận chuyện này nữa Mặc kệ trong thành xảy ra chuyện gì, đối với những ngoại môn đệ tử cấp thấp như chúng ta đều không có quan hệ nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cửa thành này là được rồi. Chẳng lẽ các ngươi đã quên sự nghiêm khắc của pháp quy bổn môn hay sao? Tên vệ sĩ cầm đầu nghe vậy thì dùng mình, thanh âm chợt trở nên nghiêm túc, nói: "Những người khác vừa nghe đến hai chữ pháp quy thì đều giật mình một cái rồi ngậm miệng lại. Sau đó đứng thẳng người lại, cũng không dám tiếp tục nghị luận thêm gì nữa. Lúc này đám người hàn lập cũng đã đi vào sau cánh cửa của ủng thành ngoại trừ một cái ngã tư đường thật dài cùng một số quầy hàng đơn giản hai bên thì cũng không thấy kiến trúc khác ở khu vực này không ít người vừa mới tiến vào thành đều ngừng lại một chút trước những quầy hàng này hoặc cầm lấy vật phẩm xem xét một chút hoặc trực tiếp cùng chủ quầy cò kè mặc cả thần niệm của hàn lập quét qua bên trên những quầy hàng này một lượt sau khi nhìn rõ vật phẩm được trưng bày mặc dù phong phú nhưng phần lớn phẩm chất đều không cao đừng nói là đối với hắn mà đối với tu vi hợp thể kỳ của hoa thạch lão tổ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vì vậy, đám người Hàn Lập không dừng lại mà đi thẳng một mạch đến cuối ngã tư đường, trực tiếp ra khỏi khu vực của ủng thanh. Trước mắt chợt sáng ngời lên, một quảng trường dài bốn phương thông xuất hiện ra trước mắt, diện tích hước chừng hơn vạn mẫu, ở bốn phía quảng trường trải dài những cửa hàng lớn nhỏ không đồng đều. So với các cửa hàng bên ngoài, có thể thấy được tài liệu, linh thú, pháp khí các loại không có cái gì là không đầy đủ. Hoa thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi vừa thấy cảnh này hai mắt đều trở nên sáng ngời. Trong vòng vài ngày, các người cứ tự do hoạt động đi. Ba ngày sau thì đến đây gặp lại, Hàn Lập cười nhẹ phân phó. Trong nửa năm qua, bởi vì đôn đáo đi tìm kiếm tế đàn thượng cổ, bọn họ chưa từng đặt chân vào thành trì nào. Nếu như đã đến đại lục khác, thì chắc hẳn trong những cửa hàng ở đây sẽ có một ít tài liệu chân quý hoặc bảo vật hiếm thấy mà phong nguyên đại lục không có nên hai người hoa thạch và chu quả nhi tất nhiên nhân cơ hội này sẽ đi mua bán một ít thứ gì đó vâng hàn sư đa tạ tiền bối hoa thạch lão tổ cùng chu quả nhi nghe vậy đều rất mừng rỡ sau khi thi lễ với hàn lập liền vội vàng đi đến những cửa hàng trên quảng trường thời gian ba ngày tuy không đủ để hai người bọn họ đi dọc hết các cửa hàng nhưng hẳn là cũng đủ đi hết bảy tám phần hàn lập lúc này tựa hồ cảm ứng được điều gì theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời một cái chỉ thấy trên không trung của tòa thành lớn sắc trời đã dần chuyển sang chiều tối xuyên qua những cấm chế vô hình như có như không liền có thể nhìn thấy trên bầu trời mơ hồ có vài cái mặt trăng khuyết mà phụ cận hư không lại mơ hồ có màu đỏ tươi chắc chắn không lâu sau đó toàn bộ bầu trời sẽ thành màu đỏ như máu của buổi đêm không biết nguyên nhân vì sao huyết thiên đại lục lúc ban ngày cảnh tượng cũng giống như phong nguyên và lôi minh đại lục nhưng vừa đến đêm thì toàn bộ bầu trời lại quỷ dị biến thành màu đỏ như máu đây cũng là lý do vì sao nó được gọi là huyết thiên đại lục nhưng lúc này hàn lập không nhìn về dị tượng trăng khuyết màu đỏ mà là thản nhiên nhìn qua một chỗ trống rỗng trên quảng trường một lát sau mặt không biểu tình quay đầu lại trực tiếp đi về một cái ngã tư liên thông với quảng trường đại thừa kỳ rốt cuộc cũng kinh động đến cấp bậc này rồi nhưng người kia rốt cuộc là có lai lịch như thế nào mà gương mặt lại lạ lẫm như vậy xem ra vừa nãy hắn cũng đã phát hiện ra ta hàn lập vừa rời đi một nam tử đeo mặt nạ thân hình ẩn nặc hoàn toàn trong hư không trao mày thì thảo vài tiếng chương 2342, Thanh Bình Đạo Nhân và Vạn Hoa Phu Nhân. Được rồi, bất kể lai lịch của người này ra sao, nếu đã xuất hiện tồn tại đại thừa thì xem ra chuyện kia thật sự không thể giấu giếm được nữa rồi. Vậy thì dứt khoát đem tin tức thả ra, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng tới mạo hiểm một lần cũng được. Chuyện này so với việc bỏ lỡ thời gian mở ra, cuối cùng chẳng được gì thì còn tốt hơn nhiều. Ánh mắt của tên đeo mặt nạ chấp động vài cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tiếp đó tay áo hắn run lên, thân hình uốn éo rồi trực tiếp chui vào hư không không thấy đâu nữa. Lúc này, Hàn Lập cũng đang dạo quanh một con đường khác, ra vào mấy lần một vài những cửa hàng trông có vẻ khá lớn, định bổ sung một ít tài liệu dự trữ. Nhưng cuối cùng hắn không mua thêm gì mà trực tiếp đi tới chỗ có vài khách sạn ở một nơi khá vắng vẻ thuê cho mình một gian phòng nhỏ, sau đó ngồi xuống tu luyện mà không ra ngoài nữa. Ba ngày sau, khuôn mặt Hàn Lập tỏ ra hơi kỳ lạ đi tới quảng trường, thấy hai người hóa thạch lão tổ và chu quả nhi đã sớm chờ ở đó, lập tức đưa về chỗ ở của mình. Sau đó Hàn Lập nói với hai người bọn họ rằng bản thân bỗng nhiên có chút sở ngộ về môn bí thuật đang tu luyện, cho nên sự việc về tế đàn thượng cổ tạm thời dừng lại, trước hết cần phải bế quan một thời gian ngắn, để cho hai người bọn họ cũng ở nơi này tu luyện cho tốt, không có gì quan trọng thì không cần phải đi ra ngoài. Hóa thạch lão tổ và chu quả nhi nghe vậy, tự nhiên gật đầu đồng ý. Vì vậy, gần một tháng thời gian sau đó ba người đều tu luyện tại chỗ mà không hề rời khỏi nơi này một bước. Một ngày của hơn một tháng sau, Hàn Lập vốn đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, dường như cảm ứng được điều gì, theo đó sắc mặt hắn có vẻ trầm xuống, bên ngoài thân lập tức tỏa ra ánh sáng vàng rực liền hóa thành một đạo cầu vồng lao ra khỏi phòng. Dường như cũng cùng thời gian đó vang lên tiếng nổ oanh mạnh kinh thiên động địa. Một khối quang cầu cực lớn đột nhiên nổ tung phía trên không của khách sạn, từng vòng từng vòng chấn động tỏa ra khiến cho những nơi mà nó đi qua, kiến trúc xung quanh nhau nhau sụp đổ, một vài người của huyết thiên đại lục bị ảnh hưởng tới cũng nhao nhao mà bị nổ tung thành huyết vụ. Chỉ có số ít người có tu vi tương đối cao, giờ phút cuối cùng kịp thời thả ra bảo vật hộ thân mới có thể vội vã lao ra khỏi phạm vi chấn động, vô cùng kinh sợ vội vàng nhìn lên trên bội trời. Hoa thạch lão tổ và chu quả nhi tự nhiên cũng ở trong số đó. Tuy nhiên bởi vì cấm chế cấm bay, nên tất cả mọi người đều không cách nào bay tới gần đó để quan sát, nhưng với khoảng cách ấy để có thể nhìn được rõ ràng tình hình trên không trung thì cũng không có vấn đề gì khó khăn cả. Chỉ thấy xa xa nơi vừa phát ra tiếng nổ thình lình có hai bóng người đang đứng lơ lửng trên không trung. Một tên trẻ tuổi mặc đạo bào và một bà lão tóc bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn, nhưng chấn động khí tức phát ra từ trên người hai kẻ này lại cực kỳ kinh người. Hiển nhiên động tính vừa rồi chính là do hai kẻ này gây ra. Đại thừa lão tổ, phải là lão tổ đại thừa kỳ, nếu không với sự lợi hại của cấm chế cấm bay trong huyết hạc thành thì tồn tại hợp thể kỳ cũng không thể bay lên quá cao như vậy được. Lúc này có người nghẹn ngào thốt lên, những người còn sống sót ở phía dưới vốn đang đầy kinh sợ thấy thế, không hỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau vào lần rồi lập tức giải tán, không hề quay đầu lại. Đùa hay sao, nếu là hai gã lão tổ đại thừa đấu pháp, bọn hắn còn tiếp tục ở lại đây thì đúng là muốn chết mà. Về phần việc đòi công đạo, đương nhiên là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới nữa. Chẳng qua việc huyết hạc thành bỗng chốc xuất hiện hai gã đại thừa kỳ cũng đủ chấn động cả tòa thành này một phen rồi. Hoa thạch lão tổ và chu quả nhi không thấy bóng dáng của Hàn Lập, tuy có hơi kinh ngạc nhưng cũng không lo lắng chút nào mà chỉ chấn định đứng tại chỗ cũ không di chuyển. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới âm thanh lạnh lùng của một nam tử. Nhị vị đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, mạnh mẽ ra tay không hề cố kỵ gì, chẳng lẽ thực sự không đặt huyết cốt môn ở trong mắt hay sao? Nơi phát ra âm thanh chợt chấn động, hư không ở giữa đạo sĩ trẻ tuổi và bà lão kia bỗng lóe lên bạch quang, một gã nam tử đeo mặt nạ thoáng chốc yên lặng mà hiện ra. Màu sắc của chiếc mặt nạ tái nhợt dị thường, bên ngoài có minh ấn vài đạo linh văn màu bạc nhạc, ngoại trừ để lộ ra đôi mắt màu đen của chủ nhân thì không hề lộ ra chút dung nhan nào bên ngoài nữa. Tiêu Minh, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện, lúc trước không biết là kẻ nào vẫn trốn tránh không dám gặp hai ta đấy. Hư, nếu còn không hiện thân, ngươi có tin hay không lão thân sẽ đem cả tòa thành này phá hủy hết. Bà lão hừ một tiếng, hai mắt khẽ đảo nói. Tiêu đạo hữu chớ trách, ta cùng vạn hoa phu nhân cũng là hết cách mới phải ra hạ sách này. Cũng may là trước đó hai người bọn ta đã cố ý khống chế phạm vi ảnh hưởng nên không thực sự tạo ra hư hại lớn cho quý thành. Trên mặt đạo sĩ trẻ tuổi lại có vẻ hơi áy náy nói, khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Không tạo thành bao nhiêu hư hại, gần ngàn người ở khu vực này, vậy mà chỉ có hơn 10 người có thể chạy thoát. Quan trọng nhất là từ khi tiêu mỗ tỏa chấn bổn thành tới nay, đã hơn mấy trăm năm không có kẻ nào dám ra tay ở nơi này. Hôm nay nếu nhị vị đạo hữu không cho tiêu mỗ một lời giải thích, đừng mơ tưởng tiêu mỗ bỏ qua chuyện này. Người đeo mặt nạ lạnh lùng trả lời, tiêu lão quái, người muốn giải thích cái gì, chẳng qua chỉ chết gần ngàn tên tồn tại cấp thấp, như thế thì có là gì? Hay là tiêu đạo hữu có ý nghĩ khác, muốn giao thủ thần thông với lão bà tử ta một phen? Trong mắt bà lão lóe lên dị quang, hiện ra thần sắc nguy hiểm nói. Đạo nhân trẻ tuổi ở một bên nghe xong thì nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ta biết rõ lý do hai người các ngươi tới huyết hạc thành, nhưng nếu muốn tham gia việc này, lát nữa vạn hoa phu nhân hãy cùng ta tới tranh đài tràng, chỉ cần đạo hữu tiếp được ba chiêu của ta, bất kể thắng bại thế nào, chuyện vừa rồi cũng xem như bỏ qua. Nam tử đeo mặt nạ thản nhiên nói, ba chiêu, không vấn đề gì, dù là ba 30 mươi hay ba trăm chiêu lão thân cũng tiếp nhận hết. Bà lão cuồng tiếu một tiếng trả lời, tốt, đạo hiếu đáp ứng là được, như thế thì xem như tiêu mỗ cũng có thể cho những người khác một cái công đạo rồi. Đúng rồi, ta còn quên chưa nói với hai vị, hai vị cũng không phải là đạo hiếu đại thừa đầu tiên tới huyết hạc thành này, có người còn tới sớm hơn hai vị một bước đấy. Người đeo mặt nạ gật gật đầu, sau đó lại nói một câu khiến cho bà lão cả kinh. Có người còn tìm tới tiêu huynh sớm hơn cả chúng ta sao, là vị đạo hiếu nào mà tin tức linh thông như vậy, nhanh như thế đã tới rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng biến sắc, thở nhẹ một hơi hỏi. Đạo hữu đã chờ đợi khá lâu rồi, sao còn chưa ra đây gặp mặt chúng ta? Người đeo mặt nạ không hề để ý tới lời nói của đạo sĩ trẻ tuổi, chợt quay đầu hướng về một phía khác trong hư không nói. Ô, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, có thể khám phá ra thủ đoạn ẩn nấp của tại hạ. Đã như vậy tại hạ cũng ra gặp mặt mấy vị một lần. Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh ngạc từ nơi đó truyền ra, tiếp đó ánh sáng màu xanh lóe lên, một gã nam tử tướng mạo bình thường mặc áo bào xanh trực tiếp hiện ra, cười mà như không cười quan sát ba người. Của nhiên là các hạ, có thể khám phá ra thủ đoạn ẩn nấp của đạo hiếu cũng không phải là gì quá khó, cấm chế của cả tòa thành này đều là do tại hạ tự tay bố trí, bất luận kẻ nào muốn thi triển thần thông loại này trước mặt tiêu mỗ đều sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Hai mắt của tiêu minh đánh giá hàn lập, sau đó khẽ cười một tiếng nói. Hóa ra đạo hiếu cũng là một đại gia trận pháp, vậy thì khó trách chẳng qua tiêu đạo hữu gọi tại hạ ra đây là vì chuyện gì. Hàn lập khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc. Ta rất bội phục tâm tính của đạo hữu biết rõ thời gian vật kia mở ra sắp đến, vậy mà tiến vào huyết hạc thành lại không hề tìm ta, có có thể yên lặng nghỉ ngơi ở nơi này thời gian dài như thế, ngay cả đại môn cũng không hề bước ra một bước. Nếu hai vị đạo hữu vạn hoa và thanh bình không đến, sợ là đạo hữu vẫn còn tiếp tục chờ đợi a à. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, nơi hai vị đạo hữu thanh bình, Vạn Hoa lựa chọn động thủ lại vừa khéo ngay chỗ ở của đạo hiếu. Điều này có tính là trùng hợp hay không nhỉ? Tiêu Minh cười hắc hắc một tiếng nói. Bần đạo và Vạn Hoa đạo hiếu cũng không biết dãy phố này còn có tồn tại cùng giai khác, chỉ là lúc trước dùng thần niệm đảo qua một chút cảm thấy nhân khẩu ở đây thưa thớt nên mới động thủ đấy. Vị đạo hữu này đúng là hào thủ đoạn, có thể áp chế tu vi ở cảnh giới thấp như vậy, ngay cả bần đạo trước đó cũng không hề phát hiện ra chút khác thường nào chẳng qua gương mặt của đạo hữu có vẻ mười phần lạ lẫm xin hỏi tôn tính đại danh đạo sĩ trẻ tuổi cũng đánh giá hàn lập trên dưới một phen liếc nhìn lão bà sau đó trên mặt mới đầy vẻ tươi cười hỏi tại hạ họ hàn về phần khuôn mặt lạ lẫm cũng không có gì kỳ quái ta vốn không phải là người của huyết thiên đại lục lần này chỉ thuận tiện đi ngang qua đây thôi cũng không có hứng thú tham gia chuyện của các ngươi chẳng qua nếu không phải hàn mỗ nhanh nhẹn sợ rằng cũng phải chật vật một phen rồi nhị vị đạo hữu có phải hay không cũng nên cho tại hạ một lời giải thích hàn lập nhàn nhạt nói vài câu bỗng nhiên ánh mắt trở nên lăng lệ nhìn chằm chằm vào hai người đạo sĩ trẻ tuổi tiêu minh thấy vậy khẽ giật mình nhưng quan sát hai người thanh bình đạo nhân lại mỉm cười trong mắt hiện lên thần sắc như xem kịch vui thanh bình đạo nhân nhướng mày nhìn hàn lập một lát tựa như muốn xác định lời hắn nói có phải là chân tâm hay không mới thu lại mặt cười trả lời hóa ra hàn huynh là đạo hữu đến từ đại lục khác lúc trước hai người bọn ta a à tay đúng là có hơi lỗ máng nhưng hàn huynh còn muốn giải thích thế nào chẳng lẽ cũng như tiêu huynh muốn bẩn đạo tiếp ba chiêu hay sao ba chiêu thì không cần chỉ cần các hạ và vạn hoa đạo hữu hai người tiếp một chiêu của ta là được rồi hàn lập mặt không biểu tình nói một chiêu tốt hai người bọn ta tiếp nhận lão thân cũng muốn nhìn xem đại lục khác sốt cuộc có bao nhiêu thần thông mà dám mạnh miệng như vậy bà lão dường như mười phần nóng này vừa nghe hàn lập nói lúc này khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ lập tức đáp ứng. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy cười khổ một tiếng, lại hướng Hàn Lập hỏi lại một câu. "Hàn đạo hữu thực sự chỉ đi ngang qua thành này sao, thực không phải vì vật trong lời đồn kia mà đến hay sao?" Hàn mẫu ngay cả cái gọi là vật trong lời đồn kia cũng không biết là cái gì thì làm sao có thể vì nó mà đến. "Mấy vị đạo hữu cứ yên tâm, tại hạ còn có chuyện quan trọng khác bên mình, chỉ cần không liên quan tới chuyện của ta, ta cũng sẽ không tạo thành bất cứ cái gì trở ngại đối với chư vị." dường như hàn lập nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của thanh bình đạo nhân bình tĩnh nói thanh bình đạo nhân nghe vậy thì đại hỷ vạn hoa phu nhân nghe xong thần sắc theo đó cũng giãn ra đôi chút tiêu minh đứng một bên ánh mắt lại hơi lóe lên nhưng lập tức bình tĩnh nói mặc kệ hàn đạo hữu có thực sự vì chuyện này mà đến hay không tại hạ với tư cách thành chủ của thành này tự nhiên cũng muốn tiếp đãi chư vị một chút cho tốt lát nữa sau khi tranh tài luận bàn xong chư vị đạo hữu nhất định phải tới thăm động phủ của tại hạ một phen đấy chương 2343, cửu mục huyết thiềm. Hai người chúng ta vốn là vì tiêu huynh mà tới, cho dù đạo hữu không nói, bọn ta cũng dự định tới quý động phủ quấy dày mấy ngày. Thanh Bình đạo nhân mỉm cười trả lời, Hàn Lập sau một hồi tự đánh giá cũng gật đầu, tốt, cứ quyết định như vậy đi, trước tiên chư vị đạo hữu hãy cùng tại hạ tới tranh đài chàng đã. Chuyện ở nơi này cứ giao cho đệ tử bổn môn xử lý. Tiêu Minh nghe vậy, khuôn mặt lộ ra chút vui vẻ, sau đó nhìn về bốn phía xung quanh đã bắt đầu xuất hiện một ít vệ sĩ của thành huyết hạc rồi nói bà lão và thanh bình đạo nhân tự nhiên không có ý phản đối hàn lập im lặng truyền âm vài câu cho hoa thạch lão tổ và chu quả nhi sau đó cũng đi theo ba người hướng tới một nơi nào đó trong thành bay đi chu quả nhi và hoa thạch lão tổ liếc mắt nhìn nhau rồi cũng yên lặng rời khỏi nơi đây nhanh chóng biến mất ở giữa ngã tư đường gần đó nửa canh giờ sau giữa một tòa kiến trúc vòng tròn đường kính lớn hơn ngàn trượng bay lên một tầng màn sáng mờ mịt ở giữa không trung bên trong đó, tiêu minh và bà lão đang đối mặt nhau từ hai phía xa xa. Ở trên khán đài bên ngoài màn sáng, Hàn Lập và Thanh Bình đạo nhân thì thần sắc bình tĩnh quan sát hết thảy. Một lát sau, tiêu minh thở nhẹ một hơi, miệng nói một tiếng chiêu thứ nhất, lập tức hé miệng phun ra một đạo huyết quang, đón gió mà lớn lên thành một cái lưỡi dao khổng lồ làm bằng xương trắng. Ở phía trước mũi nhọn của binh khí này có khảm nạm một vài vòng tròn màu bạc, gió thổi qua chúng vang lên âm thanh len keng hỗn loạn không ngừng, một tay tiêu minh bắt lấy lưỡi dao bạch cốt, sau đó quát khẽ một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung lên, liền trực tiếp ném vật ấy về phía bà lão. Phù phù một tiếng, lưỡi dao bạch cốt khổng lồ vừa rời tay, mặt ngoài của nó đã hiện lên vô số phù văn màu máu, chấp động một cái nó đã quỷ dị vượt qua cự ly mấy trăm trượng mà trực tiếp xuất hiện trước mặt bà lão, gần trong gang tắc. Hừ, chỉ với chút thủ đoạn này, bà lão hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng có vẻ hơi khinh thường, nhưng thực tế thì không dám chậm trễ chút nào, một bàn tay vẫy ra nhanh như tia chớp rút ra một cây châm bằng gỗ màu đen trông có vẻ cổ xưa hướng tới hư không phía lưỡi dao vạch một cái một tiếng thanh minh truyền ra mũi nhọn của cây châm gỗ màu đen phun ra một ngọn lửa màu đen lay động một cái lập tức quấn quanh lưỡi dao bạch cốt đồng thời bộc phát ra hào quang chói mắt một màn kinh người xuất hiện lưỡi dao này chỉ bị ngọn lửa màu đen quấn quanh vài cái đã bị mạnh mẽ bước dừng lại ở xa xa rồi lấy tốc độ cực nhanh mà tan rã chiêu thứ hai Tiêu Minh gặp tình hình này không hề có chút bất ngờ nào, ngược lại còn tiếp tục ra tay lần nữa. Chỉ thấy hắn điểm một ngón tay về phía cốt sao đã bị hòa tan gần một nửa. Vài cái vòng bạc vẫn sáng loáng ở bên trong lửa đen lập tức run lên nhẹ nhẹ rồi trở nên mơ hồ, sau đó liền mạnh mẽ dẫy ra khỏi đám lửa đen đang lượn lờ, biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Sau một khắc, bà lão liền biến sắc, đột nhiên uốn éo thân hình, hóa thành một luồng sáng màu xanh phóng vút lên trời cao. Ngay tại chỗ mà bà lão vừa đứng bỗng nhiên chấn động, vài cái vầng sáng hình vòng bạc óng ánh im lặng mà hiện ra đồng thời co rụt lại. Nhưng bà lão đã nhanh chóng hành động trước một bước, lúc này dĩ nhiên là chúng rơi vào khoảng không. Tuy nhiên tiêu minh lại tiếp tục lẩm bẩm trong miệng, liên tục điểm ngón tay về phía hư không chỗ mấy vầng sáng. Sau một tiếng oanh, mặt ngoài những vầng sáng óng ánh hiện ra vô số vòng cung màu bạc, lấy thế sấm sét lao lên phía bà lão đang ở trên trời cao. Vạn hoa phu nhân thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, một châm trong tay liên tục khua xuống phía dưới lửa đen cuồn cuộn áp xuống, nhưng trừ đem khí thế của vầng sáng giảm bớt đi chốc lát thì dáng vẻ căn bản không làm gì được chúng. Thân hình của vạn hoa phu nhân mặc dù liên tục chấp động trong hư không, nhưng vài vầng sáng này cũng đồng dạng liên tục vấn di, lấy thế sấm sét đuổi theo liên tục không tha. Sau mấy lần trốn tránh, rốt cục trên khuôn mặt bà lão cũng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, quát lên một tiếng chói tai. Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng kiện dị bảo này là có thể khắc chế ma diếm của lão thân sao. Tiêu lão quái, Tiếp đây ta sẽ cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại chân chính của thực cốt ma hỏa. Vừa dứt lời, bà lão liền ném một châm trong tay ra, há mồm phun lên trên nó một luồng tinh khí, đồng thời sau lưng vụt lên ánh sáng màu đen, biến ảo thành hư ảnh một con sư tử khổng lồ màu đen cao tới vài chục trường. Sư tử này toàn thân cuồn cuộn lửa đen, mới vừa hiện thân đã lập tức tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị khiến cho lòng người kinh hãi. Vào lúc này một châm bỗng lóe lên vòng sáng bảo hộ, trực tiếp biến ảo thành một thanh kiếm ngắn đen xì. Kiếm này chẳng qua chỉ dài nửa xích nhưng lại tản ra nhiệt độ cao tới mức khó có thể tin, khiến cho hư không gần đó đều bị đốt cháy phát ra mùi khét lẹt. Vài vầng sáng kia nhân cơ hội này lại chấp động một cái đã một lần nữa xuất hiện trên đầu của vạn hoa phu nhân, hung hăng chụp xuống. Con cự sư màu đen gầm nhẹ, ngẩng đầu phun ra càng nhiều hỏa vân màu đen lên cao, phút chốc đã mạnh mẽ ngăn mấy vòng sáng kia lại. Vạn hoa phu nhân thì lại khẽ thúc đẩy thanh đoản kiếm màu đen kia. Tứ thì bảo vật này vang lên một tiếng thanh minh, sau đó hóa thành một vầng sáng đen chui vào trong cái miệng lớn của cự sư. Tiếp đó trên mặt bà lão hiện ra một tia cười lạnh, mười ngón tay giống như bánh xe liên tục bấm niệm pháp quyết. Oanh một tiếng thật lớn, hắc diễm bên ngoài thân cự sư màu đen nhờ đó mà trở nên cuồn cuộn, sau đó cực nhanh lớn lên rồi phun ra một cột sáng đen về phía những vầng sáng trên trời cao. Cột sáng màu đen rõ ràng chính là thanh đoạn kiếm màu đen kia biến thành, chỉ là lúc này mặt ngoài của nó nhiều hơn vô số linh văn hình ngọn lửa quỷ dị dung lên một tiếng dài liền hóa thành một đạo cầu vồng dài hơn 10 trượng, thoáng cái đã trực tiếp xuyên thủng hỏa vân mà lóe lên ở chỗ mấy vầng sáng. Phanh phanh một tiếng giòn vang, vài cái vầng sáng kia từ lúc cầu vồng hiện lên, từ giữa chúng bị chém rách ra, hóa thành từng điểm linh quang tán loạn mà biến mất. Hào thủ đoạn, đây chắc là bảo vật thành danh của vạn hoa đạo hiếu, chảm lân ma kiếm rồi, quả nhiên không phải bình thường, ngay cả vài miếng thái nhạc của ta cũng không thể chống lại được. Chẳng qua chiêu cuối cùng này ta sẽ vận dụng một chút thần thông chân chính, đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút. Tiêu Minh thấy vậy, không giận mà còn cười lên, câu nói cuối cùng có đôi chút ngưng trọng, đột nhiên một cánh tay khẽ động, một bàn tay hung hăng đập mạnh một trường xuống vùng đan điền. Sau một tiếng vang nhỏ, bên ngoài thân hình Tiêu Minh đột nhiên toát ra vô số huyết khí, dưới ngàn vạn luồng huyết khí này tạo thành sương mù cuồn cuộn, thân hình hắn triệt để chìm ngập vào trong đó. Bà lão thấy vậy thì dùng mình, thần sắc bỗng nghiêm nghị hơn vài phần, nhưng đồng thời khé thúc giục pháp quyết. Hư ảnh cự sư màu đen sau lưng lập tức ngưng thực lại, hình thể thoáng cái lớn hơn ba phần so với lúc trước. Bỗng nhiên một tiếng rít quái dị từ bên trong huyết vụ truyền ra, tiếp đó là vài tiếng bước chân ầm ầm nặng nề, từ bên trong mơ hồ có một con quái vật khổng lồ sắp chui ra. Tới khi huyết vụ triệt để tan đi, từ đó nhảy ra một con cóc lớn như một ngọn núi nhỏ. Con cóc này cao trăm trượng, bên ngoài thân bóng loáng như máu, phần lưng có từng cái đầu lớn nhỏ lồi lên, nhưng ngay phía trước mấy cái đầu hiện ra chín con mắt yêu dị màu vàng, chấp động hàn quang kinh người. Cửu mục huyết thiêm, vậy mà ngươi đã thực sự luyện hóa chân huyết của chân linh thượng cổ này bà lão trông thấy con cóc khổng lồ này bỗng la lên thất thanh, đồng thời sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bên ngoài màn sáng, thanh bình đạo nhân trông thấy sự xuất hiện của cửu mục huyết thiềm, sắc mặt cũng hơi đổi. Ngược lại hàn lập thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ cười mà như không cười. Tên tuổi cửu mục huyết thiêm hắn tự nhiên đã sớm nghe thấy, thậm chí ở một vài phòng đấu giá cỡ lớn còn thường xuyên xuất hiện một ít chân huyết chân linh này. Nhưng nó lại rất khác biệt so với chân huyết của những chân linh thượng cổ thường được rất nhiều tu sĩ cao giai tranh đoạt khác, chân huyết này rất ít người muốn có, thậm chí còn ít khi nghe thấy lời đồn về nó. Xuất hiện loại tình huống này, tới cùng kỳ thực chính là do tinh huyết của cửu mục huyết thiềm này vô cùng độc, cho dù tồn tại đại thừa muốn luyện hóa nó thì 89 phần 10 là cũng không cách nào thừa nhận mà bị độc tính trong tinh huyết cắn trả những tu luyện giả có tu vi thấp hơn, thậm chí chỉ cần nhiễm phải một chút đã có thể lập tức lăn quay ra mà chết. Với tình huống như thế, cộng thêm còn có rất nhiều tinh huyết chân linh khác có thể lựa chọn, tự nhiên không có bao nhiêu tồn tại đại thừa cảm thấy hứng thú với chân linh huyết này. Cho nên vị đại thừa này của huyết cốt môn dám mạo hiểm như vậy, mà lại còn luyện hóa thành công chân huyết của cửu mục huyết thiềm, thực sự là một việc khiến người ta hoảng sợ. Vạn hoa đạo hiểu, từ khi tại hạ luyện thành kim thiền chân thân tới nay, đây là lần đầu tiên lấy ra tranh đấu, rốt cục có bao nhiêu uy năng thì chỉ có thể nhờ đạo hữu tự mình kiểm nghiệm vậy từ trong miệng con cóc khổng lồ truyền ra âm thanh nói chuyện trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiêu minh tiếp đó nó đột nhiên há miệng bắn ra một thứ gì đó mơ hồ vang lên một tiếng phá không bay đi bà lão đứng đối diện lập tức kêu lên đau đớn thân hình bỗng nhiên run lên như bị vật gì nặng nề đánh mạnh một cái vậy thụt lùi lại mấy bước mới một lần nữa kinh sợ đứng vững lại thân hình chỉ thấy ngay gần một trượng trước mặt nàng một khối thịt màu vàng lớn cỡ cái đầu lâu đang hung hăng đánh lên trên bề mặt một chiếc thuẫn bằng gỗ màu xanh phía sau khối thịt hiện ra một cái gốc lớn cỡ cái cổ tay phân bố vô số gân xanh và huyết nhục vừa rồi cửu mục huyết thiềm đã đem đầu lưới phun ra dùng tốc độ quỷ dị mà bà lão không thể nhìn thấy thoáng cái đã tới bên cạnh nếu không phải vì nàng cẩn thận sớm lặng lẽ thả ra tấm thuẫn gỗ có thể ẩn nấp thân hình này sợ rằng một đòn vừa rồi đã không có cách nào chống lại được nhưng ngay cả như vậy bộ dáng của vị vạn hoa phu nhân này cũng đầy chật vật. Bà lão gầm lên một tiếng, cự sư màu đen sau lưng há miệng bắn ra một đạo cầu vồng màu đen hung hăng cuốn thẳng tới đầu lưới của huyết thiềm. Nhưng vào lúc này, cái lưới thô to của huyết thiềm chỉ khẽ động, liền thoáng cái biến mất một cách quỷ dị không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, bản thể của cửu mục huyết thiềm vốn đang đứng cách xa đó mấy trăm trượng, đột nhiên chân sau dồn lực một chút, vù một tiếng, thân hình khổng lồ đã biến mất giữa đất trời. Không tốt, Vạn Hoa Phu Nhân cũng là hạng người trải qua hàng trăm trận chiến, từ tồn tại cấp thấp từng bước đi tới ngày hôm nay, vừa trông thấy thế lập tức biến sắc, thân hình uốn éo muốn thi triển độn thuật lập tức rời khỏi chỗ cũ. Nhưng đã chậm, chỉ nghe trên bầu trời vang lên tiếng ầm ầm thật lớn, một cái bóng đen khổng lồ thoáng chốc xuất hiện ở bầu trời phía trên đầu nàng, đúng là cửu mục huyết thiềm vừa biến mất kia. Huyết thiềm này vừa hiện thân, lập tức thò ra chi trước cực lớn của nó, từ từ chụp xuống phía dưới. Sau một tiếng phù phù, một cái vầng trưởng ấn sáng đỏ như máu đường kính lớn hơn 10 trượng hiện ra, hung hăng đè xuống phía dưới. Vầng sáng này còn chưa thực sự chụp xuống, bà lão đã thấy hư không xung quanh ngưng trệ lại, thân hình bỗng chốc vô cùng trầm trọng, tiếp theo đó bộc phát ra vô số tiếng nổ lớn ẩm vang. Cửu ngục huyết thiềm, con cóc màu đỏ có chín mắt. chương 2344, trận đồ, nội tâm vạn hoa phu nhân lập tức cả kinh, miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, tiếp đó ngẩng đầu phun ra không chung một cái ấn lớn màu vàng đất, đồng thời hư ảnh cự sư màu đen sau lưng cũng đột nhiên nhấc chân lên đánh ra một chảo mạnh như xé rách bầu trời. Phanh một tiếng thật lớn, năm đạo chảo ảnh cực lớn vừa tiếp xúc với quầng sáng lập tức phát ra một tiếng trầm đục, bị bắn ngược lại rồi tiêu tán đi. Mà đại ấn sau một hồi lắc lư, cũng bị quầng sáng tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng kéo đi vài vòng, thoáng chốc như mất đi khống chế mà liên tục quay tròn ở trên không trung. Vầng sáng màu đỏ chẳng hề dừng lại chút nào và tiếp tục lao thẳng xuống người vạn hoa phu nhân sắc mặt bà lão thoáng chốc hơi chút tái xanh rồi, nhưng đột nhiên từ cổ họng bà ta phát ra vài âm thanh quái dị, cự sư màu đen sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên phun ra một khối cầu lửa màu đen. Hỏa cầu này vừa bay ra lập tức đón gió mà cuồn cuộn lớn lên, biến thành khổng lồ không thua gì vầng sáng màu đỏ, đồng thời lao thẳng về phía nó. Trong tiếng nổ oanh long, hỏa cầu thoáng chốc biến thành hỏa vân cuồn cuộn điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng, uy năng khổng lồ của nó khiến cho ngay cả vầng sáng màu máu ở phía trên cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn rồi. Nhưng vào lúc này, cử mục huyết thiềm ở trên bầu trời mở cái miệng lớn của nó phun ra một đoàn huyết khí, chấp động một cái đoàn huyết khí này đã chui vào bên trong vầng sáng không thấy đâu nữa. Sau một khắc, vầng sáng khổng lồ vang lên âm thanh ông ông, nó run nhẹ vài cái, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ mới được tăng cường, một lần nữa lại khôi phục lại ổn định, tiếp tục cứng rắn đè mạnh xuống hỏa vân phía dưới. Mặc dù cử sư màu đen cũng phun ra hắc diễm để rót thêm uy năng vào trong hỏa vân, nhưng rõ ràng là vẫn không thể ngăn cản được vầng sáng màu đỏ kia. Vạn hoa phu nhân kinh sợ nhìn lên vầng sáng màu đỏ cách đó không xa, trong lòng không khỏi có hút do so dự là có nên sử dụng thủ đoạn áp dương của chính mình hay không. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vầng sáng màu đỏ lóe lên, rồi cứ như vậy mà biến mất trong hư không. Giờ phút này, từ trong miệng của cửu mục huyết thiềm mới vang lên một câu nói bình tĩnh đa tạ. Sau đó thân hình nó lăn một vòng dưới đất, tỏa một luồng huyết vụ ra bên ngoài hư không. Từ trong huyết vụ, nam tử đeo mặt nạ đã khôi phục hình người đi ra. Tiêu huynh quả nhiên là hảo thần thông, lần giao thủ này xem như lão thân thua. Sắc mặt vạn hoa phu nhân hết sức khó coi, sau khi đem hỏa vân trên không trung và pháp tướng sau lưng thu lại mới chỉ có thể hơi không cam lòng mà nói. Tại hạ cũng chỉ chiếm được một chút tiên cơ nhờ cửu mục huyết thiềm chân thân mà thôi, nếu thực là một trận chiến sinh tử thì không nhất định có thể hơn được vạn hoa đạo hữu. Hàn đạo hữu tiếp theo tới phiên ngươi rồi, tiêu mố cũng muốn chứng kiến thần thông của đại lục khác để mở mang kiến thức một chút đấy. Tiêu Minh cũng không nói câu gì khó nghe mà chỉ nhàn nhạt nói vài câu, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. Tiếp đó bên ngoài thân hắn lóe lên độn quang, lập tức biến thành một luồng sáng màu đỏ chui ra khỏi màn sáng, xuất hiện ở gần chỗ Hàn Lập. Vạn hoa đạo hữu có cần phải nghỉ ngơi một chút không, hay là để thanh bình đạo hữu cùng tại hạ luận bàn trước đã? Hàn Lập mỉm cười, quay lại hỏi đạo sĩ trẻ tuổi không cần lúc nãy giao thủ căn bản là chưa ảnh hưởng gì tới chân nguyên lão thân cũng chưa tiêu hao bao nhiêu pháp lực hàn đạo hữu cứ tới đây đi bà lão không chờ đạo sĩ trả lời mà đứng ngay phía trong màn sáng lạnh lùng nói thanh bình đạo nhân thấy vậy cười mà không nói gì hàn lập nhíu mày một cái rồi cũng liền gật gật đầu một tay bấm niệm pháp quyết thân hình trở nên mơ hồ lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ sau một khắc một chỗ trên hư không bên trong màn sáng chấn động thân hình Hàn Lập lẳng lặng hiện ra tại đó. Bởi vì chỉ cần đạo hữu tiếp một chiêu nên Hàn Mỗ cũng sẽ không khách khí đâu. Hàn Lập không chút biểu tình nói, hư, điều này chẳng cần ngươi nhắc nhở lão thân cũng biết. Bà lão tức giận trả lời, hắc quang sau lưng nhoáng lên, một lần nữa hiện ra hư ảnh cự sư màu đen dương nhanh múa vuốt, mà hình thái dường như còn giữ tợn hung ác hơn hai phần so với hồi nãy. Xem ra một phen giao thủ thất bại vừa rồi khiến cho trong lòng bà ta nghẹn một cục tức giận có ý muốn từ trên mình Hàn Lập tìm về một chút thể diện. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt vốn đang nhíu lại nhưng hít sâu một hơi bỗng nhiên bước về phía trước. Phốc một tiếng trầm đục, một bước bình thường này của Hàn Lập lại dường như nặng tựa ngàn cân vậy. Vừa dậm chân xuống mặt đất đã khiến cho mặt đất nơi hắn đặt chân xuống phát ra tiếng nổ mạnh ầm vang. Nội tâm bà lão khẽ dùng mình, tiếp đó chỉ thấy bên ngoài thân thể Hàn Lập đang ở đối diện bỗng nhiên hiện lên vô số linh văn màu bạc lượn lờ thân thể hắn tỏa sáng vàng rực rồi điên cuồng lớn lên, đồng thời từ trên da thịt hình thành từng mảng lân phiến màu vàng kim. Trong nháy mắt, đối thủ của bà ta đã biến thành một con ma vật một sừng dữ tợn, toàn thân giải đầy lân phiến màu vàng. Đây là chân ma thân, hắn đã tu luyện thân thể tới cực hạn của ma đạo. Vạn hoa đạo hữu cẩn thận, ngàn vạn lần chớ có khinh thường. Bên ngoài màn sáng, thanh bình đạo nhân vừa thấy hình tượng biến thân của hàn lập, sắc mặt chợt đại biến, vội vàng đứng dậy mở miệng nhắc nhở bà lão. Tiêu Minh ở bên cạnh mặc dù đã đeo mặt nạ nên không thể nhìn ra biểu hiện của hắn, nhưng rõ ràng trong mắt cũng đã xẹt qua vẻ giật mình. Vạn hoa phu nhân vốn đang nao nao, nhưng nghe đến danh sưng của chân ma thân, lại hơi chút cảm ứng được khí thức khủng bố từ phía đối diện, thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong lòng bà ta nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên hai tay áo run lên, từ trong ống tay áo bắn ra vô số phi châm màu đen chẳng chịt, chúng xoay quanh một vòng trong hư không rồi liên kết với nhau hóa thành một trận đồ cuồn cuộn hắc khí vừa vặn bảo hộ bà ta ngay tại trung tâm. Bà lão này vậy mà thực sự lấy ra thủ đoạn áp dương của mình, tế ra một bộ trận đồ phi châm. Bộ trận đồ phi châm này là trước đây nàng ngẫu nhiên lấy được phương pháp tế luyện từ một tòa di tích thượng cổ, về sau lại hao tổn thời gian mấy trăm năm mới chế tạo ra 360 cây hắc huyết châm này, cuối cùng tế luyện thành công pháp trận. Từ khi vạn hoa phu nhân luyện thành trận đồ này tới nay, một khi thả ra chúng để chiến đấu cùng đối thủ ngang cấp thì chưa một lần đại bại, dù không địch lại những cường giả khác thì vẫn có thể giữ được cục diện không thắng không bại. Hiện tại đối mặt với biến thân của Hàn Lập, bà ta lại không cần suy nghĩ mà tế ra trận đồ này, có thể thấy được mức độ xem trọng đối với chân ma thân của bà ta. Chân ma thân, Hàn Lập biến thân xong, nghe được lời nói của Thanh Bình đạo nhân, tâm niệm xoay chuyển một hồi, âm thầm cười khẩy. Đây chỉ là trạng thái biến thân chưa hoàn toàn của Phạm Thánh biến thân mà thôi, trông thì 10 phần khá giống với biến thân của vài loại ma công hiếm gặp khi tu luyện tới cực hạt nhưng trên thực tế uy năng của chúng lại cách biệt một trời một vực. Đừng nói bản thân thân thể của Hàn Lập đã mạnh mẽ không hề thua kém các chân linh bình thường, cho dù không cần thi triển kinh chập quyết phụ trợ thì biến thân chưa hoàn toàn của Phạm Thánh biến thân cũng dư sức để nghiền nát những đại thừa bình thường rồi. Trong lòng Hàn Lập suy nghĩ như vậy, cũng không hề có ý khách khí, vừa thấy đối phương bày ra trận đồ, biến thân người khổng lồ cao vài chục trượng bỗng bước lên một bước đã tới gần trận đồ trong gang tắc rồi. Một cánh tay hắn khẽ động, bàn tay đầy lân phiến từ từ chụp xuống trung tâm của trận đồ năm ngón tay lóe lên một cách quỷ dị lập tức nhập vào hư không trước người không thấy đâu nữa oanh một tiếng trầm đục trên không phía trên của trận đồ chấn động kịch liệt một cái bàn tay khổng lồ màu vàng rực rỡ được phóng đại gấp mấy lần đã lăng không hiện ra năm ngón tay co lại lập tức âm thầm mang theo một luồng khí thức kinh người lao thẳng xuống trận đồ phía dưới ở trung tâm của trận đồ vạn hoa phu nhân vừa thấy thanh thế của bàn tay khổng lồ khóe miệng không khỏi hơi co quắp lại nhưng bàn tay thì không hề do dự bấm niệm pháp quyết. Lúc này, hắc khí bên trong trận đồ nổi lên tiếng xé gió, vô số hắc mang như cuồng phong bạo vũ hướng không chung mà bắn đi. Mỗi một đạo hắc mang thình lình đều từ một cây phi châm nhỏ biến ảo thành, mũi nhọn lóe lên hàn quang kinh người, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Cự trưởng màu vàng lại không hề có chút né tránh nào, vẫn vững vàng đè thẳng xuống phía dưới. Do đó mà tất cả hắc mang cứ như mưa rào đổ, đều hung hăng đánh lên tên bàn tay khổng lồ. Nhưng sau một khắc, âm thanh đinh đường vang lên, những thứ hắc mang này dưới vô số những tia sáng đen tách ra từ bàn tay khổng lồ màu vàng đã nhao nhao bị bắn ngược trở lại, căn bản không có cách nào gây tổn thương được mảy may tới bàn tay khổng lồ màu vàng. Vạn Hoa Phu nhân thấy vậy, lại không hề có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hít sâu một hơi, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thân hình bỗng như con quay điên cuồng chuyển động tại chỗ. Một tiếng nổ lớn phốc phốc vang lên, vô số pháp quyết đủ mọi màu sắc bắt đầu từ trên mình bà lão điên cuồng phóng xạ ra rồi nhao nhao chui vào bên trong trận đồ không thấy bóng dáng. Cả tòa trận đồ đang tuôn ra hắc khí, bỗng nhiên hơn 10 sợi dây dài màu đen từ đó chui ra, lóe lên một cái đã quấn chắc lấy bàn tay khổng lồ màu vàng kia. Tiếp đó bên ngoài những sợi dây màu đen vang lên âm thanh vù vù, vô số phù văn màu đen hiện ra rồi nhao nhao dán lên trên bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt, bàn tay màu vàng khổng lồ đã bị đám phù văn màu đen này bao bọc chẳng chịt lại, rốt cuộc không hề lộ ra được một tia sáng vàng nào nữa. Phong Lúc này, thân hình của vạn hoa phu nhân bên trong trận đồ mới đình chỉ xoay tròn, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, quát khẽ một tiếng về phía không trung. Lập tức những phù văn màu đen kia tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu nhúc nhích, dường như còn muốn tiếp tục biến hóa thêm gì nữa, ý đồ muốn triệt để phong ấn bàn tay khổng lồ này lại. Nhưng lúc này, từ trong miệng cự nhân do Hàn Lập biến thành truyền ra một chữ phá ông ông. Sấm chấp nổi lên, từ trong đám phù văn màu đen bỗng nhiên bắn ra vô số hồ quang điện màu vàng, lượn lờ đan xen vào, đem từng đám phù văn xé rách ra, một lần nữa lại lộ ra bàn tay khổng lồ màu vàng trong đó. Mà bàn tay khổng lồ màu vàng vừa đạt được tự do, lập tức phẩy một cái, năm ngón tay thoáng chốc đã quỷ dị bắt được một đầu của tất cả mười mấy sợi dây, tiếp đó hắn khẽ dùng sức liền phát ra âm thanh phốc phốc trầm đục. Hơn 10 sợi dây màu đen bị một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi ép cho chúi xuống đất, nhao nhao gãy ra rồi hóa thành bột phấn. Theo đó bàn tay khổng lồ màu vàng trở nên mơ hồ, thoáng chốc nó đã quỷ dị tiến tới một nơi trong hư không chỉ cách mấy trượng với trận đồ, nằm ngón tay một lần nữa hung hăng đè xuống. Trận đồ màu đen giống như bị kích thích, thoáng chốc phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, hắc khí bên trong cuồn cuộn bay vọt ra lập tức sông lên không trung biến ảo thành một tấm màn chắn màu đen trải đầy hắc mang, đem trọn vẹn cả tòa trận đồ bảo hộ bên dưới. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ màu vàng hung hăng đánh lên phía trên tấm màn đen, ánh sáng đen và vàng lập tức bộc phát cùng một chỗ, hào quang trói mắt khiến cho tiêu thanh và thanh bình đạo nhân ở bên ngoài không khỏi phải nhíu hai mắt lại. Tới khi hào quang thu lại, thời điểm bọn hắn mở to mắt ra thì màn sáng màu đen trông như không gì phá nổi bên trên trận đồ đã bị cứng rắn đập cho tan nát. Bàn tay khổng lồ màu vàng như một ngọn núi đã xuất hiện trên đỉnh đầu của vạn hoa phu nhân, rồi lẳng lặng dừng lại ở đó. chương 2345, Thiên Đỉnh Cung Sắc mặt vạn hoa phu nhân trắng như tờ giấy, bất động trong chốc lát. Lúc này, chẳng những trận đồ bị cự trưởng vàng kim chấn vỡ đến thất tinh bát lạc, mà ngay cả cự sư màu đen sau lưng lão bà cũng bị một luồng sức mạnh lớn khủng khiếp đè xuống, còn lại một chỗ căn bản không thể nào cửa quậy. Mặc dù trên người vạn hoa phu nhân thoáng cái đã phóng ra một cái thuẫn màu lục và vài kiện bảo vật phòng ngự bảo vệ toàn thân, nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ, với uy năng khủng bố của cự thủ kia, những bảo vật này căn bản không thể tạo ra bao nhiêu tác dụng ngăn cản. Chân ma chi thể của đối phương lại khủng bố đến tình trạng thế này, chỉ dùng một tay đã đánh bại bản thân dù đã sử dụng đến những thủ đoạn áp trục. Điều này làm Vạn Hoa phu nhân vốn tâm cao khí ngạo thoáng chốc tâm lạnh như cho tàn. Đã nhường rồi, Hàn Lập biến thành cự nhân nhàn nhạt cười, nói một câu, sau đó co tay thu chiêu lại. Gần như cùng lúc, cự trưởng trên đầu Vạn Hoa phu nhân cũng lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, lão bà cũng không biết mình đã ly khai màn sáng bằng cách nào, đờ đẫn về đến khán đài. Bên ngoài, Thanh Bình đạo nhân cùng Tiêu Minh thoáng liếc nhau một cái đều lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Hàn lập trong màn sáng hướng Thanh Bình Đạo Nhân nói, Thanh Bình Đạo Hữu kính xin xuống chàng chỉ giáo một chút. Mà Thanh Bình Đạo Nhân mới hồi phục từ cảnh tượng kinh người, Hàn lập một kích đánh bại lão bà, nghe Hàn lập nói như vậy, sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu mới chắp tay với Hàn lập, cười khổ trả lời. Đạo Hiếu, mà công cái thế, bần đạo tự hỏi, tuyệt đối không phải là đối thủ. Một chiêu này không cần đánh nữa, tại hạ cam bái hạ phong vị thanh bình đạo nhân này sau một hồi tranh đấu nội tâm, chủ động nhận thua. Hàn Lập nghe được cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không cưỡng ép thêm, chỉ gật đầu rồi đem Phạm Thánh chân thân thu lại, sau một cái chớp động cũng hiện ra bên ngoài màn sáng. Hàn đạo hữu thần thông to lớn, có thể nói cả đời tiêu mỗ cũng ít gặp. Nhưng cũng làm cho ta nhớ đến một người, đạo hữu hẳn là Hàn Lập của phong nguyên đại lục, người từng tiến vào ma giới chém giết minh trùng mẫu rồi. Tiêu Minh quan sát Hàn Lập không chớp mắt một lúc, từng chữ nói ra hổ thẹn lời đồn có chút khuyết đại thôi nhưng tại hạ quả thực là hàn lập nhân tộc ánh mắt hàn lập có chút lóe lên bất động thanh sắc trả lời hắc hắc quả nhiên là hàn đạo hiếu khó trách thần thông lợi hại đến thế nhưng điều này quả thực là quý khách đến nhà rồi đạo hiếu nhất định phải nghỉ ngơi tại bản thành một thời gian ngắn để ta có thể hảo hảo sao mà trao đổi một chút tiêu minh không để ý đến biểu tình của hai người kia cười to nói sao hảo hảo dịch ra là rất tốt mà dịch trao đổi rất tốt nghe nó chuối chuối nên để nguyên. Nếu đạo hữu đã thành tâm mời như vậy, tại hạ tự nhiên không cự tuyệt rồi. Hàn Lập cũng thấy hứng thú với công pháp huyết đạo của huyết cốt môn, nghe được lời ấy mỉm cười đáp. "Thật tốt quá, Vạn Hoa phu nhân, Thanh Bình đạo hữu hay là cùng đến động phủ tại hạ tụ họp một chút nhé." Tiêu Minh dường như rất hưng phấn, quay sang Vạn Hoa phu nhân và Thanh Bình đạo nhân đề nghị. Hai người bọn ta đến chuyến này vốn là có chuyện để cầu. Trước khi nghe Tiêu huynh hồi đáp, tự nhiên không thể rời đi như vậy rồi. Tiêu huynh dẫn đường trước, hai người bần đạo đành quấy rầy một chút rồi. Thanh bình đạo nhân cùng vạn hoa phu nhân liếc nhìn nhau, sau một hồi do dự nói. Tại hạ vừa rồi đã phân phó môn hạ chuẩn bị thịnh yến trong động phủ. Nhất định sẽ khiến các vị đạo hữu thỏa mãn vô cùng. Chư vị cứ yên tâm, tiêu minh nghe vậy khẽ cười nói. Vì vậy, sau một khắc, cả nhóm hóa thành mấy đạo kinh hồng, nhanh chóng lao đi về phía cung điện khổng lồ ở trung tâm thành huyết hạc. Hơn nữa ngày sau, khi sắc trời đã muộn, bầu trời hiện ra một màu đỏ như máu, Hàn Lập bình tĩnh, nhanh chóng bay ra từ cung điện. Lại hơn nửa giờ tiếp theo, đã tìm đến đình viện đã thuê trong một khách sạn trên một con đường vắng vẻ. Tại cửa đình viện, Hoa Thạch Lão Tổ cùng Chu Quả Nhi kính cẩn đứng bên ngoài, vừa thấy Hàn Lập đến đã bước lên thi lễ. Hàn Lập phất tay, mang theo hai người tiến vào trong đình viện. Tiếp đó ánh sáng trắng lóe lên, cửa lớn đóng chặt. Cùng thời gian, một chỗ bên trong thiên điện của cung điện khổng lồ ba người tiêu minh thanh bình đạo nhân vạn hoa phu nhân đang ngồi quanh một cái bàn tròn bằng bạch ngọc tựa như đang tranh luận chuyện gì đó bởi vì tiêu minh có mang mặt nạ nên ngoài trừ ánh mắt có chút bất định ra không thể hiện biểu lộ khác ra ngoài thanh bình đạo nhân cùng vạn hoa phu nhân đều thần sắc ngưng trọng thậm chí còn có chút tức giận lẫn vào trong đó tiêu lão quái điều kiện ngươi đưa ra hơi quá đáng lại muốn đến chín phần thu hoạch bên trong thiên đỉnh cung chỉ chia cho ta và Thanh Bình Đạo hữu một phần. Chẳng lẽ thực sự xem hai người bọn ta không ra gì? Vạn Hoa phu nhân nổi giận quát lớn, nếu nhị vị có được chìa khóa Thiên đỉnh cung, hơn nữa còn biết đại khái địa điểm mở ra, cũng có thể đưa ra điều kiện như vậy. Nam tử đeo mặt nạ không chút tức giận trả lời, hai người bọn ta đương nhiên biết rõ Tiêu huynh có được những vật này, nếu không cũng không tiến vào sơn mạch Vạn Nguyệt trước mà tìm đến cửa đạo hữu. Nhưng bất kể nói như thế nào, chỉ để cho ta cùng Vạn Hoa phu nhân một phần quả thực hơi quá đáng rồi. Thanh Bình Đạo Nhân trao mày nói, hai vị cho rằng thiên đỉnh cung là nơi nào, nếu không có chìa khóa trong tay tại hạ, cho dù biết địa điểm mở ra sớm một bước cũng có tác dụng gì. Năm đó, tiêu mỗ vì có được chìa khóa này đã phải bỏ ra đại giới thật lớn sao. Để lại cho hai vị một phần cũng xem như không ít rồi. Tiêu Minh không nhúc nhích nói, sao kiểu như bỏ ra nhiều công sức tiền bạc ấy, hư, chìa khóa tiến vào thiên đỉnh tiên cung không chỉ một cái. Trong tay đạo hữu bất quả chỉ là một trong số đó, nhưng không biết có phải là vật nguyên bản chân chính hay không. Trước mỗi lần Thiên đỉnh tiên cung xuất thế, những vật giả mạo được đưa ra không ít đâu. Những chìa khóa giả tạo này tuy không đưa người ta bình yên đến Thiên đỉnh tiên cung, nhưng cũng dư khả năng cảm ứng đại khái thời gian và vị trí. Nếu chịu mạo hiểm với cái chết một chút cũng có thể xông vào đấy. Vạn Hoa phu nhân nhìn chằm chằm Tiêu Minh, lạnh lùng nói: "Chìa khóa giả, chuyện này thì ta biết một chút, ta cam đoan với hai vị" trong tay tại ha là một trong những vật nguyên bản nếu không sao lại dám đưa ra điều kiện như thế tiêu minh cười hắc hắc mười phần tự tin nói tiêu huynh đã tự tin như vậy cũng không phí công bọn ta tự mình đến đây nhưng trước kia nhiều chìa khóa giả được đưa ra như vậy chỉ sợ lúc thiên đỉnh tiên cung mở ra những tồn tại cấp thấp như luyện hư hớp thể thì không nói nhưng những tồn tại đồng giai như chúng ta tuyệt đối sẽ không ít dù sao cũng là động phủ của thiên đỉnh chân nhân người vượt qua số lần thiên kiếp nhiều nhất của đại lục rồi phi thăng thành công của trăm vạn năm trước bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật linh dược có tác dụng với chúng ta ít nhất từ công pháp bí quyết bảo vật còn sót lại bên trong có thể biết rõ vị thiên đỉnh chân nhân này dùng thủ đoạn gì để vượt qua thiên kiếp chỉ một điểm này thôi cũng làm không biết bao nhiêu lão quái vật động tâm rồi tiêu minh đạo hữu nếu không có sự tương trợ của hai người bọn ta dù có đi vào trong thiên đỉnh tiên cung dù có đạt được trọng bảo cũng có thể bình yên đi ra hay sao Tiếp đó, đạo hữu thật không sợ bọn ta tìm được người có chìa khóa khác mà hợp tác sao? Đến lúc đó không phải đã tăng thêm hai kẻ cạnh tranh sao? Thanh Bình đạo nhân sau khi nhíu mắt lại, nói ra một phen. Thanh Bình đạo Hiếu, người đang uy hiếp ta đó hả? Thanh âm của tiêu minh trầm xuống, cái này không phải là uy hiếp, chẳng qua bần đạo ăn ngay nói thẳng mà thôi. Hai người bọn ta xuất hiện tại nơi này, ít ra cũng biểu thị thành ý, nhiệt tình hợp tác cùng đạo hữu. Huống chi không cùng hai người bọn ta hợp tác, Tiêu huynh vẫn có thể yên tâm đồng hành cùng những người khác. Vị Hàn Lập của Phong Nguyên Đại Lục kia lại có thần thông kinh người. Tiêu huynh vì sao lúc trước không có động thái mời hắn cùng đến Thiên đỉnh Tiên cung? Không phải là do thực lực vị Hàn đạo hữu này quá mạnh, khiến Tiêu huynh kiêng kỵ hay sao?" Thanh Bình đạo nhân chậm rãi nói, trên mặt hoàn toàn khôi phục vẻ thong dong. "Đúng vậy, ta với người kia quả thực có chút kiêng kỵ, cũng không thể nắm chắc áp chế được đối phương nên mới không nói sự tình Thiên đỉnh cung." nhưng chỉ như vậy mà khiến tiêu mẫu nhượng bộ là chuyện không thể tiêu minh không hề do dự trả lời lần này sắc mặt thanh bình đạo nhân có chút khó coi thanh bình đạo hiếu tiêu lão quái quá ngoan cố vậy đem chuyện kia nói cho hắn biết đi có điều kiện này xem hắn có chịu nhượng bộ hay không lão bà ở bên cạnh lạnh lùng nói chuyện gì tiêu minh thật sự sướng sờ đạo hiếu có biết lai lịch thật sự của thanh bình đạo hiếu không vạn hoa phu nhân lộ ra vẻ mặt thần bí thanh bình đạo hiếu là Tiêu Minh có vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển lên người thanh niên đạo sĩ này. Thật xấu hổ, kỳ thực truyền thừa chính thức của tại hạ là. Sau khi khẽ thở dài, thanh bình đạo nhân nhúc nhích miệng truyền âm, không để một lời nào lộ ra. Tiêu Minh trước đó còn có bộ dáng lơ đánh, nhưng một lúc sau, hai mắt sáng ngời bày ra biểu tình kinh hỉ. Một hạp cốc bên trong sơn mạch vạn nguyệt, huyết phách cưới trên người một khôi lối cự ưng toàn thân đen thùi, không nhúc nhích, đang nhìn chầm chằm vào một khối thạch bích tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Bên trong bạch quang, bất ngờ có những phù văn quái dị như ẩn như hiện, biến hóa liên tục, dường như biểu thị cho một tin tức cực kỳ thần bí. Thiên đỉnh cung, huyết phách trên người khôi lỗi đột nhiên nói ra một tiếng. Tiếp đó trong đầu sáng lên, dường như trong chốc lát, ký ức bị phong ấn lại xuất hiện rất nhiều. Cùng thời gian, tại một thạch thất của đình viện bên trong thành huyết hạc, Hàn Lập ngồi khoanh chân trên một cái ghế, tay nâng một cái đỉnh nhỏ, cẩn thận quan sát. Đỉnh này màu sắc xanh nhạt, bên ngoài phong cách cổ xưa, mặt ngoài lại chạm khắc các phù điêu trùng, cá, chim, thú đủ loại đồ án. Lúc này còn chớp động ánh sáng nhẹ nhẹ nhưng liên tục, dường như sắp sống lại. Hàn lập sơ cầm, rồi lại nhìn đỉnh nhỏ trong tay, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Một không gian đen nhánh được giấu kín trong sơn mạch vạn nguyệt, bỗng truyền ra một tiếng thở dài. Rốt cục cũng đến lúc cửa cung mở ra, bị nhốt trong nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể ly khai, lại có thể thấy ánh mặt trời rồi. Chương 2346 chìa khóa Bên trong một tòa tiểu sơn bốc bên rìa vạn nguyệt sơn mạch, hơn trăm tên cao giai tu sĩ mặc quần áo và trang sức khác nhau đang tụ tập lại một chỗ kết thành một pháp trận không biết tên cực lớn. Một gã nam tử mặc cẩm y dáng người cao lớn, tướng mạo uy nghiêm mang bộ mặt lạnh như băng đứng bên cạnh chăm chú quan sát hết thảy. Trong một cái ao có vô số độc trùng quỷ dị, phía trên một bệ đá màu lam nhà thờ phụng một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Xung quanh bệ đá có ba lão giả tướng mạo cực kỳ xấu xí đang nhắm mắt xếp bằng ngồi xuống. Mỗi lão đều quay một hướng khác nhau, thần sắc ngưng trọng như đang tu luyện bí thuật gì đó. Phú Quang Quốc, Xuyên Vân Quốc, thêm cả 8 quốc gia thuộc tề Vân Sơn Mạch đều bị hủy diệt. Điều này làm sao có thể? Bên trong một tòa thành lớn cách huyết hạc thành không biết bao nhiêu vạn dặm, một lão giả mặc áo bảo màu xanh lục mang một vẻ không thể tin được đang quát tháo một gã nam tử mặc áo vàng. Bích ảnh đại nhân, tiểu nhân tuyệt không dám nói dối nửa câu. Từ trên xuống dưới cả 8 quốc gia này, bất kể là quân thần hay là dân chúng bình thường, toàn bộ đều quỷ dị biến mất từ một tháng trước, ngay đến một người sống sót cũng không tìm được. Nam tử áo vàng vâng dạ trả lời, lão giả mặc áo bào xanh đúng là vị bích ảnh mà Hàn Lập đã có lần thỉnh giáo qua. Vậy những tông môn lớn nhỏ bên trong tề vân sơn mạch đâu? Tề vân sơn mạch xuất hiện sự việc kinh người như vậy thì bọn chúng không thể không phát giác được chút nào mới phải. Sắc mặt bích ảnh trầm như nước hỏi, thuộc hạ cũng đặc biệt điều tra điều này. Toàn bộ 19 tông môn lớn nhỏ trong tề vân sơn mạch cũng không còn một ai. Dường như kết cục của bọn chúng và tám quốc gia kia giống hệt như nhau. Nam tử áo vàng cười khổ một tiếng trả lời. Đều biến mất, mặc dù 19 tông môn này không tính là gì ở huyết thiên đại lục, nhưng nếu liên kết lại với nhau thì cũng tạo thành một lực lượng không thể coi thường. Cho dù bổn minh ra tay cũng không thể xóa bỏ một cách vô thanh vô tức như vậy được. Việc này ly kỳ như thế, chẳng lẽ ngươi không tìm được chút đầu mối gì sao? Ánh mắt Bích Ảnh chớp lên vài cái rồi chậm rãi hỏi tiếp. Ngược lại manh mối không thể nói một điểm cũng không có. Sau khi Bổn Minh phát hiện được việc này ngay lập tức đã phái người tiến vào lãnh thổ tám quốc gia này điều tra một phen. Kết quả đã phát hiện ra bất kể là trong thành trì hay trong những tông môn kia đều không hề có dấu vết kịch liệt chống cự. Điều này cho thấy rõ như người này hoặc là tự nguyện để người khác bắt đi, hoặc là thực lực đối phương mạnh mẽ tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi khiến cho tám quốc gia và hơn 10 tông môn kia căn bản không có khả năng kháng cự lại. Nam tử áo vàng hơi cúi đầu trả lời, ngươi nói xem có thể là khả năng nào. Bích ảnh hỏi lại, thuộc hạ cho rằng rất có thể là khả năng thứ hai. Nam tử áo vàng cũng không đắn đo nhiều trả lời. Vì sao, tạm thời không nói đến phàm nhân của tám quốc gia kia, đệ tử 19 tông môn tuyệt đối không thể tự nguyện rời khỏi tông môn. Người bổn minh phải ra điều tra còn phát hiện trong tề vân sơn mày có lưu lại một chút khí thức huyết đạo, chắc hẳn bích đại nhân hiểu rõ, chỉ có công pháp trong huyết đạo mới có thể có thủ đoạn lợi dụng huyết tế để nhanh chóng đề cao tu vi. Nếu tất cả những người này thực vì thế mà mất mạng thì cho dù ở huyết thiên đại lục cũng cực ít phát sinh loại hình huyết tế có quy mô lớn như vậy. Mà khí tức huyết đạo lưu lại trong tề vân sơn mạch cực kỳ mạnh mẽ, nhất định huyết đạo đó là do lão tổ đại thừa gây nên. Hơn nữa cũng chỉ có hung nhân bực này mới có thể không kiêng nể gì mà gây ra sự tình như vậy. Nam tử áo vàng phân tích từng cái một, ngươi nói cũng có lý chuyện này hơn phân nửa là do chủ nhân của khí tức huyết đạo kia gây nên việc này không phải chuyện đùa nhưng hiện giờ bổn minh đang dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả không cách nào phân tâm quá nhiều cho việc khác được tuy nhiên tám quốc gia kia đều trực thuộc quản lý bổn minh nên không thể buông tay không quan tâm như vậy đi người bẩm báo lại toàn bộ kết quả điều tra việc này cho đề huyết môn phong xà tộc gần tề vân sơn mạch nhất hai thế lực này là hai thế lực lớn nhất xung quanh cả hai đều có lão tổ đại thừa tỏa trấn hơn nữa bên nào cũng có không ít lợi ích từ tề vân sơn mạch nên bọn chúng không thể không quan tâm tới việc này được. Lát nữa ta cũng sẽ mời Yên Vũ chân Nhân tới đó một chuyến cùng hai lão tổ đại thừa kia tra xét xem sao. Rút cuộc bích ảnh đã có quyết định phân phó xuống. Vâng, thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào, tất cả sẽ an bài theo ý đại nhân. Nam tử áo vàng khom người nhận lệnh. Một hồ nước khổng lồ xanh biếc ở phía bắc tề vân sơn mạch, gió xuân thổi nhẹ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cũng có một ít tôm cá liên tục bơi lượn dưới mặt nưới tất cả đều hết sức bình thường nhưng phía trên một hạp cốc cực lớn dưới đáy hồ lại có vô số tầng cấm chế huyền diệu cả hạp cốc rất dài dường như được phong bế một cách cực kỳ nghiêm mật không sâu bên dưới vô số tầng cấm chế trải rộng từng đoàn từng đoàn huyết phụ ngưng mà không tán cơ hồ đã nhuộm đỏ cả hạp cốc căn bản vô phương nhìn rõ tình hình bên trong mà phía dưới màn huyết phụ là một con sông máu mang theo mùi tanh tưởi sộc vào mũi nó rộng chừng trăm trượng dài không thấy điểm cuối, uốn lượn theo hạp cốc nối thẳng tới một chỗ nào đó cực xa phía sau. Tại đó mơ hồ có một bóng người đang ngồi xếp bằng phía trên con sông máu cuồn cuộn. Một tay người này bấm niệm pháp quyết, một tay nâng một kiện đồ vật lấp lánh ánh sáng. Một dòng máu đặc dính dài hẹp từ con sông phía dưới cấp tốc bay lên rồi nhao nhao chui vào trong đó. Nửa tháng sau, Hàn Lập đang nhắm mắt tu luyện trong đình viện, bỗng nhiên trên người hắn truyền ra từng hồi thanh âm. Thần sắn Hàn Lập khẽ động, hắn lập tức mở hai mắt ra, tay áo run lên, một đạo ánh sáng màu vàng bay rất nhanh ra ngoài. Đúng là một tờ phù lục màu vàng nhạt, hai mắt hàn lập hiếp lại nhìn tờ phù lục màu vàng một lát, sau đó hắn liền vươn một tay ra thu vào, thân hình mơ hồ một cái đã trực tiếp biến mất trong phòng. Mấy canh giờ sau, hàn lập mang theo hoa thạch lão tổ và huyết phách rời khỏi huyết hạc thành hóa thành một đạo độn quang bay về phía vạn nguyệt sơn mạch. Sau đó không lâu, một chỗ trong cung điện huyết hạc thành, nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nghẹn ngào hô lên. Cái gì, vị đại thừa nhân tộc đã rời khỏi thành, lại còn bay về phía vạn nguyệt sơn mạch sao. Đúng vậy, đệ tử phụng mệnh thái thượng trưởng lão bất cứ khi nào hàn tiền bối ra khỏi thành là lập tức tới bẩm báo đại nhân. Một gã nam tử có tu vi hợp thể kỳ cung kình dị thường đứng trước mặt tiêu minh bẩm báo. Làm tốt lắm, ngươi lui xuống đi, thần sắc tiêu minh sau khi thấp thỏm không yên một lát bỗng nhiên tươi cười khoát tay nói. Gã nam tử hợp thể kỳ kia thức thời lập tức thối lui khỏi đại điện. Vậy mà Hàn Lập cũng đến vạn nguyệt sơn mạch với thần thông của hắn thì việc kia có chút phiền phức rồi không khí bên cạnh tiêu minh chấn động một chút rồi hai thân ảnh nhàn nhạt, nhạt hiện ra đúng là vạn hoa phu nhân và thanh bình đạo nhân người mở miệng chính là vạn hoa phu nhân trong lời nói tràn ngập vẻ kiêng kỵ với hàn lập hiển nhiên lần giao thủ trước đây vẫn khiến vạn hoa phu nhân sợ hãi không thôi không phải là trùng hợp đấy chứ hàn đạo hữu lúc trước đã từng nói có chuyện quan trọng ở khu vực quanh đây hơn nữa bây giờ cũng không chưa tới thời gian thiên đỉnh cung hiện thế nếu thật sự vì việc này mà đi thì có chút hơi sớm tiêu minh chậm rãi mở miệng thời điểm này tiến vào vạn nguyệt sơn mạch không thể nói là trùng hợp được về phần chưa tới thời gian thiên đỉnh cung mở ra thì khẳng định người đi trước chờ sẵn trong sơn mạch cũng không phải chỉ có một mình hàn đạo hữu chỉ e bây giờ đã có không ít người tụ tập trong vạn nguyệt sơn mạch ôm cây đợi thỏ rồi hiện tại có nhiều hơn một người cũng không có gì là kỳ lạ cả thanh bình đạo nhân tỉnh táo nói xem ra hai vị đạo hữu đều cho rằng vị hàn đạo hữu này cũng vì thiên đỉnh cung mà tới rồi. Tiêu Minh có vẻ suy nghĩ nói, không thể nói nắm chắc 10 thành, nhưng cũng không kém tám chín thành bao nhiêu. Hiện giờ đã nhiều thêm một gã đại địch, tiêu huynh có thượng sách gì không? Thanh Bình đạo nhân hỏi lại, cần gì thượng sách, cho dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa nhưng nếu không có chìa khóa thì căn bản không có cách nào tiến vào thiên đỉnh cung. Cho dù trong trường hợp xấu nhất, hắn thật sự có thể lấy được chìa khóa từ tay người khác thì với cấm chế trong nội cung trùng trùng điệp điệp và đạo hữu với tư cách là người kế thừa của thiên đỉnh chân nhân cộng thêm tạo nghệ trận pháp của ta chẳng lẽ còn sợ người này ư tiêu minh cười hắc hắc trả lời điều này cũng đúng bần đạo có chút hồ đồ rồi giả như người này có thiên đại thần thông nhưng chỉ cần chúng ta đi trước một bước tìm được trung tâm của đại trận nội cung thì khi đó cho dù tất cả các đại địch khác cùng liên thủ đi chăng nữa chúng ta căn bản không để trong lòng rồi Thanh Bình đạo nhân sau khi ngẩn người một chút lập tức cười cười nói tiếp. Thần sắc vạn hoa phu nhân bên cạnh nghe vậy cũng buông lỏng đôi chút. Tiêu Minh sờ sờ cầm, trong mắt bỗng hiện lên vẻ thâm hiểm. Bảy ngày sau, trong lòng một ngọn núi nào đó thuộc vạn nguyệt sơn mạch, trong một động phủ được tạm thời mở ra, Hàn Lập đang ngồi trên ghế đá phủ chủ, thần sắc bình tĩnh nghe huyết phách kể chuyện gì đó. Cứ như vậy, ngay trước bản thể vì lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì nên trước khi dùng chìa khóa thật tiến vào thiên đỉnh cung còn cố ý dùng bí thuật đặc thù lưu lại một phân thân và hư thiên đỉnh bên ngoài chỉ cần trải qua một thời gian ngắn bản thể không quay lại đúng hạn thì bí thuật kia sẽ tự động kích phát phân thân xong lại phong ấn đại bộ phận trí nhớ mà dựa theo suy tính của bản thể lúc trước thì thời gian thiên đỉnh cung xuất hiện lần nữa cũng sắp tới rồi nếu muốn cứu bản thể cũng chỉ còn cách tiến vào trong đó mà thôi Hư Thiên Đỉnh chính là một chìa khóa được phỏng chế từ bí thuật trong một tờ kim khuyết ngọc thư. Tuy chỉ là chìa khóa phỏng chế, tác dụng chỉ bằng nửa chìa khóa thật, muốn đi thẳng tới cửa chính của Thiên Đỉnh Cung hơi nguy hiểm một chút. Nhưng lúc trước bản thể thiếp thân lại phát hiện đại trận Thiên Đỉnh Cung có một chỗ sơ hở. Cho dù chỉ có chìa khóa phỏng chế cũng có thể có vài phần nắm chắc lèn vào trong đó. Huyết phách kể lại trong thời gian ước chừng dùng xong một bữa cơm mới rút cuộc đại khái thuật lại chuyện xảy ra năm đó với băng phách. Nói như vậy thì băng phách đạo hữu đã hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ. Cái này thật sự rất đáng mừng. Năm đó người đến giao dịch hư thiên đỉnh với hàn mỗ, tuy vì duyên cơ trí nhớ bị phong ấn, cũng không biết cụ thể sự tình của thiên đỉnh chân nhân, chỉ biết đỉnh này là một chìa khóa mở ra siêu cấp bí tàng của một tồn tại đại thừa. Nhưng có lẽ người chưa nói đây chỉ là một kiện bảo vật phỏng chế, cũng không phải là chìa khóa chính thức. Điểm này và ước định lúc trước có chút không quá giống nhau. Trên mặt hàn lập không lộ ra chút khác thường nào, thản nhiên nói chương 2347, hiện thế, việc này, lúc trước trí nhớ thiếp thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn nên mới ngộ nhận hư thiên đỉnh là chìa khóa chân chính. Nhưng thiếp thân có thể cam đoan, nếu dùng chìa khóa này mà thực sự không thể tiến vào thiên đỉnh cung thì thiếp thân tuyệt đối không dám yêu cầu tiền bối mạo hiểm xông vào cung. Tuy nhiên, nếu đã có thể tiến vào trong, thiếp thân tin tưởng bảo vật bên trong cung sẽ không làm hàn tiền bối thất vọng. Huyết phách có chút lúng túng, nói, lúc trước ngươi đã nói rất nhiều về sự tình thiên đỉnh chân nhân năm đó rồi động phủ còn sót lại tại hạ giới của một tiền bối đã phi thăng chân tiên giới hoàn toàn đủ để ta động tâm cho dù không vì những bảo vật này lúc trước nếu ta đã đáp ứng cứu bản thể của đạo hữu ra khỏi nơi đó thì ta cũng sẽ không dễ dàng nuốt lời như vậy đâu ngươi yên tâm đi với thần thông hiện tại của ta cho dù không có bất kỳ chìa khóa nào ta cũng có khả năng dùng sức mạnh tiến vào thiên đỉnh cung hiện giờ đã có chìa khóa hư thiên đỉnh này thì ta nắm chắc chín thành trở lên có thể tiến vào trong đó. Sau khi Hàn Lập nhìn huyết phách một lát bỗng nhiên cười khẽ, nói. Đa tạ đại ân của Hàn tiền bối, nếu bản thể thoát được ra, vãn bối nhất định, tốt rồi, lời cảm ơn vẫn nên chờ khi ta cứu bản thể của băng phách đạo hữu ra hãng nói. Chỉ có điều, chìa khóa thiên đỉnh cung không chỉ có một cái. Lúc trước đám người băng phách đạo hữu đã từng dùng bí thuật trong kim khuyết ngọc thư luyện chế rất nhiều chìa khóa phỏng chế, Đến lúc thiên đỉnh cung hiện thế, cường giả hội tụ tại đây chắc hẳn sẽ không ít. Ngẫm lại thì hai người thanh bình đạo nhân và vạn hoa hoa phu nhân ta gặp trong huyết hạc thành chắc cũng là vì việc này mới tìm tới vị thái thượng trưởng lão của huyết cốt môn kia. Hàn lập tự đánh giá rồi mở miệng, cái gì, tiền bối đã gặp mặt trưởng lão có tu vi đại thừa của huyết cốt môn chấn thủ huyết hạc thành kia sao? Ta nhớ năm đó trong những người cùng bản thể tiến vào thiên đỉnh cung đích xác có một cường giả huyết cốt môn, trong tay huyết cốt môn còn giữ một số lượng chìa khóa cũng không phải điều gì kỳ quái. Nhưng nếu huyết cốt môn tiến vào vạn nguyệt sơn mạch với quy mô lớn thì đúng là có chút phiền phức rồi. Huyết phách nghe xong liền biến sắc, ta nhìn phong thái vị thái thượng trưởng lão kia ở huyết hạc thành thì chắc hắn sẽ không mời đồng môn tham gia, bằng không sẽ không có tồn tại đại thừa từ các tông phái khác tìm tới tận cửa như vậy. Không những không mời đồng môn, ta nghĩ hắn còn giấu biệt chìa khóa và chuyện thiên đỉnh cung nữa hơn phân nửa những người đang nắm giữ chìa khóa chắc cũng có cách nghĩ như vậy cho nên trừ những người đang nắm giữ chìa khóa ra thì những người khác tiến vào vạn nguyệt sơn mạch hơn phân nửa chỉ là nghe đồn đại sắp tới thời điểm thiên đỉnh cung mở ra mà kéo đến cho dù những người này có nhiều hơn nữa cũng vô phương tiến vào trong cung thế nên hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì với chúng ta được hàn lập lắc đầu trả lời nhưng chỉ e những người kia sẽ không cam tâm để những người có chìa khóa yên ổn tiến nhập thiên đỉnh cung Chu Quả Nhi đứng một bên không nhịn được nói chen vào. Trước khi tiến vào thiên đỉnh cung nhất định sẽ có một hồi chém giết, nhưng đã có ta ở đây thì các ngươi còn sợ gì nữa. Tuy nhiên, bên trong thiên đỉnh cung có thể sẽ có chút nguy hiểm. Hoa Thạch, người và Chu Quả Nhi ở lại nơi này, chờ ta và huyết phách đạo hữu đi ra là được rồi. Các ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để những người khác ngoài kia phát hiện ra. Hiện giờ những kẻ dám tiến vào vạn nguyệt sơn mạch cũng không phải hạng tầm thường đâu. Hàn lập nhàn nhạt phân phó. Chu Quả Nhi và Hoa Thạch Lão Tổ nghe vậy, trong lòng liền dùng mình, lập tức cung kính tuân mệnh. Huyết phách đạo hiếu, theo lời ngươi thì gần tới thời điểm thiên đỉnh cung mở ra, hư thiên đỉnh sẽ có cảm ứng, hơn nữa cũng chỉ dẫn chúng ta đến địa điểm chuẩn xác. Những lời này không sai chứ, Hàn Lập quay đầu lại hỏi huyết phách một câu, thưa đúng thế, sở dĩ có nhiều người tranh đoạt chìa khóa phỏng chế cũng chủ yếu là vì công dụng này. Huyết phách trả lời rất chắc chắn, vậy là tốt rồi, việc chúng ta cần làm bây giờ là lo nghỉ ngơi dưỡng sức bình tĩnh chờ thiên đỉnh cung xuất thế hàn lập gật gật đầu thong thả nói huyết phách đương nhiên không có ý kiến gì liên tục gật đầu đồng ý vì thế nhóm người hàn lập tạm thời ở lại trong động phủ này thời gian từng ngày qua đi vốn dĩ tu tiên giả ở vạn nguyệt sơn mạch cũng không nhiều lắm nay lại dần dần náo nhiệt lên tin tức liên quan tới thiên đỉnh cung sắp xuất thế không ngờ lại được truyền ra chính từ trong huyết hạc thành một vài tu tiên giả có thực lực ở khu vực xung quanh vừa nghe được tin tức này lập tức hành động chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã tụ tập rất đông ở vạn nguyệt sơn mạch. Chẳng qua vì huyết hạc thành gần sơn mạch nhất, nên những tu tiên giả tiến vào trước có đến 89 phần 10 là người của thành này. Trong đó tỷ lệ đệ tử huyết cốt môn chiếm không ít. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần đã có người từ các khu vực khác xuất hiện. Càng ngày số lượng người đổ về càng đông hơn, tuy nhiên, Vạn Nguyệt Sơn Mạch là một dãy núi siêu lớn. Cho dù nhiều người hơn nữa tiến vào trong đó cũng như đá chìm đáy biển mà thôi, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng một vài kẻ thực lực hơn người và tính tình táo bạo nếu thấy hoài nghi người nào có chìa khóa liền bắt đầu chém giết tranh đoạt. Mặc dù phần lớn kết quả những trận kịch chiến này là không được như mong muốn, nhưng cũng có một số trận chiến sau khi kết thúc, kẻ thắng trận đã tìm thấy một cái tiểu đỉnh từ trên người đối thủ. Tức thì lại châm ngòi hàng loạt những cuộc đại chiến càng thêm đẫm máu nổ ra khắp nơi trong vạn nguyệt sơn mạch. Mà ở những chỗ cách xa nơi này, còn có rất nhiều người trên huyết thiên đại lục nghe được lời đồn đang trên đường chạy tới vạn nguyệt sơn mạch. Chỉ có điều những người này đã không kịp nữa rồi. Nửa tháng sau, trong một đầm nước không rõ tên thuộc vạn nguyệt sơn mạch, đột nhiên một đạo hào quang ngũ sắc thần bí phóng lên cao, sau đó nó hóa thành vô số phù văn tan biến vào hư không. Cùng lúc đó, Hàn Lập đang nhắm mắt tu luyện trong mật thất sâu trong lòng núi, bỗng khẽ động thần sắc, tay áo phất lên, một tiểu đỉnh màu xanh chói mắt chấp động mấy cái bay vút ra ngoài. Huyết phách, chuẩn bị một chút đi, đã đến thời gian xuất phát. Hàn Lập chăm chú nhìn mặt ngoài tiểu đỉnh màu xanh đang xuất hiện vô số phù văn quỷ dị, không chút do dự truyền âm một câu ra ngoài. Huyết Phách đang ngồi trong một gian của động phủ lập tức đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Một lát sau, một đạo cầu vòng xanh dài vài chục trượng từ trong lòng núi vọt ra, bay thẳng tới một chỗ nào đó trong Vạn Nguyệt Sơn mạch. Tình hình giống hệt như vậy cũng phát sinh ở hơn 30 chỗ bí ẩn khác trong sơn mạch. Từ những nơi đó cũng nổi lên tiếng xé gió. Rồi một hoặc vài đạo, thậm chí là vài chục, hơn trăm đạo độn quang bay ra cùng một lúc, tất cả đều điên cuồng bay về một hướng. Những người này không thèm che giấu hành động chút nào nên đương nhiên làm kinh động đến những tu tiên giả huyết thiên đang ẩn mình trong sơn mạch. Bọn chúng không chút do dự bay theo, một vài đạo độn quang có tốc độ cực kỳ nhanh thậm chí còn đuổi kịp những người bay phía trước, rất nhanh đã phát sinh những trận đấu pháp vô cùng ác liệt. Hàn Lập thấy độn tốc của huyết phách quá chậm nên sớm đã mở rộng độn quang của mình bao trọn cả nữ tử này vào trong hợp hai làm một tiếp tục bắn về phía trước với độn tốc nhanh như vậy nếu mấy kẻ gần đó phát hiện ra thì cho dù muốn đuổi cũng gần như là chuyện không thể nhiều người chỉ cảm thấy một ánh chất xanh xẹt qua không trung một cái rồi một đạo cầu vòng xanh ở phía chân trời bên này đã vào tới tận phía chân trời bên kia trong nháy mắt đã mơ hổ biến mất không thấy đâu nữa chỉ còn để lại dư âm phá không lượn lờ giữa không trung tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hoảng sợ lập tức vứt tất cả ý nghĩ cướp chìa khóa trong lòng lên tận chín tầng mây nhanh chóng đi tìm mục tiêu khác. Tuy nhiên, huyết thiên đại lục vốn đầy kẻ dũng mãnh vô cùng, chưa bao giờ thiếu những tên to gan lớn mật hết sức tự phụ. Đúng lúc đạo cầu vòng xanh kia bay ngang qua bầu trời phía trên một hạp cốc sâu không thấy đáy, đột nhiên tiếng xé gió vù vù từ phía dưới vọng lên, vô số phản văn tuôn ra. Trong chớp mắt chúng đã tạo thành một tòa trận pháp bằng ánh sáng cực kỳ huyền diệu. Đạo hữu chậm đã, tại hạ có chuyện muốn thương lượng cùng các hạ một chút. Một giọng nói từ trong quang trận cùng lúc truyền ra. Lời nói của người này rất khách khí, nhưng động tác lúc trước lại không hề dừng lại chút nào. Chỉ thấy sau khi quang trận kia quay tít một vòng, một lực hút kinh người bỗng nhiên cuốn tới đạo cầu vòng xanh. Hàn lập thấy vậy hết sức giận dữ, căn bản không có ý định trả lời. Hàn thò một bàn tay từ trong ống tay áo ra rồi nhẹ nhàng vỗ xuống phía dưới. Một trường lực lớn gấp 10 lần lực hút do quang trận tạo ra lập tức cuồn cuộn đè xuống. Oanh một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa chẳng những quang trận và lực hút kia vỡ tan ra mà cả hạp cốc dài mấy dặm phía dưới thoáng cái đều bị sụp đổ tên gia hỏa tự phụ vượt xa tồn tại cùng dai trốn ở phía dưới càng không kịp tránh né lập tức bị nghiền nát thành một đoàn huyết vụ ngay cả nguyên anh cũng không may mắn thoát được mà đạo cầu vòng xanh trên trời cao không dừng lại chút nào trực tiếp lóe lên mấy cái rồi biến mất ở đường chân trời xa xa một lát sau trong một ngọn núi nhỏ gần hạp cốc vừa bị sụp đổ mấy đạo huyết quang đột nhiên lao ra bọn chúng lượn một vòng rồi tụ lại phía trên bầu trời hạp cốc từng đạo hư ảnh dần dần hiện rõ đó là một đám người mang phục sức khác nhau nam nữ già trẻ đều có ước chừng hơn 7-8 người nhưng khí thức trên thân thể mỗi người đều rất khác người bình thường giờ phút này cả đám đang nhìn vết máu lốm đốm phía dưới sắc mặt đều khó coi vô cùng làm thế nào bây giờ có nên đuổi theo rửa hận báo thù thay nha đạo hữu hay không một thiếu nữ mặc áo màu xanh biết bỗng nhiên hỏi một câu đừng nói giỡn Nhà đạo hữu tìm nhầm đối thủ, không ngờ lại chọn một lão tổ đại thừa kỳ. Chuyện này không thể trách người ngoài được, một gã nam tử tóc tai bù xù không chút do dự, nói. Đúng vậy, tu vi nhà huynh không dưới ta và ngươi, theo lý thuyết cũng có thể trèo chống với lão tổ đại thừa kỳ được nhất thời nửa khắc. Đối phương có thể một đòn diệt sát nhà đạo hiếu, chỉ e trong hàng lão tổ đại thừa cũng là tồn tại đứng đầu, thì đối phó với chúng ta cũng chỉ như thổi bụi mà thôi. Diệp tiên tử nếu muốn báo thù cho hắn xin cứ đi một mình là được huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không dính vào việc này. Một lão giả tướng mạo xấu xí, cơ thịt trên mặt co rút, mở miệng. Tiểu muội cũng chỉ nói vậy mà thôi, chư vị không dám trêu chọc đại địch bậc này thì tiểu muội sẽ càng không đi làm chuyện mất mặt như thế. Chẳng qua bây giờ sự tình đã đến nước này, chúng ta cũng không thể tiếp tục ôm cây đợi thỏ được nữa, cũng nên nhanh chóng tiến tới chỗ thiên đỉnh cung suốt thế xem có thể đục nước béo cỏ hay không. Thiếu nữ gượng cười hai tiếng, trả lời. Vì thế mấy người này sau khi thương lượng một lát liền hóa thành những đạo độn quang chọn một phương lao vút đi. Phanh một âm thanh khẽ vang lên, một cự hán thân cao mấy trượng ngăn cản phía trước bị một ngón tay hàn lập bên trong đạo độn quang điểm nhẹ một chỉ. Ngay lập tức đầu và nguyên anh của gã liền ầm một tiếng nổ tung ra. Thi thể không đầu nhoáng một cái từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đạo cầu vòng xanh chói mắt lắc lư mấy cái rồi trực tiếp xuyên thủng thân hình mấy kẻ phía sau cự hán, trong nháy mắt đã chém bọn họ thành hai nửa sau đó mơ hồ biến mất trong không trung phía sau. chương 2348, cánh cửa lớn. Phảng phất như là nghiền chết con kiến vậy. Sau khi xua đuổi hết mấy lượt những kẻ tự tìm đường chết, hai canh giờ sau, Hàn Lập rốt cuộc cũng mang theo huyết phách tới không trung phía trên một vùng lòng chảo khổng lồ. Bốn phía thung lũng này là những ngọn núi nhỏ trải dài liên miên bất tận, ở trung tâm là từng bụi cỏ thấp bé đan xen nhau. Từ trong một cái đầm nước trông như bị những bụi cỏ triệt để che kín lấy, đang phun ra một cột sáng năm màu có đường kính lớn gần một dặm vòng sáng bên ngoài của nó vô cùng diễm lệ bay thẳng lên chín tầng mây phảng phất như một cây cột trống trời to lớn mà ở rìa thung lũng cũng đã có ba tốp người đến nơi này sớm hơn so với hàn lập một bước bọn họ cũng đang lạnh lùng đánh giá những kẻ còn lại ánh sáng màu xanh thua về thoáng chốc hàn lập đã đứng thẳng sóng vai cùng huyết phách ở một nơi khác ngay gần đó bá một cái ba ánh mắt nóng như lửa thoáng chốc đều nhìn sang khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó khiến cho huyết phách phải ngọc dung thất sắc, không kìm lòng được mà phải lùi lại phía sau hai bước. Nhưng vào lúc này, thân hình Hàn Lập lắc lư một chút đã dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi đem huyết phách che chắn lại phía sau, đồng thời cũng hời hợt thả ra một chút linh áp trên cơ thể. Phốc một tiếng, huyết phách chỉ cảm thấy khí tức cường đại đập vào mặt lập tức bị linh áp từ thân thể Hàn Lập ép cho chuối xuống đất, lúc này thần sắc mới buông lỏng, vụng trộm quét ánh mắt liếc qua những người khác hai mắt Hàn Lập trước tiên đánh giá cột sáng năm màu kinh người ở phía bên kia rồi mới thản nhiên nhìn lướt qua những kẻ khác. Tốt người có số lượng ít nhất có bộ dáng một đôi vợ chồng trung niên. Nam là một đại hán có làn da ngăm đen, trông có vẻ hết sức thật thà. Nữ thì trời sinh thiên kiều bám mị, toàn thân đều tản mát ra sự hấp dẫn vô cùng kinh người. Hai loại người nhìn có vẻ hoàn toàn bất đồng đứng sóng vai nhau cùng một chỗ, lại khiến cho người ta có cảm giác cân xứng mười phần một cách quỷ dị. Tuy nhiên trong hai người này, nữ tử tản ra linh áp đại thừa một cách rõ ràng, còn khí thức trên người nam tử lại sâu không lường được, bên ngoài thân mơ hồ bao phủ một loại chấn động vô hình, cho dù hàn lập chăm chú nhìn cũng không cách nào nhìn ra tu vi sâu cạn của nam tử này, rõ ràng trên người đối phương có một loại bí bảo chuyên môn khắc chế sự dò xét của thần niệm. Hàn lập hơi chút ngoài ý muốn, chẳng qua sau một khắc ánh mắt hắn đã rơi vào năm tên thanh niên mặc quần áo và phục sức giống hệt nhau đang đứng ở một hướng khác. Năm tên thanh niên này trông chỉ khoảng 20 tuổi, chẳng những tướng mạo, quần áo, phục sức như cùng một khuôn mẫu in ra, mà thần sắc cử chỉ cũng cực kỳ giống nhau, ánh mắt lại càng lạnh băng không hề có chút cảm xúc. Tu vi của chúng đều là hợp thể hệ kỳ đại thành. Thần niệm của Hàn Lập vừa tiếp xúc với năm tên này, lập tức thần sắc lộ ra vẻ có điều suy nghĩ, nhưng sau khi ánh mắt lóe lên lại tiếp tục quét qua đám người còn lại. Đám người cuối cùng xem như có số lượng đông đảo nhất, chừng hơn trăm người, cấp bậc của những người này hầu hết đều là luyện hư kỳ, xen lẫn có vài tên tồn tại hợp thể kỳ, tất cả bọn chúng đang mơ hồ tạo thành một cái pháp trận huyền diệu, bao quanh lấy một gã đại hán mà cẩm bào có tướng mạo uy nghiêm. Hai mắt đại hán mơ hồ có tia máu chấp động, khí tức trên người cực kỳ cường đại, là một lão tổ đại thừa kỳ hang thật giá thật. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua đại hán trung niên, rồi nhìn vào bên cạnh hắn, bộ dáng dường như khá hứng thú với trận pháp do những người còn lại bố trí. Ba nhóm người này tự nhiên cũng nhìn ra thân phận lão tổ đại thừa của Hàn Lập, thần sắc cũng đồng dạng quan sát nhiều hơn một chút, nhưng lại không thèm mó tới huyết phách ở sau lưng một chút nào hiển nhiên trong mắt những người này tu vi luyện hư chưa có tư cách để bọn chúng đặt trong mắt ngược lại thì khuôn mặt lạ lẫm của vị đại thừa hàn lập này cùng với khí thức mười phần quỷ dị như có như không lại khiến cho cả ba tốt người đều nổi lên lòng cảnh giác chẳng qua hiện tại bọn chúng đều đang chiếm cứ riêng mình một khu vực bên cạnh thung lũng lẳng lặng huyền phù giữa không trung chẳng ai có ý định mở miệng nói chuyện với kẻ khác cả bỗng nhiên phía chân trời lóe lên linh quang độn quang từ những phương hướng khác nhau đồng thời hiện ra rồi cùng xé gió bắn tới thung lũng. Tới khi tiếng xé gió dừng lại, những kẻ khống chế hai làn sóng độn quang đồng thời tới bên cạnh thung lũng rồi cũng hiện ra hình dáng chân thực của mình. Hàn lập nhìn rõ ràng khuôn mặt của một nhóm người, thần sắc khẽ động, nhưng lập tức khôi phục biểu lộ trước kia. Nhóm người này gồm hai nam một nữ đang đứng song song cùng một chỗ. Một tên là một nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che lấy toàn bộ khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ, một nam một nữ khác lại là một đạo sĩ trẻ tuổi cùng với một bà lão tóc bạc trắng. Đúng là ba tên đại thừa tiêu minh, thanh bình đạo nhân, vạn hoa phu nhân đồng thời cùng đến. Về phần nhóm người còn lại, lại là ba lão giả khô gầy xấu xí. Ba người này hoặc thần sắc đờ đẫn hoặc biểu lộ hưng phấn, nhưng khí thức vô cùng cường đại, đều là ba lão tổ đại thừa. Sáu tên đại thừa cùng đến, trừ hàn lập thì ba nhóm người cũng đều biến sắc. Lúc này, tiêu minh khẽ quét ánh mắt qua những người khác, lập tức thấy được sự tồn tại của hàn lập đồng tử co rụt lại nhưng sau đó lại khẽ cười một tiếng nói hóa ra là hàn đạo hữu cũng tới đây sớm biết như thế bọn tiêu mỗ đã mời đạo hữu cùng tới đây rồi lần trước hàn huynh chẳng phải nói là có việc quan trọng trên mình hay sao chẳng lẽ cũng là chuyện thiên đỉnh cung này đúng vậy tại hạ cũng không nghĩ tới chuyện của tiêu huynh vậy mà lại cùng mục tiêu với hàn mỗ nếu không ngày đó ta cũng sẽ không nói ra lời như thế hàn lập bình tĩnh trả lời cũng không biểu hiện ra điều gì quá ngoài ý muốn ta tin tưởng với thân phận của đạo hữu chắc chắn không cần phải nói dối làm gì chẳng qua cũng có chút đáng tiếc ta cùng đạo hữu mới quen mà đã như thân vốn còn muốn hữu hảo một phen ai nam tử đeo mặt nạ thở dài một tiếng cứ như thực sự tiếc nuối vậy hắc hắc từ khi nào mà cuồng ma lão tổ đại danh đỉnh đỉnh của huyết cốt môn lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi không phải những năm này không gặp người bế quan quá dài tới mức tính tình biến đổi lớn đến như thế chứ. Nữ tử trong đôi đạo lữ kia bỗng nhiên cười cười nói. Thì ra là đôi phu thê vô cấu lão tổ và hoa tây tiên tử. Nghe nói năm đó vô cấu huynh gặp phải một con nghiệt long, kết quả sau một hồi đại chiến thì trọng thương mà quay về, không biết nguyên khí đã khôi phục hay chưa. Tiêu Minh nghe vậy, quay đầu nhìn nam tử đứng bên cạnh nữ tử kiều mị kia, cũng đồng dạng hỏi lại một câu. Đa tả tiêu đạo hữu quan tâm, phu quân ta đã sớm khôi phục nguyên khí, hơn nữa những năm này còn có một phen kỳ ngộ khác thực lực so với trước kia không chỉ không giảm mà còn tăng lên đấy hoa tây tiên tử không chờ nam tử đứng bên cạnh đáp lời đã dành trước một bước trả lời vị vô cấu lão tổ kia chỉ chất phác cười cười sau đó dường như cũng không có ý mở miệng nói gì thêm tiêu minh thấy vậy âm thầm nhướng mày ánh mắt có phần kỳ quái đánh giá đôi đạo lữ đại thừa danh tiếng của huyết thiên đại lục này nhưng sau khi tâm niệm xoay chuyển một vòng không hề để ý tới nữa mà nhìn sang phía đại hán mặc cẩm y Phụng Tông Chủ, không nghĩ tới một vị tổ sư khai sáng một phái như ngươi lại cũng đích thân mạo hiểm, lại còn dẫn theo nhiều môn hạ cùng tới như vậy, không sợ tất cả tinh nhuệ trong tông môn đều chôn vùi ở đây, khiến cho quý môn trở thành phù dung sớm nở tối tàn hay sao? Dường như tiêu minh rất có định ý với đối phương, khẩu khí trở nên lạnh lẽo hỏi. Hừ, ngươi có thể tới thì sao ta lại không thể? Chẳng lẽ thiên đỉnh chân nhân xuất thân từ huyết cốt môn hay sao? Nói sao thì bổn tỏa cũng là dùng đạo về trận pháp khai tông lập phái, lần này muốn lấy được bảo vật trong nội cung thiên đỉnh cung, tự nhiên phải mang theo đầy đủ môn hạ đệ tử rồi. Về phần bồn tông có trở thành phù dung sớm nở tối tàn hay không không nhọc tới tiêu huynh phải quan tâm. Đại hán mặc cẩm ý hừ một tiếng, dưới sự tập trung của đám môn hạ không khách khí nói. Tiêu Minh nghe được lời đại hán đáp lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nhưng cũng không nói gì thêm mà quay đầu nhìn về phía năm thanh niên vô danh có dung mạo và phục sức giống hệt nhau. Huyết hợp ngũ tử, bái kiến tiêu đạo hiếu năm tên thanh niên không đợi tiêu minh nói gì mà chủ động tiến lên một bước, khuôn mặt không chút biểu tình ôm quyền chào hỏi. Hành động cứ chỉ chỉnh tề như người bình thường, đại danh của huyết hợp đạo hiếu, tiêu mỗ đã được nghe qua. Đạo hiếu vốn là tu sĩ đại thừa, vậy mà cam lòng đem một nguyên anh phân thành năm, đồng thời luyện năm đại phân thân, ý định muốn cùng lúc tiến giai tới cảnh giới đại thừa, nghị lực kiên định thật khiến cho tại hạ cảm thấy mặc cảm. Tiêu Minh đối mặt với năm tên chỉ có cảnh giới hợp thể, vậy mà lần đầu tiên trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên kỵ dị thường khách khí đáp lễ lại chúng ta làm thế chỉ là hành động bất đắc dĩ cầu đường sống trong chỗ chết mà thôi ngược lại thì đại danh của cuồng ma huyết hợp đã sớm nghe như sấm bên tai rồi năm tên thanh niên mặt không đổi sắc lạnh giọng trả lời phảng phất như thực sự đánh mất cảm tình rồi vậy tiêu minh mỉm cười thời điểm hắn đang định nói gì nữa bỗng nhiên sắc mặt đại biến ánh mắt thoáng cái nhìn thẳng về phía cột sáng năm màu chọc trời kia sau một khắc cột sáng vốn có thể tích lớn tới kinh người kia đột nhiên vang lên âm thanh ông ông cực lớn, trong nháy mắt đường kính của nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh, dường như chỉ một cái chấp động, cột sáng đã biến thành một màn sáng năm màu chói mắt bao bọc lấy toàn bộ tòa thung lũng ở bên trong. Lúc này, bọn người tiêu minh và hàn lập căn bản không cần ai nhắc nhở, đã sớm nhao nhao bắn ngược ra bên ngoài thung lũng, thần sắc ngưng trọng quan sát hết thảy mọi thứ trước mắt. Màn sáng năm màu ầm ầm nổ mạnh một hồi, theo đó phạm vi khu vực 10 dặm trên không trung kịch liệt chấn động, lăng không tách ra một cái khe nứt hẹp màu ngà sữa, theo thời gian nó nhanh chóng căng ra, từ trong khe hở mơ hồ hiện ra ban công của hư ảnh một cung điện khổng lồ tinh xảo. Tiếng oanh minh bỗng nhiên dừng lại, màn sáng năm màu chợt lóe lên, hóa thành vô số vòng sáng bảo vệ cuốn vào khe hở, đem tất cả lối vào phong ấn lại. Theo đó, không trung thung lũng một lần nữa kịch liệt lắc lư, hư không vậy mà hiện ra hình dáng một cánh cửa cực lớn cao tới vạn trượng như cột chống trời. Cánh cửa năm màu, Mặt ngoài nó trải rộng vô số phù văn màu vàng và bạc, phảng phất như không phải là vật thuộc về thế giới này. Hàn Lập vừa thấy phù văn màu vàng và bạc bên trên cánh cửa, đồng tử hơi co rụt lại. Những phù văn màu bạc và vàng này đúng là kim truyện văn và ngân khoa văn mà chỉ tiên giới mới có. Vị thiên đỉnh chân nhân này không hổ là người đã phi thăng thành công, vậy mà có thể tinh thông cả hai loại linh văn chỉ riêng tiên giới mới có này. Đây là đại môn của Thiên Đỉnh Cung, chỉ cần có bản lĩnh là có thể mở ra để tiến vào trong đó bằng vào chìa khóa là có thể phá vỡ phong ấn phía sau, tiến vào nội cung thiên đỉnh cung sao. Đôi mắt đẹp của hoa tây tiên tử chăm chú nhìn cánh cửa cực lớn, trên mặt hiện lên thần sắc say mê. Hừ, cửa này đã hiện ra, chỉ sợ những người khác cũng sẽ qua đây ngay. Đã như vậy, bổn tọa không khách khí tiến vào bên trong trước. Trên mặt đại hán mặc cẩm y hiện lên vẻ tham lam, không khách khí nói. chương 2349, hai cái đỉnh. Vừa dứt lời, đại hán mặc cẩm y phân phó một tiếng, Gần trăm tên môn hạ đồng thời hét lớn, từng người lấy ra những pháp khí có hình dáng khác nhau. Những pháp khí này hoặc là trận kỳ hoặc là trận bàn, rõ ràng đều là công cụ dùng để bày pháp trận, đồng thời từng hồi âm thanh chú ngữ vang lên từ cùng một nơi. Lập tức hào quang từ trên đỉnh đầu của những người này lóe sáng, một cái quang trận màu vàng lăng không hiện lên, quay tít một vòng liền bắn ra hơn 10 đạo cột sáng màu trắng, toàn bộ hóa thành một đường thẳng lập tức bắn lên trên cánh cửa. Âm thanh ầm ầm nổi lên, vô số phù văn màu trắng từ trên cánh cửa vung ra nhưng cánh cửa cực lớn thì vẫn không hề nhúc nhích chẳng có chút dấu hiệu nào là nó sắp mở ra cả những người khác không khỏi có chút hoảng sợ đại hán mặc cẩm y thấy vậy không giận mà còn cười lớn khá thú vị đấy không nghĩ tới chỉ một cánh cửa thì đã khó sơi rồi xem ra không sử dụng chút bản lĩnh là không được nói xong lời này đại hán mặc cẩm y bấm niệm pháp quyết miệng lầm bẩm về phía quang trận ở trong hư không âm thanh oanh minh vang lên Màu sắc của quang trận bỗng nhiên biến đổi thành màu bạc nhạt, đồng thời hàn quang bên trong nó lóe lên, hiện ra vô số đạo kiếm nhỏ màu bạc, đếm sơ qua khoảng mấy ngàn đạo. "Đi!" Đại Hán quát khẽ một tiếng, tay áo vung lên hất về phía cánh cửa cực lớn kia. Trong quang trận nổi lên tiếng xé gió, tất cả những đạo kiếm nhỏ màu bạc như thủy triều bay vọt ra, trong hư không chúng quỷ dị ngưng tụ lại với nhau thành một thể, biến ảo thành một thanh kiếm khổng lồ lớn hơn ngàn trượng màu bạc. Sau khi lóe lên một cái, thanh kiếm khổng lồ hung hăng chém xuống cánh cửa lớn ở phía xa. Một tiếng tiêm minh chói tai vang lên, mặt ngoài cánh cửa cực lớn lóe lên một sợi tia sáng màu bạc. Theo đó toàn bộ bầu trời run rẩy một hồi, mặt ngoài cánh cửa lóe lên phù văn hai màu vàng bạc, từ sợi tia sáng bạc từ từ tách ra thành một cái khe hở. Tuy nhìn có vẻ không rộng lắm, nhưng cũng đủ cho người tiến vào bên trong. Đại hán mặc cẩm y đại hỉ, bên ngoài thân lóe lên hào quang, đem tất cả môn nhân bên người hắn đều cuốn vào bên trong đó rồi hóa thành một luồng cầu vồng phá không bay đi, mơ hồ một cái đã chui vào bên trong cánh cửa cực lớn không thấy bóng dáng. Mà đúng lúc này, hoa tây tiên tử bỗng nhiên dẫm chân, vậy mà cùng với vô cấu lão tổ hóa thành một đạo thanh hồng bắn tới khe hở trên cánh cửa cực lớn. Phanh một tiếng trầm đục, cầu vồng bay tới gần cánh cửa cực lớn hơn trăm trượng thì bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lùi trở lại. Tiếp đó cánh cửa cực lớn vang lên tiếng ầm ầm rồi tự động khép lại, Hào quang màu bạc bên ngoài lóe lên, khe hở lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Mà đạo thanh hồng bị bắn ngược lại chỉ xoay quanh một vòng, bên trong liền hiện ra thân ảnh của Hoa Tây Tiên tử và Vô Cấu lão tổ. Trên mặt nữ tử kiều mị lộ ra vẻ ngoài ý muốn, còn nam tử bên cạnh thì sắc mặt vẫn đờ đẫn. Thiếp thân đúng là lỗ mãng rồi, vốn còn định tiết kiệm chút khí lực, mượn nhờ lực lượng của Phụng tông chủ để trực tiếp tiến vào bên trong, xem ra không thể thực hiện được rồi, vẫn là không xuất thủ thì không xong. Phu quân người tới mở cánh cửa này ra đi. Làn thu thủy trong đôi mắt dễ thương của nữ tử kiều Mỹ lưu chuyển một vòng, sau đó quay đầu khẽ cười nói. Vô cấu lão tổ bên cạnh nói một chữ được, thân hình bỗng nhiên bao phủ một luồng ánh sáng màu tím, một bàn tay chậm rãi vỗ về phía cánh cửa cực lớn. Phốc một tiếng, bàn tay trông có vẻ bình thường bỗng nhiên đón gió mà lớn lên, thoáng chốc đã trở thành một bàn tay sáng màu tím khổng lồ lớn như một tòa lầu cát, vừa lao ra đã hung hăng đập xuống cánh cửa cực lớn. Một tiếng trầm đục vang lên, vòng sáng bảo vệ bên trên cánh cửa cực lớn tỏa sáng, lăng không hiện ra một cái lỗ hổng đường kính lớn hơn một trường. Trên mặt hoa tây tiên tử chợt vui vẻ, lúc này cùng với vô cấu lão tổ độn quang cùng nhau, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên bay vào trong đó. Cánh cửa cực lớn nổ vang ông ông liên hồi, rồi cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng như lúc ban đầu. Xem ra mỗi một lần chỉ có thể vào một tốt người thôi. Đã như vậy, ba lão gia hỏa chúng ta cũng không khách khí nữa một trong ba lão giả khô gầy bóng cười lên quái dị tiếp đó thân hình của ba người đồng thời nhoáng lên liền xuất hiện ở phía trước cánh cửa cực lớn đồng thời riêng mỗi người lại thò một bàn tay đẩy về phía cánh cửa cực lớn ba luồng sức mạnh to lớn như xé trời bay vọt lên lập tức bộc phát ra một hồi nổ mạnh ầm ầm cánh cửa cực lớn vốn đang đóng chặt từ từ bị xé mở ra thân hình ba lão giả mơ hồ một cái đã tiến nhập vào bên trong hàn huynh có muốn đi trước một bước hay không nhìn thấy nhiều người cùng lúc tiến vào cánh cửa lớn như vậy tiêu minh bỗng nhiên cười cười hướng về phía hàn lập hỏi một câu nếu tiêu đạo hữu đã khiêm nhường như vậy tại hạ cũng không khách khí nữa huyết phách đạo hữu chúng ta hãy cùng vào đi hàn lập nhàn nhạt trả lời một câu liền quay đầu phân phó huyết phách vâng thưa tiền bối huyết phách cúi đầu đáp ứng một tiếng hàn lập phung tay áo lên kim quang bên ngoài cuốn ra bao bọc lấy huyết phách vào trong đó tiếp theo đầu vai nhoáng lên một cái bước về phía trước một bước phốc phốc một tiếng hư không phía trước bỗng chấn động một hồi thân hình hàn lập ở trong kim quang mơ hồ đã cùng huyết phách biến mất không thấy nữa rồi sau một khắc bên cạnh cánh cửa cực lớn chấn động hàn lập và huyết phách một trước một sau thoáng hiện ra hàn lập nhấc chân ngông nghênh đi đến cánh cửa cực lớn huyết phách tự nhiên theo sát phía sau không dám rời xa nửa bước phốc phốc một tiếng bên ngoài thân hàn lập tỏa ra một tầng hỏa diễm màu bạc lập tức bao bọc lấy toàn thân hắn từ đầu đến chân trông như một người lửa lóe lên một cái trực tiếp lao lên trên cánh cửa cực lớn một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện chỉ nghe một tiếng tư nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy vang lên bên trên cánh cửa cực lớn bỗng nhiên hiện ra một lỗ thủng hình người ngoài rìa của lỗ thủng đều có một vòng dấu vết như bị hòa tan hàn lập vậy mà xem như không có gì ngăn cản trực tiếp xuyên thủng qua cánh cửa cực lớn huyết phách ở đằng sau tuy đã sớm biết thần thông của hàn lập to lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi nhưng hời hợt như thế đã có thể phá vỡ cánh cửa cực lớn vẫn khiến nàng phải ngẩn ngơ, nhưng lập tức thân thể mềm mại khẽ động, theo sát hàn lập tiến vào trong đó. Lỗ thủng hình người từ từ biến mất, dường như cùng một thời gian, huyết hợp ngũ tử đứng trên bầu trời thét dài một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết quang lao thẳng xuống. Sau một lát thời gian, ngoài rìa thung lũng chỉ còn lại ba người nhóm tiêu minh. Tiêu huynh, bọn ta cũng đi vào chứ, vạn hoa phu nhân rốt cuộc cũng không nhịn được phải hỏi. Vạn Hoa đạo hữu không cần quá nóng lòng, ngươi thực sự cho rằng ở đây chỉ còn có bọn người chúng ta hay sao? Có người cũng đã đến đây rồi, chỉ là không muốn hiện thân ra gặp chúng ta mà thôi." Tiêu Minh cười hắc hắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác, thâm ý sâu sắc nói. "Cái gì? Còn có người trốn ở một bên sao? Vạn Hoa phu nhân và Thanh Bình đạo nhân đâu phải kẻ tầm thường, vừa nghe lập tức cùng nhìn lại về một hướng. Không cần phải xen vào chuyện này, chỉ cần không gây trở ngại tới việc của chúng ta." Cứ để hắn ôm cây đợi thỏ đi. Huống hồ đâu phải chỉ mình ta phát hiện ra, những người bên ngoài đều tỏ ra không biết, chúng ta cần gì phải nhiều chuyện. Đi, chúng ta xuống phía dưới thôi." Tiêu Minh thu ánh mắt lại, lắc đầu nói, tay áo hắn rung lên bắn ra một đoàn sáng bạc, lắc lư một cái thình lình biến ảo thành một quầng sáng lớn hơn 10 trượng đâm vào bên trên cánh cửa cực lớn. Sau thời gian cạn một chén trà, hư không chỗ bọn người Tiêu Minh vừa đến chấn động, một bóng người màu đỏ như máu chợt nhàn nhạt, nhạt mà hiện ra trên gương mặt mơ hồ của huyết ảnh một đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa cực lớn đã khôi phục lại như lúc ban đầu không biết trong lòng kẻ này đang suy nghĩ điều gì mà lúc này phía chân trời xa vang lên tiếng xé gió hiện lên mấy đạo độn quang hai mắt của huyết ảnh xoay chuyển liếc nhìn những đạo độn quang này đồng tử hơi nhíu lại từ hai mắt hiện lên vẻ khát máu không nói nên lời thân hình uốn éo bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang nhàn nhạt nghinh đón chỉ sau thời gian một hơi thở từ phía chân trời xa lập tức nổi lên những tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo độn quang tất cả đều biến mất trong làn huyết tinh nồng đậm. Thiên đỉnh chân nhân tự tay hạ phong ấn, quả nhiên không phải chuyện đùa. Hàn lập nhìn qua màn sáng dày đặc những linh văn năm màu mờ mịt, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia ý khâm phục. Phong ấn ngăn chặn toàn bộ cửa vào dài hơn mấy trăm dặm, cho nên vừa tiến vào không gian tối tăm bên trong cánh cửa cực lớn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chia ra làm việc, riêng phần mình lựa chọn một đoạn phong ấn phía xa rồi tự mình phá giải cho nên bên trong phiến hư không này chỉ còn lại hai người huyết phách và hàn lập lẳng lặng lơ lửng ở trong đó nghe nói cái phong ấn này là ngay trước khi thiên đỉnh chân nhân phi thăng có một năm mới tự tay bố trí có thể xem như là cực hạn cấm chế phong ấn của linh giới chúng ta rồi nếu thực sự muốn xông vào trừ khi có tu sĩ đại thừa cam nguyện tổn hao thời gian trăm năm dùng nguyên anh hỏa tiến hành luyện hóa từng chút một nếu không cho dù thần thông có lớn đến cỡ nào cũng không có cách gì tiến vào bên trong được nhưng thời gian cung điện hiện thế lại quá ngắn thời gian một tháng vừa đến, nó sẽ đúng giờ biến mất không thấy đâu nữa. Vài cái chìa khóa của thiên đỉnh cung càng là vài năm sau đó mới hiện thế, trước khi chúng xuất hiện, dù có đánh vỡ cánh cửa lớn tiến vào đây cũng đều chỉ có thể dương mắt nhìn phong ấn, căn bản chẳng thể lấy ra bảo vật gì cả. Về sau sau khi có chìa khóa phỏng chế này, mới có thêm một ít người có thể xâm nhập vào bên trong đó. Huyết phách ở bên cạnh cung kính giới thiệu, phong ấn này thực sự mạnh mẽ tới như vậy sao, ta ngược lại thật sự muốn xông vào thử một lần xem sao. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Huyết phách nghe xong, đang muốn cười nói trả lời điều gì, nhưng bỗng nhiên từ một hướng khác vang lên chấn động khác thường kinh động tới toàn bộ không gian, theo đó phong ấn trước mặt run lên nhẹ nhẹ một hồi, tất cả linh văn chợt như ẩn như hiện. Nhưng chỉ trong thời gian khoảnh khắc, màn sáng trước mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất như dị tượng ban nãy chưa từng phát sinh vậy. Nhanh như vậy đã có người phá vỡ tiến vào bên trong rồi. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất định là có người vận dụng cái chìa khóa chính thức rồi, vật phỏng chế tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã phá vỡ phong ấn được. Huyết phách thần sắc nghiêm túc nói, chìa khóa chính thức, được rồi, thời gian gấp rút, ta cũng không cần thử thêm gì nữa. Người nói đường tắt là thế nào, giờ có thể nói ra đi. Hàn lập nhướng mày, nhìn huyết phách hỏi, tiền bối, có thể lấy hư thiên đỉnh ra được chứ? Huyết phách hỏi lại một câu, hư thiên đỉnh, đương nhiên không có vấn đề gì. Hàn lập không chút do dự trả lời, một tay cuốn lên. Lúc này một đoàn sáng xanh hiện ra, ngưng tụ lại thành một cái đỉnh nhỏ có phong cách cổ xưa. Đúng là hư thiên bảo đỉnh, huyết phách nước nhìn tiểu đỉnh, đột nhiên miệng thở ra mùi thơm như đàn hương, từ đó đồng dạng bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh, quay tiết một vòng cũng hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu xanh khác. Ồ, đây là, Hàn lập vừa thấy cảnh này thì chợt nao nao, tiền bối. Vật trong tay vãn bối cũng là một cái chìa khóa phỏng chế, hơn nữa còn là một vật phỏng chế thành công nhất, có tới 7 phần công hiệu của chính phẩm. Huyết phách chậm rãi nói, chương 2350 tiến vào, hư hoàng đỉnh, huyết phách đạo hữu lấy ra vật này, chẳng lẽ chỉ cần nó là có thể dễ dàng giải khai phong ấn sao? Hàn lập kinh ngạc hỏi, đương nhiên là không được, đường tắt mà vãn bối từng nói thực ra vẫn rất cần có tiền bối làm chủ sử dụng hư thiên đỉnh phá giải phong ấn. Vãn bối chỉ có thể cầm hư hoàng đỉnh đứng một bên sử dụng bí thuật trợ giúp mà thôi đỉnh này là do năm đó bản thể của vãn bối tự tay luyện chế, cho nên bên trong có trộn lẫn vài giọt máu huyết, nhờ đó mà có thể phát huy ra một ít tác dụng huyền diệu mà những chìa khóa bình thường không thể có được. Huyết phách cung kính trả lời, người đã nắm chắc việc sử dụng hai đỉnh đủ để giải khai phong ấn, vậy thì thử một lần đi, nếu như không được ta đành dùng tới pháp lực thử mạnh mẽ phá tan phong ấn sau vậy hàn lập sờ cầm chốc lát, quyết định nói. Huyết phách tự nhiên không có ý kiến khác, lập tức gật đầu đồng ý. Vì vậy, Hàn Lập không nói hai lời đem tiểu đỉnh ném lên không chung, tiếp đó tay áo run lên bắn ra một giải sáng xanh mờ, lóe lên đã chui vào phía dưới tiểu đỉnh không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư thiên đỉnh đón gió thoáng chốc biến thành lớn hơn trục trượng như một quái vật khổng lồ, mặt ngoài vô số phù văn cây cỏ hoa lá chim muông được điêu khắc bắt đầu hiện rõ ra, vây quanh cự đỉnh rồi xoay quanh bay múa bất định. Huyết phách bên cạnh thấy vậy, không chút do dự mà cũng xuất thủ. Nàng cầm tiểu đỉnh trong tay lên, há miệng phun lên nó mấy đoàn máu huyết đỏ tươi. Phốc phốc vài tiếng, tất cả máu huyết đều đón gió nổ tan ra biến thành một làn huyết vụ, rồi như có linh tính mà bao bọc lấy toàn bộ tiểu đỉnh bên trong nó. Theo đó, huyết phách lầm bẩm trên không trung, thân hình uốn éo mơ hồ hóa thành một đạo huyết ảnh trực tiếp nhảy vào bên trong huyết vụ. Lúc này, hư hoàng đỉnh kêu lên một tiếng thanh minh, nó quay tít một vòng đem tất cả huyết vụ ở bốn phía hút vào trong nó, tiếp đó nhoáng lên một cái, miệng chiếc đỉnh bỗng nhiên vô số phù văn đỏ như máu, chúng ngưng tụ lại với nhau biến ảo thành một gương mặt mỹ nữ cực kỳ quỷ dị, dung nhan thình lình giống hệt với huyết phách, chẳng qua trên mặt chẳng có chút biểu tình nào, được bao phủ bởi một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Hàn tiền bối, ta chỉ có đủ lực lượng sử dụng một kích mà thôi. Tiền bối nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt nhất để ra tay đấy. Mỹ nữ có gương mặt đờ đẫn nói đôi câu, há miệng thở ra hơi thở thơm mùi đàn hương, bắn ra một chù tơ máu ong ánh. Những tơ máu này phát ra âm thanh xùy xùy, lại đơn giản đến không thể tin được mà xuyên qua màn sáng năm màu. Từ gương mặt của Mỹ nữ lại phát ra một tiếng kêu thê lương. Những tơ máu kia nhao nhao nổ tung ra, nồng đậm huyết vụ ngưng tụ lại với nhau lại một lần nữa biến ảo thành từng mảng huyết văn khảm nạm phía trên màn sáng năm màu, nhìn lên vô cùng quỷ dị. Hai mắt hàn lập trông thấy cảnh này thì sáng ngời lên, lóe lên đến bên cảnh hư thiên đỉnh đã biến thành khổng lồ, đồng thời hai bàn tay vỗ mạnh xuống. Đương một tiếng trầm đục như chuông ngân vang lên. Mặt ngoài cự đỉnh màu xanh tỏa ra hang vạn đảo ánh sáng, biến ảo thành những loại hư ảnh chim hoa tôm cá, hình thể cũng lập tức tăng lên một lần nữa, rồi trực tiếp nhào vào màn sáng năm màu. Tiếng phốc phốc nổ lớn, các loại hư ảnh tiếp xúc với phong ấn lại xem như không có gì mà nhao nhao từ phía những huyết văn trực tiếp chui vào trong đó. Sau một khắc, mặt ngoài cự đỉnh chợt trở nên ẩn hiện, đồng thời phạm vi vài dặm bên trong màn sáng năm màu đều nổi lên âm thanh ông ông, theo đó một tia khí trắng từ trong đám huyết văn bay ra, vừa tiếp xúc với hư không lập tức biến thành từng đợt chấn động khác thường tỏa ra bốn phương tám hướng. Hàn lập thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ, hiển nhiên là sự phối hợp giữa hai người thật sự có hy vọng phá mở phong ấn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bóng truyền đến tiếng kêu rên, chẳng biết từ lúc nào huyết quang trên mặt mỹ nữ đã rút đi hết, nàng há mồm phun ra một ngụm máu đen, đồng thời cả khuôn mặt vặn vẹo rồi trở nên mơ hồ đi không ít. Lực cắn trả, được rồi, tiếp theo cứ giao cho ta, người giải trừ bí thuật trước đi ánh mắt hàn lập quét qua nhướng mày nói một tay áo phất lên lập tức từ đó bay ra một luồng sáng xanh lóe lên đã chui vào gương mặt mỹ nữ